Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Sát thủ xuyên không, tiểu thư yếu đuối là quân nhân. Ở tập trước ta đang nghe đến đoạn, Bùi Khánh Vi đi đến chợ đen để mua đồ, cô nói ra mấy thứ muốn mua cho ông chủ bán giày, ông ta nghe xong thì nghi cô là cảnh sát chìm, nên nhất quyết bảo không có bán những thứ đó, ông ta chỉ bán giày, vì do đang vội lên cô đã dọa đốt quán của ông ta, tiếp theo thì như thế nào nữa, chúng ta cùng nghe tiếp chuyện nào. Tập 4. Lão Tam Tử bị ánh mắt của cô dọa cho đến mức tim gan cũng run lên theo, lập tức nói, đã thế, tôi sẽ báo cảnh sát. Sau khi Bùi Khánh Vi nghe thấy liền buông cổ áo ông ta ra, Lão Tam Tử còn đang tưởng rằng cô bị mình dọa cho sợ rồi. Nhưng còn chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy cô cúi đầu cười nói, gọi đi, chờ cảnh khuyển tới đây tìm mấy thứ đồ phi pháp kia ra, ông nói xem, tôi hay ông mới là người ở trong đó lâu hơn. Lão Tam Tử bị lời này của cô khiêu khích, lập tức nóng nảy vừa mắng chửi vừa lôi cô ra ngoài, anh bị thần kinh phải không? Tôi làm ăn đứng đắn, anh lại tới quấy rối. Tôi không hiểu anh nói cái gì hết, anh mau cút ra ngoài đi. Đúng lúc ông ta đang cố gắng lôi kéo người, thân mình Bùi Khánh Vi khẽ động, lập tức bẻ ngoặt tay ông ta, dễ dàng ấn được ông ta xuống đất. Ông bán cho tôi, chuyện đâu sẽ vào đó. Ông mà không bán cho tôi, vậy thì đừng trách tôi. Tôi đã nói rồi, không có là không có, tôi là người làm ăn đứng đắn. Lão Tam Tử bị đè xuống đất, tay bị bẻ ngoặt về sau, đau đến chết lặng. Bùi Khánh Vi nhìn dáng vẻ không chịu khuất phục của ông ta thì lập tức cáu kỉnh, kéo ông ta lên, lôi bật lửa ra, thế thì thôi vậy, tôi đành phải đốt chỗ này, chờ cảnh sát tới tìm giúp tôi. Lão Tam Tử vừa nghe thấy thế liền nóng nảy, nhưng tay đang bị bẻ ngoặt ra sau nên không làm gì được. Này, anh không được đốt, có bán hay không, ông tự chọn đi. Cô ấn nhẹ một cái, một ngọn lửa nhỏ bùng lên. Trong lòng Lão Tam Tử cũng theo đó mà căng thẳng. Anh, rốt cuộc anh muốn gì hả? Tôi thực sự không có mà. Anh làm thế này không phải là muốn giết tôi ư? Bùi Khánh Vi không thèm nhìn ông ta diễn kịch nữa, dí ngọn lửa lại gần một đôi giày. Lửa càng gần, hốc mắt Lão Tam Tử lại càng trợn trừng hơn. Cuối cùng, thấy lửa sắp bén vào giày, Lão Tam Tử không thể nhịn được nữa, lỡ đâu xảy ra hỏa hoạn thật, cảnh sát mà tới thì ông ta toi đời thật. Thôi được, tôi bán. Tôi bán mà, ông ta vội vàng nói. Còn không đi lấy mau, Bùi Khánh Vi thả tay ra, ngọn lửa tắt vụt. Lão Tam Tử thấy thế mới thả lỏng ra một chút, thất tha thất thểu đi về quầy. Ông ta ngồi xổm xuống, dùng dao cạy một tấm gỗ lát nền ra, sau đó lấy từng đồ ra một, dao găm quân dụng, ống nghe bệnh, găng tay, tất cả của anh đây. Bùi Khánh Vi dựa vào quầy, thử từng món đồ, sau khi chắc chắn đều dùng được thì mới nói một câu chẳng hề có thành ý chút nào, cảm ơn. Thỏa thuận trước, xảy ra chuyện gì thì đừng có khai tôi ra đấy. Lão Tam Tử lau mồ hôi trên trán. Bùi Khánh Vi thử độ sắc bén của dao găm, cười như không cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ không khai ông ra đâu. Ông có tí lá gan này mà cũng dám lăn lộn trong nghề cơ đấy. Không phải tôi nhát gan, là tôi cẩn thận, có hiểu không hả? Lão Tam Tử lập tức phản bác lời cô. Bùi Khánh Vi nhíu mày, cắm dao găm lên mặt quầy, nói vô nghĩa lắm thế làm gì, kính nhìn đêm của tôi đâu. Lưỡi dao sắc bén lạnh như băng cắm trên bàn hơi rung lên làm Lão Tam Tử sợ tới mức giật thót người, lập tức ngồi xổm xuống tìm kiếm tiếp, tôi tìm cho anh ngay đây. Nhanh lên, Bùi Khánh Vi nóng nảy thúc giục, loại kính nhìn trong đêm này là hàng quân dụng, giá không rẻ đâu. Lão Tam Tử lôi một cái kính ra, nhìn cô với vẻ mặt chân thành tha thiết, quân dụng ư. Bùi Khánh Vi tùy tiện tung hứng nó một chút, cười nhạo lạnh lùng, ông tưởng tôi là đồ ngốc nên lừa đấy à? Hay là ông muốn thử một chút hương vị của lưỡi dao này? Lão Tam Tử thấy cô muốn động dao thì chỉ muốn cắn đứt lưỡi cho xong. Rõ ràng biết đây là một khách hàng không dễ dây vào, ấy vậy mà còn mở miệng tham lam chút tiền kia làm gì không biết nữa. Đại ca, xin đừng mà, tôi, để tôi tìm cho anh, chờ tôi tìm. Tìm kiếm một hồi lâu, Lão Tam Tử mới lấy ra một cái kính màu bạc siêu mỏng. Cái này, mới là hàng quân dụng. Bùi Khánh Vi thoáng nhìn, sau khi thấy ông ta không nói sai thì mới để tiền lại rồi vội vàng đi ra ngoài. Nhìn cánh cửa được đóng lại, sau khi chắc chắn người đã đi xa rồi, lúc này Lão Tam Tử mới đặt mông ngồi xuống ghế, thở phào một hơi. Bùi Khánh Vi mang theo những món đồ kia quay lại cửa hàng bách hóa. Sau khi nhét tất cả đồ vào trong túi sách của mình, cô lại thay quần áo và tẩy trang, rồi mới rời khỏi phòng thay đồ, bắt taxi về nhà. Về đến nhà, cô đứng trước cửa quan sát ký hiệu mà cô đã đánh dấu, xác định nó chưa từng bị tác động vào thì mới yên tâm vào nhà. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cô đi tắm, rồi hâm nóng đồ ăn nhanh mua ở siêu thị,
vừa ăn tối vừa xem tivi, nhìn có vẻ vô cùng nhàn nhã. Thời gian dần trôi qua, màn đêm dần buông xuống, Bùi Khánh Vi vẫn cứ ngồi xem tivi trên sofa, không hề nhúc nhích, giống y như đã bị chương trình tivi cuốn hút vậy. Đến 11 giờ đêm, sau khi xem hết tập phim truyền hình, cô mới tắt tivi, tắt đèn rồi đi vào phòng ngủ. Hết thảy đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Báo cáo, không có chuyện gì, cô gái kia đã tắt đèn đi ngủ. Lúc này, một người đàn ông ở trong một căn phòng thuộc tòa nhà bên cạnh đang dùng ống nhòm quan sát mọi hành động của Bùi Khánh Vi lên tiếng báo cáo. Tôi biết rồi. Sau khi báo Hải nhận được tin tức thì báo cáo lại cho Hoàng Hạo Phong. Hoàng Hạo Phong nghe được tin tức ấy thì nhíu mày, miệng cười thản nhiên, ngoan ngoãn như thế không giống với tính cách của cô ấy. Bóng đêm trầm tĩnh như nước, ánh trăng êm dịu. Họ hoàn toàn không biết, trong nháy mắt khi Bùi Khánh Vi tắt đèn đóng cửa, cô liền mang theo những món đồ kia trèo qua cửa sổ toilet ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trong lúc tranh tối tranh sáng đó, tầm mắt của con người cũng sẽ rơi vào một trạng thái không thấy rõ ràng, mà chính thời gian vài giây này cũng đã đủ cho Bùi Khánh Vi rời đi rồi. Cô nhẹ nhàng, nhanh nhẹn đi xuyên qua con phố nhỏ vắng vẻ và lạnh lẽo, yên lặng di chuyển trong màn đêm. Rất nhanh, cô đã đứng trước một con ngõ nhỏ không xa, nhìn tòa nhà cao ốc chọc trời trước mắt. Nếu không phải Hoàng Hạo Phong càng ngày càng thăm dò thường xuyên khiến Bùi Khánh Vi cảm thấy rằng lớp vỏ phòng thủ của cô đang dần bị anh ta bóc ra thì chắc cô cũng không lựa chọn ra tay nhanh đến thế này. Cô kéo sát vành mũ, lập tức xoay người lặng lẽ đột nhập vào cửa sau công ty. Bùi Khánh Vi nhìn thấy một gã bảo vệ đứng ở cửa sau, trong tay còn cầm dùi cui điện đang đi đi lại lại tuần tra. Cô nép sát vào góc, nhìn xung quanh một lượt. Chỉ có 2-3 con mèo hoang đang súm vào một chiếc thùng rác ngay bên cạnh. Lập tức, cô giơ chân đá đổ thùng rác kia, leng keng. Tiếng động vang lên làm cả đám mèo chạy tán loạn, cũng làm kinh động tới gã bảo vệ ở bên kia. Bảo vệ lập tức chạy tới xem xét. Chớp lấy thời cơ, Bùi Khánh Vi nhanh nhẹn tránh được tầm mắt của bảo vệ và hai chiếc camera giám sát, lẻn ngay được vào trong tòa nhà. Hết thảy đều xảy ra trong chớp mắt, bước nhanh về phía phòng điều hòa tổng, Bùi Khánh Vi đeo bao tay nhẹ nhàng ấn lên cửa. Một tiếng tạch rất nhỏ vang lên, cửa được mở ra. Trong phòng điều hòa tổng tối đen như mực, cô dẫm lên bàn rồi nhảy lên trần nhà, chui vào ống thông gió. Lần trước tới đây nghiên cứu cấu trúc sơ đồ, trong lúc vô tình, cô đã phát hiện ra ống thông gió ở đây có thể nối thẳng tới phòng thư ký. Vốn dĩ cô đang muốn tìm cách để đột nhập vào phòng thư ký, bởi tất cả các cửa sổ trong phòng thư ký đều có hệ thống báo động. Chỉ cần bước vào, hệ thống báo động sẽ lập tức kêu lên ngay. Kết quả không ngờ, tự nhiên ông trời lại mở cho cô một cánh cửa ở nơi này. Cộp cộp cộp, đột nhiên, ở cuối hành lang vang lên một hồi tiếng bước chân lúc xa lúc gần. Bùi Khánh Vi lập tức căng thẳng, yên lặng nằm trong ống thông gió, cố gắng đè nén hơi thở của mình xuống thấp nhất. Rất nhanh, cửa phòng bị mở ra, một luồng sáng chói mắt xuyên vào phòng, khua khoáng khắp nơi, Bùi Khánh Vi vội vàng nép sát người vào đường ống. Thì ra là gã bảo vệ ở dưới lầu ban nãy. Sau khi bảo vệ kia thấy cái thùng rác bị mèo hoang làm đổ, gã cứ có cảm giác không yên lòng cho nên còn cố ý đi lên đây kiểm tra một vòng. Thấy ở đây không có vấn đề gì, lúc này gã mới yên tâm. Rất nhanh, ánh sáng kia biến mất theo tiếng đóng cửa. Bùi Khánh Vi nín thở, tập trung nghe tiếng bước chân đi xa dần, sau đó mới nhích người bò dần về phía phòng thư ký. Cô dùng dao găm cậy cửa sổ ống thông gió ra, quan sát kỹ trong phòng một lượt. Căn phòng tối đen như mực, cực kỳ im ắng, cửa sổ đóng chặt đến mức không có một luồng gió nào lùa vào được. Nhưng căn phòng càng tĩnh lặng thì càng chứng minh trong này tràn ngập nguy hiểm rình rập. Cô đeo kính xuyên đêm hồng ngoại lên, trước mắt lập tức xuất hiện những tia sáng đỏ rậm rạp trăng khắp nơi trong căn phòng. Quả nhiên là vậy. Lúc trước, tuy cô phát hiện ra cửa và cửa sổ có dụng cụ phát tia hồng ngoại, nhưng không ngờ ở trong phòng cũng có. Xem ra, trong căn phòng này nhất định có thứ gì đó rất quan trọng. Bùi Khánh Vi linh hoạt chui ra khỏi ống thông gió. Cô vượt qua hàng rào hồng ngoại bảo vệ đầu tiên bằng một tư thế quái dị. Sau đó, cô nhẹ nhàng luồn lách qua một loạt những hàng rào tia sáng khác, nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi báo động, tới trước một cái két sắt. Không thể không nói, két sắt này được giấu quá cẩn thận. Nếu không phải lần trước cô cố ý quan sát kỹ càng thì có khi còn phải mất khá nhiều thời gian mới tìm ra được nó. Cẩn thận áp ống nghe bệnh lên cánh cửa, một tay cô vặn mã khóa két sắt. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Thời gian dần trôi qua, tiếng kim đồng hồ tích tắc trên vách tường vang lên rất rõ ràng. Đầu ngón tay Bùi Khánh Vi chậm rãi xoay ổ khóa, cô tập trung tinh thần nghe âm thanh mật mã khóa. Nhưng 10 phút trôi qua, cô vẫn không nghe thấy tiếng bíp trên khe kim loại của khóa. Bùi Khánh Vi hít một hơi thật sâu,
tập trung tinh thần, ngón tay vặn ổ khóa hơi run lên, một lần nữa vặn mở ổ khóa. Cuối cùng, vào phút thứ 11, cô nghe thấy trong khe kim loại vang lên một tiếng bíp cực kỳ nhỏ, cửa két sắt được mở ra. Bùi Khánh Vi thở vào một hơi, sự nhanh nhẹn của thân thể này và sự nhạy cảm của đầu ngón tay vẫn chưa được hoàn hảo cho lắm. Nếu là kiếp trước thì cô chỉ cần 5, 6 phút là đã xử lý xong rồi, sao có thể như bây giờ, lãng phí gấp đôi thời gian cơ chứ? Cô thoăn thoắt lục soát cả ngăn tủ một lần, đáng tiếc chẳng đọc được cái gì khả nghi ở đây cả. Thế này thì không đúng lắm, trong phòng thư ký đặt nhiều thiết bị báo động hồng ngoại như thế. Lục Liên Thông chết rồi mà Mao Tây Trạch vẫn cất kế hoạch của Lục Thị vào trong két sắt, hiển nhiên chuyện này rất đáng ngờ. Bùi Khánh Vi ngẫm nghĩ, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Lục Thị. Bản kế hoạch ư, cô lập tức lục tìm bản kế hoạch kia, cẩn thận đọc một lần. Cô đã từng lén lật xem bản kế hoạch này khi giao nó cho Tào Tuyết Nghi, lần này đọc lại, vẫn không hề phát hiện ra vấn đề gì, mọi con số đều không thay đổi chút nào. Chẳng lẽ đây là bản kế hoạch giả, bản thật ở chỗ Mao Tây Trạch? Nhưng đâu cần thiết phải đặt bản giả ở trong này chứ? Chẳng lẽ bọn họ làm thế là để đánh lừa tai mắt của người khác? Bùi Khánh Vi cẩn thận đọc từng dòng từ chữ trong bản kế hoạch, đột nhiên trong lúc đọc, một cái tên công ty xa lạ đập vào mắt cô, công ty bất động sản Mạc Hưng. Không đúng. Lần trước khi cô đọc bản kế hoạch này, bên A rõ ràng là một công ty đối tác khác, sao giờ lại thành công ty bất động sản Mạc Hưng rồi? Công ty bị Mao Tây Trạch cố tình xóa đi kia chắc chắn có vấn đề. Để đề phòng đánh rắn động cỏ, Bùi Khánh Vi lại đặt đống tài liệu này về chỗ cũ, sau đó một lần nữa đu người lên trần nhà, đóng cửa thông gió lại. Sau khi mọi thứ đã khôi phục nguyên dạng, Bùi Khánh Vi yên lặng rời khỏi tòa nhà văn phòng. Trong bóng đêm mờ mịt, cô nhanh chóng lẻn vào một ngõ nhỏ tối tăm, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Ánh trăng dịu dàng, trong ngõ nhỏ yên tĩnh tới mức không có bất kỳ một âm thanh nào. Bùi Khánh Vi đi xuyên qua con ngõ rất nhanh và nhẹ nhàng, không ngờ tới khúc rẽ nhìn thấy một người đàn ông mặc cảnh phục đang nghiêng người đứng trong góc đái bậy. Đáng chết, hơn nửa đêm rồi, sao nơi này còn có người chứ? Bùi Khánh Vi âm thầm kêu không ổn, bước chân dừng lại, vội vàng xoay người đi ngược lại, nhưng không ngờ vẫn bị viên cảnh sát kia nhìn thấy. Viên cảnh sát kia vốn dĩ chỉ thấy một bóng người đảo qua, còn tưởng rằng là ma nên sợ tới mức giật mình, suýt chút nữa tè cả ra quần. Nhưng sau khi nhìn thấy bóng dáng mỏng manh kia, anh ta vội vàng kéo khóa quần, quát lên, đứng lại. Lúc này, Bùi Khánh Vi còn chưa kịp nhấc chân rời đi thì đã bị gọi lại. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó tiếng của viên cảnh sát kia lại vang lên, cô, xoay người lại đây. Bùi Khánh Vi đứng đờ ra tại chỗ, cả người chìm trong bóng tối, không động đậy. Có nghe thấy không? Viên cảnh sát kia thấy cô vẫn không nhúc nhích thì trong lòng càng thêm cảnh giác. Có chuyện gì sao, anh cảnh sát? Bùi Khánh Vi cố ý kéo thấp vành mũ, sau đó xoay người hỏi. Cô cảm thấy chỗ này cách công ty của Mao Tây Trạch không xa, nếu giờ đánh viên cảnh sát này bất tỉnh, nói không chừng còn đánh rắn động cỏ, vẫn nên án binh bất động thì tốt hơn. Cảnh sát nắm dùi cui trong tay, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đêm hôm khuya khoắt, một mình cô đi lại trong ngõ nhỏ này làm gì hả? Mua thuốc lá? Mua thuốc lá ư? Câu trả lời ngắn gọn của Bùi Khánh Vi không thể khiến viên cảnh sát tin ngay. Anh ta quan sát từ trên xuống dưới người phụ nữ nửa đêm không ngủ, còn mặc một bộ đồ đen kịt trước mắt, cô như thế này đi mua thuốc lá ư? Vâng, rõ ràng cảnh sát không tin, thế ư, thế đưa thuốc lá ra cho tôi xem. Bùi Khánh Vi khẽ cau mày, vốn dĩ không muốn gây ra động tĩnh lớn gì, bây giờ xem ra chỉ có thể đánh ngất người thôi. Cùng lắm thì sau đó lại bắn tin cho Lại Ngọc Lam, bảo anh ta đè chuyện này xuống là được rồi. Nhanh lên, cảnh sát kia thấy cô vẫn cúi đầu không động đậy thì không nhịn được lên tiếng thúc giục. Dưới vành mũ, khóe miệng Bùi Khánh Vi khẽ nhếch lên, nói một câu, vâng. Ánh mắt cô thoáng lạnh, một tay rũ xuống bên người lập tức nâng lên. Nhưng mà đúng lúc này, chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên, khoan đã. Giọng nói kia có phần quen thuộc khiến cho hành động của cô khựng lại giữa không trung. Mà viên cảnh sát kia tựa như không phát hiện ra sự nguy hiểm ở ngay bên cạnh, xoay người nhìn về phía người kia, anh là ai? Người kia đi nhanh tới, sau đó lấy từ trong ngực ra một thẻ chứng nhận, gằn từng tiếng, đội trưởng đội trọng án cục cảnh sát, Lại Ngọc Lam. Đội trọng án ư, còn là đội trưởng nữa chứ? Viên cảnh sát tuần tra kia sau khi xác định thân phận đối phương thì lập tức đứng thẳng người, chào Lại Ngọc Lam, chào đội trưởng. Lại Ngọc Lam thoáng nhìn Bùi Khánh Vi vẫn đứng yên không nhúc nhích trong bóng tối, phát hiện cô không có hành động gì thì mới nói với viên cảnh sát kia, đúng, ở đây không còn chuyện của cậu nữa, cậu đi đi. Nhưng mà tôi vừa bắt được một phần tử khả nghi,
còn chưa kịp hỏi han gì. Vị cảnh sát tận tụy với công việc kia còn muốn thể hiện năng lực trước mặt lãnh đạo một chút, kết quả lại bị một câu nói của Lại Ngọc Lam đuổi thẳng cổ. Tôi sẽ đích thân kiểm tra người này, cậu mau đi tuần đi, rõ. Viên cảnh sát kia dù cảm thấy kỳ quái, nhưng lãnh đạo đã nói thế rồi thì anh ta phải nghe thôi, vì thế liền rời khỏi ngõ nhỏ. Lại Ngọc Lam biết viên cảnh sát đó có điều hoài nghi trong lòng, cho nên vẫn đứng thẳng ở đó không động đậy. Chờ đến khi bóng dáng anh ta hoàn toàn biến mất tại khúc rẽ, Lại Ngọc Lam mới túm lấy tay Bùi Khánh Vi, kéo cô về phía xe của mình. Đi theo tôi. Lại Ngọc Lam đẩy cô vào thẳng trong xe, sau đó ngồi lên ghế lái, khởi động xe, chạy đi. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ không ngừng lùi về phía sau, đèn đường như những đốm sáng vụt qua. Sao anh lại ở đây thế? Bùi Khánh Vi thoải mái ngồi tựa lưng vào ghế, thích thú hỏi. Sáng nay vốn định tới đón cô về, không ngờ Hoàng Hạo Phong đã chờ cô từ trước, cho nên tôi âm thầm theo về tới đây. Giọng Lại Ngọc Lam rất bình thản, như đang trần thuật. Thảo nào, Bùi Khánh Vi nở một nụ cười tỏ ý hiểu rõ. Thì ra người theo dõi cô không phải người của Hoàng Hạo Phong mà là Lại Ngọc Lam. Thảo nào làm sao? Lại Ngọc Lam không hiểu ý cô, không khỏi quay đầu nhìn sang. Kết quả Bùi Khánh Vi lại hỏi ngược lại, anh bị tôi cắt đuôi ở đoạn nào thế? Trung tâm thương mại. Sau đó, anh ta chỉ đành chờ cô ở dưới lầu nhà cô thôi. Lại Ngọc Lam cảm thấy hơi không vui với thái độ luôn không chịu đi vào trọng tâm câu hỏi của cô. Lúc trước, từ lần đầu gặp cô để làm người móc nối, anh ta đã nhận ra dường như cô gái này chỉ thích hỏi chứ không thích trả lời. Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng chỉ đáp vài câu nhẹ nhàng bâng quơ cho qua. Cô ấy, rốt cuộc không tin cái gì chứ? Lại Ngọc Lam nhìn cô thật lâu, lại hỏi, nửa đêm rồi cô còn ra đây làm gì? Bùi Khánh Vi ngồi trên ghế phụ lái bị anh ta hỏi tới mức tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ ra. Cô vội vàng ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc, nói cho anh nghe chuyện này, tôi vừa vào tra xét một chút két sắt trong văn phòng thư ký. Mao Tây Trạch đã xóa sạch tên của bên A trong bản kế hoạch của tập đoàn Lục Thị, điền tên của công ty bất động sản Mạc Hưng nào đó vào. Tôi đoán công ty bị xóa tên kia nhất định có vấn đề, anh có thể đi tra thử xem. Tên công ty đó là gì? Nghe được sự tình liên quan tới nhiệm vụ, mặt Lại Ngọc Lam lập tức trầm xuống. Cánh môi đỏ mọng của Bùi Khánh Vi khẽ mở, cô nói, công ty bất động sản Trúc Mậu. Công ty bất động sản Trúc Mậu ư? Lại Ngọc Lam ngẫm nghĩ một lát, dường như chẳng có một chút ký ức nào liên quan tới cái tên này. Được rồi, tôi đã biết. Thấy anh ta bình tĩnh đáp lại như thế, Bùi Khánh Vi hừ lạnh một tiếng, nhìn đi, nếu không phải lúc ấy các anh ép tôi quay về, giờ có khi đã sớm bắt được đám người kia rồi. Sao còn tới mức lúc này mới biết được một chút tin tức bên lề thế chứ? Lại Ngọc Lam cầm vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, gật đầu. Tòa núi băng lớn này lại không tức giận sao? Ha, có tiến bộ đấy. Bùi Khánh Vi cảm thấy hơi bất ngờ, quay sang nhìn anh ta. Bỏ đi, tôi đại nhân không chấp với tiểu nhân, ai bảo anh và người ta có thù oán sâu nặng chứ, nhất thời kích động cũng bình thường thôi. Bùi Khánh Vi xua tay tỏ vẻ rộng lượng. Lại Ngọc Lam nghe thấy bốn chữ kia thì lập tức đạp phanh, dừng xe bên lề một con đường vắng vẻ, hoang tàn. Thù oán sâu nặng gì cơ? Anh ta nhíu mày. Bùi Khánh Vi tưởng mình chạm vào vết thương lòng của anh ta, vì thế vỗ bả vai anh ta an ủi, không cần phải giữ bí mật nữa, tôi biết anh và Mao Tây Trạch có thù giết cha rồi. Thù giết cha ư? Chuyện quái quỷ gì vậy? Lại Ngọc Lam cau mày không hiểu gì, nhưng cuối cùng vẫn giải thích một câu, Mao Tây Trạch là đối tượng tình nghi mà tôi muốn bắt, không phải kẻ thù giết cha gì cả. Không phải ư? Lúc này đến lượt Bùi Khánh Vi khó hiểu, chẳng phải lúc trước Phạm Trung Kiên đã nói Mao Tây Trạch và anh ta có thù giết cha, sao giờ Lại Ngọc Lam lại nói không phải nhỉ? Chẳng lẽ Phạm Trung Kiên nói dối cô à? Cô nhìn ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc và khó hiểu của Lại Ngọc Lam, rõ ràng anh ta không giả vờ. Không phải. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định đầy thuyết phục của Lại Ngọc Lam, Bùi Khánh Vi đột nhiên như hiểu ra cái gì đó. Cô nhíu mày, bình tĩnh hỏi tiếp, nói như vậy là cha mẹ anh còn sống ư? Còn sống. Sâu trong đáy mắt cô có bão tố dần nổi lên, nhưng nụ cười trên mặt cô lại càng trở nên ôn hòa, bình tĩnh. Ngoài cửa sổ xe, gió nhẹ lướt qua, vô cùng yên tĩnh. Lại Ngọc Lam có cảm giác khí thế quanh thân cô đã hơi thay đổi. Một lát sau, cô mới mở miệng hỏi tiếp, anh có số điện thoại của Phạm Trung Kiên không? Tuy là hỏi nhưng tay cô đã duỗi sang, cầm lấy điện thoại của anh ta bắt đầu mở xem. Lại Ngọc Lam nhìn dáng vẻ trấn tĩnh của cô, cảm thấy không nên trả lời gì vẫn tốt hơn, không cẩn thận lại bị tải bay vạ gió. Điện thoại đổ mấy hồi chuông, đầu bên kia truyền tới tiếng mắng mỏ đầy cáu kỉnh của Phạm Trung Kiên. Thằng nhãi này, nửa đêm cậu còn gọi điện thoại cho tôi, thừa tinh lực đúng không hả?
bởi vì đang mở loa ngoài nên giọng nói ồm ồm vang lên trong xe nghe có vẻ rất vang. Lại Ngọc Lam không nói gì, chỉ nhìn phản ứng của Bùi Khánh Vi. Buổi tối tốt lành, giáo quan. Bùi Khánh Vi tựa lưng vào ghế ngồi, nở một nụ cười đáp lại. Phạm Trung Kiên ở đầu bên kia vừa nghe, lập tức kinh ngạc, Bùi Khánh Vi đấy à? Sao nửa đêm em còn ở bên thằng nhãi kia thế, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Giọng nói của anh ta muốn có bao nhiêu nghiêm trọng liền có bấy nhiêu nghiêm trọng. Bùi Khánh Vi chậm rãi thu lại nụ cười, hít một hơi thật sâu, tức tối lớn tiếng mắng Phạm Trung Kiên ở đầu bên kia không hề do dự. Phạm Trung Kiên, tổ sư nhà thầy. Em làm gì có lỗi với thầy mà con mẹ thầy lại đối xử như thế với em hả? Em có phải học sinh của thầy không? Thầy đối xử với học sinh của mình như thế đấy à? Một đống câu chửi đổ ập xuống đầu làm cho Phạm Trung Kiên ngu cả người, ngay cả Lại Ngọc Lam ngồi bên cạnh cô cũng bị dọa. Anh ta vừa nhìn thấy dáng vẻ như sắp nổi bão của cô thì biết ngay là Phạm Trung Kiên xui xẻo rồi, không ngờ cô gái này vừa mở miệng đã chửi thô lỗ như thế, thực sự làm cho anh ta hơi bất ngờ. Tôi đã làm gì chứ? Rõ ràng đây cũng là lần đầu Phạm Trung Kiên bị học trò mắng nên thấy hơi không quen, nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp. Thầy hỏi thầy đã làm gì ư? Đùa giỡn được em vui lắm đúng không hả thầy? Thích lắm đúng không? Phạm Trung Kiên ở đầu bên kia thực sự không chống đỡ được những lời răn dạy dồn dập của cô nữa. Sao cơ, đùa giỡn em cái gì chứ hả? Bùi Khánh Vi nghiến răng, gằn từng chữ một, phí công em còn cảm thấy trong một đám quân nhân, cũng chỉ có thầy đáng tin tưởng như thế, kết quả thì sao đây? Rõ ràng là cô đã bị đùa bỡn công khai rồi còn gì. Nghĩ tới đây, tay cô càng siết chặt hơn. Phạm Trung Kiên chết tiệt, nếu không phải nể tình lần trước cô đi làm nhiệm vụ, anh ta đã giúp cô xin cứu viện thì giờ cô đã một dao làm thịt anh ta luôn rồi. Đời này, cô ghét nhất là bị lừa dối. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên im bặt, chỉ có tiếng hít thở vang lên. Qua hồi lâu, Phạm Trung Kiên mới lên tiếng, giọng nói có phần không chắc chắn và đầy do dự. Em đã biết cả rồi ư? Thầy nghĩ là thầy có thể giấu được em bao lâu chứ hả? Nghe giọng nói ngầm thừa nhận của anh ta, lửa giận trong người cô lập tức tăng vọt. Bùi Khánh Vi, em đừng nóng giận, về chuyện tên em bị xóa, thầy cũng cảm thấy bất hợp lý, em yên tâm, thầy nhất định sẽ đấu tranh giúp em. Giọng điệu Phạm Trung Kiên tràn ngập sự nôn nóng và bất an. Tuy Bùi Khánh Vi đang tức giận nhưng còn chưa tới mức tức quá hóa hồ đồ. Xóa tên gì cơ? Bùi Khánh Vi nắm bắt được từ khóa, cô hạ lửa giận xuống, bình tĩnh hỏi. Lúc này, đến lượt Phạm Trung Kiên kinh ngạc, em không biết sao? Không biết, lời phủ nhận của Bùi Khánh Vi khiến Phạm Trung Kiên phải giật mình sửng sốt, cũng lập tức nổi giận, mẹ kiếp. Vậy sao vừa rồi em lại chửi tôi hả? Ngữ khí của Bùi Khánh Vi đầy thản nhiên, thầy nói là cha mẹ của Lại Ngọc Lam đều đã qua đời, nhưng Lại Ngọc Lam lại nói với em là cha mẹ anh ta vẫn còn đang sống rất khỏe mạnh. Phạm Trung Kiên không nhịn được ho nhẹ mấy tiếng, tính chớt quất cho qua, khụ khụ. Chuyện này... Chúng ta nói sau đi, bây giờ, khuya rồi đi ngủ đã. Nói xong liền muốn cúp máy. Giọng tức giận của Bùi Khánh Vi lập tức vang lên, ngủ cái gì mà ngủ chứ? Thầy còn chưa giải thích cho em chuyện bị xóa tên là như thế nào? Phạm Trung Kiên lập tức giả vờ mất trí, có ư, thầy không nhớ chút nào. Không nhớ ư, khóe miệng Bùi Khánh Vi nở một nụ cười lạnh lùng, được, vậy giờ em lập tức về hỏi đại đội trưởng. Phạm Trung Kiên vừa nghe liền đáp ngay, đừng, cô về ư. Vốn dĩ đại đội trưởng đã khó chịu khi hành động bị chậm trễ rồi, nói là cấp trên tạo áp lực nên phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ một chút. Giờ cô trở về chỉ càng làm sự tình thêm rối rắm. Với tính cách kiêu ngạo, không có kỷ luật của cô, không chừng còn làm đại đội trưởng tức giận đến mức tăng sông máu não hoặc nhồi máu cơ tim cũng không chừng, chẳng phải sẽ loạn càng thêm loạn hay sao? Vậy thầy mau nói đi. Bùi Khánh Vi cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã chẳng còn lại bao nhiêu. Phạm Trung Kiên thấp giọng mắng một câu, mẹ kiếp, Lại Ngọc Lam, cậu con mẹ nó hại chết tôi rồi. Lại Ngọc Lam ở bên cạnh ngồi không cũng trúng đạn khẽ cau mày. Thì là đội muốn xóa tên em đi. Phạm Trung Kiên dùng câu chữ đơn giản nhất, trắng trợn nhất để thông báo, nhưng để ngăn ngừa Bùi Khánh Vi bùng nổ, lại vội vàng bổ sung thêm một câu ở phía sau, đương nhiên đây chỉ là giả thôi, vì nhiệm vụ mà. Giả ư? Không hẳn là vậy, nếu giả thì sao Phạm Trung Kiên có thể thận trọng với chuyện đó như thế chứ? Đoán hẳn là lại có người ở bên trên nhúng tay vào. Cho nên sự tình mới biến thành như thế, mà người này chắc chắn chính là vị phu nhân trong miệng Điền Tú Anh kia. Dù Phạm Trung Kiên có lợi hại tới mức nào thì cũng chỉ là một sĩ quan huấn luyện, quân hàm không cao, căn bản không thể làm gì được. Bùi Khánh Vi thầm tính toán trong lòng, nhưng sắc mặt lại trở nên trầm tĩnh, lạnh nhạt đáp ừm một tiếng. Em không tức giận à? Lúc này, tới lượt Phạm Trung Kiên kinh ngạc.
Chuyện tân binh đi làm nhiệm vụ vốn dĩ là chưa từng có rồi, huống hồ còn bị xóa tên vì nhiệm vụ nữa. Dựa theo tính cách của con bé Bùi Khánh Vi này, không giết ngược trở về, cắm dao lên bàn làm việc của đại đội trưởng mới là lạ. Sao có thể bình tĩnh như thế này được chứ? Bùi Khánh Vi vô vị đáp, chẳng phải chỉ là giả thôi sao, thế thì sao phải tức giận chứ? Nhưng nếu nhiệm vụ thất bại thì em sẽ bị xóa tên thật đó. Lúc này, Phạm Trung Kiên lại nhỏ giọng nói thêm một câu. Phạm Trung Kiên không chịu nổi giọng nói tức giận của cô, vì thế vội vàng an ủi, em. Em tạm thời đừng nóng giận, thật đấy, đừng nóng giận. Ngày mai thầy nhất định sẽ đi nói giúp em. Nếu đại đội trưởng mà không đồng ý thì thầy sẽ ăn vạ ở cửa cho đến khi nào ông ấy đồng ý mới thôi. Bùi Khánh Vi nghe mà có cảm giác như anh ta đang tấu hài, không khỏi thấy dở khóc dở cười. Cô đáng sợ lắm hay sao mà lại có thể khiến vị giáo quan luôn hung hãn, nghiêm khắc phải nói thế với mình chứ? Đuôi lông mày Bùi Khánh Vi xách lên, khóe miệng hơi mỉm cười, thầy không tin tưởng em thế à? Đương nhiên không phải, chỉ là thầy cảm thấy như thế là bất công với em. Thực ra là cực kỳ bất công mới đúng. Sao tân binh có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ cơ chứ? Không chỉ như vậy, lại còn nếu xảy ra sai sót sẽ bị khai trừ, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Bùi Khánh Vi im lặng trong giây lát, lập tức cười lạnh lùng, em nói rồi, em nhất định sẽ lấy được huân chương khen thưởng cho thầy xem. Muốn khai trừ em ư? Nằm mơ, lời nói của cô tràn ngập sự kiêu căng không ai bì nổi, lại Ngọc Lam nhìn thấy hết, trong đôi mắt lạnh lùng dường như lại sâu hơn mấy phần. Sau khi cúp máy, Bùi Khánh Vi thả điện thoại về chỗ cũ, thần sắc bình thản nói với lại Ngọc Lam, tìm chỗ nào thả tôi xuống đi, tôi phải về trước khi hừng đông. Lại Ngọc Lam tắt động cơ xe, còn sớm, tâm sự chút đi. Chẳng phải tôi đã nói hết tin tức với anh rồi sao? Bùi Khánh Vi quay đầu, nhìn anh ta với ánh mắt đầy vẻ kỳ quái. Ý rõ ràng là, ngoài nhiệm vụ ra, bọn họ chẳng có lời nào để nói với nhau nữa cả. Không phải về nhiệm vụ, là về cô. Ngoài cửa sổ xe, ánh đèn đường màu cam hắt qua cửa kính, hắt lên sườn mặt cương nghị của anh ta lúc sáng, lúc tối. Tôi làm sao chứ? Bùi Khánh Vi nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu. Trên nét mặt cương nghị của Lại Ngọc Lam hiện lên một chút chần chừ, sau đó nghiêng đầu sang hướng khác, cực kỳ mất tự nhiên, vừa rồi nghe Phạm Trung Kiên nói thế, cô có ổn không? Ổn nạp, Bùi Khánh Vi gật đầu, trong lòng càng thêm kỳ quái hôm nay Lại Ngọc Lam làm sao thế nhỉ? Từ trước tới giờ đâu có hỏi han cô kiểu này bao giờ đâu. Nếu có chuyện gì, cô có thể nói với tôi. Bùi Khánh Vi nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của anh ta, khóe miệng chậm rãi nhướng lên một nụ cười hơi lạnh, sao hả? Muốn làm anh trai tri kỷ của tôi à? Xin lỗi nhé, anh tìm nhầm người rồi. Thất vọng, bi thương, những cảm xúc đó chưa bao giờ xuất hiện ở cô cả. Nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà đã dao động cảm xúc thì cô làm sao làm sát thủ hàng đầu được chứ? Không khí bên trong xe bỗng trở nên lạnh như băng. Lại Ngọc Lam không phải Hoàng Hạo Phong, anh ta chỉ có thể thể hiện ra được tới mức này mà thôi, vì thế anh ta lại khởi động xe, lái về khu nhà mà Bùi Khánh Vi đang ở. Lại Ngọc Lam nhìn thẳng phía trước, thay đổi đề tài khác, lúc trước, sau khi cô nghe nói cha mẹ tôi đều mất nên mới nhận lời với Phạm Trung Kiên à. Cái này đâu giống với tính cô lắm đâu. Nhắc tới chuyện này, lửa giận trong lòng Bùi Khánh Vi lại bùng lên, giọng nói của cô mang theo một chút tức tối, liên quan quái gì tới anh. Lái xe đi. Cô không phải người vô tình như thế. Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Nhưng không ngờ lại nhận lại từ Bùi Khánh Vi một tiếng cười lạnh bỡn cợt. Ồ, thế anh nhầm rồi, sở dĩ tôi làm như vậy là nơi này nói với tôi rằng nên cứu vớt anh, chứ không phải tôi. Lại Ngọc Lam thấy cô chỉ vào vị trí trái tim của mình thì không khỏi nghi hoặc, có gì khác nhau đâu chứ? Đương nhiên là có rồi. Lúc trước khi cô nhận lời với Phạm Trung Kiên, thứ nhất là vì cô muốn nhanh chóng khôi phục nhiệm vụ, cho nên người móc nối có phải là Lại Ngọc Lam hay không cũng không sao. Thứ hai là vì cảm xúc dao động của thân thể này vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hơn nữa bản thân cô từ nhỏ đã mất cha mẹ, vì thấy hai người có đặc điểm giống nhau nên lúc đó cô mới quyết định như thế. Nếu là thân thể của Nhất Sát ở kiếp trước, có khi cô còn cười khinh bỉ Lại Ngọc Lam vô dụng ấy chứ. Lại Ngọc Lam, tôi khuyên anh đừng có mù quáng tăng cảm tình với tôi làm gì, anh còn chưa thấy con người thật của tôi đâu. Tôi sợ nếu anh thấy được, anh sẽ tan nát cõi lòng đấy. Tuy rằng Bùi Khánh Vi đang cười nhưng giọng nói trong trẻo tràn đầy lạnh lùng quyết tuyệt và gương mặt hơi ẩn hiện khí lạnh bức người của cô làm cho Lại Ngọc Lam không khỏi nhìn cô thêm một chút. Bùi Khánh Vi thế này, quả thực là Lại Ngọc Lam chưa từng thấy bao giờ. Bóng đêm càng lúc càng mịt mùng, đây là thời khắc u ám nhất trước bình minh. Xe dừng trên một ngã tư hẻo lánh cách tiểu khu không xa. Bùi Khánh Vi vừa mới dùng tay mở cửa xe ra thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lại Ngọc Lam. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô bị xóa tên đâu.
tôi cũng sẽ không để mình bị xóa tên. Tôi có tự tin, cũng có năng lực này. Nửa người Bùi Khánh Vy đã ra khỏi xe, bóng tối che đi gương mặt cô, nhưng giọng nói kiêu ngạo và tràn đầy tự tin đã đủ chứng minh thần sắc trên mặt cô lúc này rồi. Phải rồi, anh mau đi thăm dò công ty kia đi nhé, để chuẩn bị kế hoạch tiếp theo cho chu đáo. Lại Ngọc Lam gật đầu, được, tôi sẽ nhanh chóng điều tra ra. Vậy tôi về đây. Bùi Khánh Vy đóng cửa xe lại, ngay sau đó đi vào trong con ngõ nhỏ. Chính cô cũng phải cẩn thận đấy. Tiếng của Lại Ngọc Lam lại vang lên. Trong bóng tối, dáng vẻ phất tay của Bùi Khánh Vy hơi mơ hồ, coi như đã đáp lại anh ta. Cô lại đội mũ lên, híp mắt nhìn về phía con ngõ nhỏ tối tăm dọa người phía trước. Bầu trời bên trên con ngõ dài và hẹp y như một mảnh vải màu đen. Xóa tên ư? Ha, đúng là kế hay đấy. Cánh tay này quả là đã hơi dài rồi. Sau khi lẩm bẩm xong, trong đáy mắt cô xuất hiện một chút ánh sáng độc ác. Cơ thể lập tức biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Sáng sớm hôm sau, Bùi Khánh Vy dụi đôi mắt hãy còn dính chặt vào nhau vì buồn ngủ đi ra khỏi phòng. Cô như vô tình liếc nhìn về một điểm ở tòa nhà đối diện, khóe miệng hơi nhếch lên. Với cái kiểu theo dõi như thế này mà có thể quan sát được cái gì thì đúng là tài giỏi. Bùi Khánh Vy đi vào phòng tắm, thay quần áo xong liền xách túi đi làm. Vừa mới vào tới công ty cô đã nhìn thấy Tảo Tuyết Nhi đang xách túi đứng đó dạy dỗ mấy cô thư ký quen. Nhìn là biết ngay cô ta còn chưa kịp về văn phòng của mình. Người xung quanh không dám ho he nửa lời, tay như muốn lượn trên bàn phím. Các cô là lợn à hả? Có chút việc còn con này cũng làm không ra hồn, nếu không làm được thì sớm cút đi cho tôi. Đừng để tôi phải tốn thời gian và nước bọt với các cô nữa. Xin lỗi chị Tuyết Nhi à. Đám thư ký cúi thấp đầu, nói lý nhí. Bùi Khánh Vy đứng ngoài gõ cửa, rồi nhẹ nhàng chào, chị Tuyết Nhi. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều đồng thời dừng hết trên người cô. Tạ Mai Lan, cô ta đã về rồi sao? Đám đồng nghiệp cảm thấy cô lên tiếng và lúc này chẳng khác gì tự tìm đường chết. Lúc này Tảo Tuyết Nhi đang tức tối vô cùng, tuy Tảo Tuyết Nhi đối xử đặc biệt với cô thật nhưng không có nghĩa là có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Tất cả mọi người đều âm thầm chờ mong xem kịch vui, ngay cả đám thư ký đang bị mắng xối xả cũng mang vẻ mặt cô chết chắc rồi. Thực ra, ngay bản thân Bùi Khánh Vy cũng hiểu rằng có vẻ như mình đã lên tiếng xen ngang không đúng lúc. Lần trước vì có ơn cứu mạng nên Tảo Tuyết Nhi mới nể mặt cô một chút, nhưng đã qua lâu như vậy rồi, lần này chắc cô không thoát khỏi xui xẻo. Nhưng không ngờ sau khi Tảo Tuyết Nhi quay lại và nhìn thấy cô thì chỉ nhẹ nhàng nói một câu rất bâng quơ, công việc của cô chồng chất nửa tháng trời, hai ngày tới tốt nhất nên tăng ca mà làm cho xong đi. Câu nói làm cho đám người đang hóng hớt ở xung quanh choáng váng đến mức suýt cắn cả vào lưỡi mình. Cái gì thế này? Thay đổi nhanh quá đi mất. Vừa rồi còn hùng hổ mắng đám thư ký, sao giờ lại trở nên bình tĩnh, nhẹ nhàng với Tạ Mai Lan thế chứ? Bùi Khánh Vy cũng kinh ngạc trong lòng, vội vàng gật đầu nói, vâng, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành. Tôi nói cho các cô biết, đi làm không phải đi chơi, công sở cũng không phải chỗ để các cô tụ tập nói chuyện phiếm, nếu không làm việc cho tử tế thì tôi đuổi hết. Tảo Tuyết Nhi đặt túi sang bên cạnh, sau đó lại tiếp tục mắng đám thư ký xối xả. Bùi Khánh Vy ngồi vào bàn của mình ngoan ngoãn xử lý công việc của bản thân, vừa nghe cô ta dạy dỗ cấp dưới vừa không ngừng gõ bàn phím, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía túi sách của Tảo Tuyết Nhi. Lúc này, một cô thư ký không bị mắng run rẩy đi tới, nhỏ giọng nói, chị Tuyết Nhi ơi, cuộc họp lúc 9:30 sắp diễn ra rồi đây ạ. Bùi Khánh Vy nghe thấy vậy thì lập tức đặt một chồng tài liệu ra phía trước cái túi sách, che nó lại. Quả nhiên, Tảo Tuyết Nhi đã bị sự tức giận làm cho mê muội. Chỉ liếc nhìn đám người kia thêm một cái rồi xoay người đi luôn. Cứ thế để quên cái túi sách kia trên bàn làm việc của Bùi Khánh Vy. Sau khi cửa phòng họp đóng lại rồi, đám nhân viên ngoài sảnh lớn mới thở phào một hơi. Trời, sáng ra đã ăn chửi, làm tôi sợ tới mức không dám gắt ngủ luôn. Một thư ký vỗ ngực mình, tỏ vẻ rất sợ hãi. Một cô gái tóc ngắn khác đứng bên cạnh cô ta thì hừ lạnh, cô thì không dám gắt ngủ, còn Tảo Tuyết Nhi thì được trút hết cơn tức giận sau khi ngủ dậy. Nhưng mà sao cô ta đã quay lại rồi? Thư ký vừa mới nói bị dọa không dám gắt ngủ kia âm thầm chỉ về phía Bùi Khánh Vy. Đúng thế, còn tưởng cô ta bị Hoàng Nhị Thiếu giấu đi rồi chứ. Mấy thư ký vừa mới bị ăn chửi ở cạnh đó vội vàng suýt nhẹ một tiếng, nói bé thôi. Cô ta xấu như thế mà còn lọt được vào mắt Nhị Thiếu, còn khiến Tảo Tuyết Nhi phải ngoan như cún như thế, chắc chắn là có thủ đoạn không vừa đâu, chúng ta đừng có dây vào. Nói chuẩn lắm, loại phụ nữ này là đáng sợ nhất. Nói xong, đám người liền tự động giải tán. Mà Bùi Khánh Vy ngồi ở bên kia thì chỉ một lòng muốn nhào tới cái túi sách. Giờ là 9:30, họp thường phải ít nhất 2-3 tiếng mới xong,
mà thời gian Tào Tuyết Nhi cần phải uống thuốc là khoảng 10 giờ gì đó. Thế nên, trước 10 rưỡi, cô ta nhất định sẽ phát bệnh. Vừa rồi khi Tào Tuyết Nhi thả túi sách xuống, cô nghe được rõ tiếng viên thuốc va chạm vào nhau ở bên trong. Bùi Khánh Vi nhếch miệng cười xấu xa. Hôm nay, cô muốn tóm gọn Tào Tuyết Nhi. Nhìn kim dây trên đồng hồ treo tường không ngừng tích tắc trôi đi, Bùi Khánh Vi ngồi yên tại bàn làm việc của mình chờ đợi thời khắc kia tới. Rốt cuộc cửa phòng họp cũng bị mở ra, một trợ lý vội vàng chạy ra ngoài. Lúc Bùi Khánh Vi nhìn thấy cửa văn phòng bị mở tung ra thì vội vàng ôm đống tài liệu chạy tới trước mặt trợ lý kia, giả vờ như trùng hợp, có chuyện gì mà hoảng hốt thế. Sắc mặt trợ lý kia đầy lo lắng, chị Tuyết Nhi không được khỏe, tôi phải ra gọi điện thoại. Không khỏe sao? Bùi Khánh Vi tỏ vẻ kinh ngạc, lập tức kéo tay trợ lý đó lại, cô đừng vội gọi điện làm gì, để tôi vào xem sao rồi hãy quyết định. Cô ư? Trợ lý kia rõ ràng rất nghi ngờ. Vừa rồi thư ký bảo cô ta đi gọi điện thoại được coi là thư ký số 2 sau Tào Tuyết Nhi tính theo thâm niên, Tạ Mai Lan thì tính là cái quái gì chứ? Ừ, cô cứ để tôi vào xem thế nào đã, nếu không có chuyện gì mà lại làm ầm lên sợ sẽ làm cho Mao Tổng không vui thì chúng ta đều xong đời. Bùi Khánh Vi nhìn ra được chuyện trợ lý kia không phục mình nên cố ý làm trầm trọng thêm chuyện này, quả nhiên trợ lý còn đang do dự kia lập tức im luôn. Đúng thế, nếu cứ mù quáng gọi xe cấp cứu, lỡ như chỉ là chuyện hiểu lầm gì đó, chỉ sợ Mao Tổng sẽ không vui, có khi bản thân mình gặp xui xẻo cũng nên ấy chứ. Trợ lý kia nhìn Bùi Khánh Vi đang đứng cạnh mình, người này đã theo chị Tuyết Nhi một thời gian dài, hơn nữa chị Tuyết Nhi có vẻ rất tin tưởng cô ta, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng do cô ta chịu trách nhiệm, chẳng liên quan gì tới mình cả. Sau khi cân nhắc một lát, trợ lý kia lập tức thúc giục, vậy cô Tạ vào nhanh đi, hình như chị Tuyết Nhi đang khó chịu lắm. Ừ, Bùi Khánh Vi nhanh chóng theo cô ta đi vào trong. Quả nhiên, Tào Tuyết Nhi đang nằm bò ra bàn họp, có mấy người đang vây lấy cô ta. Chị Tuyết Nhi không sao chứ? Chị Tuyết Nhi, mau tỉnh lại đi. Bùi Khánh Vi đứng ở bên ngoài nói to một câu, có chuyện gì thế? Đám người kia lập tức quay đầu nhìn lại. Dựa theo vai vế mà nói, Bùi Khánh Vi chỉ là một nhân viên mới chưa tới làm việc được nửa năm, nhưng mà ai bảo người ta có năng lực, ôm được vào Hoàng Nhị Thiếu, ngay cả chị Tuyết Nhi còn phải nể mặt cô. Vì thế, đám người kia ngoan ngoãn tránh ra, để cho cô đi vào. Một trợ lý ở bên cạnh Tào Tuyết Nhi nói, không biết tại sao tự nhiên mặt chị Tuyết Nhi tái mét đi, chúng tôi đang định gọi xe cấp cứu. Bùi Khánh Vi đặt tay lên trán Tào Tuyết Nhi, vờ vịt kiểm tra một hồi rồi mới nói, chắc là chị Tuyết Nhi đang tới tháng, các cô cũng hiểu cảm giác đó rồi đấy, tạm dừng cuộc họp, mọi người ra ngoài trước đi. Đám người kia thấy sắc mặt Tào Tuyết Nhi tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, dáng vẻ khó chịu khiến mọi người không khỏi nhìn nhau, quả là đau đến mức không chịu nổi rồi. Mà trợ lý kia vừa nghe thấy là tới tháng thì trong đầu thầm cảm thấy may mắn. May mà Tạ Mai Lan xuất hiện đúng lúc, tới tháng mà còn đi gọi xe cấp cứu, đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Cuộc họp tạm dừng, mọi người bị Bùi Khánh Vi đuổi ra ngoài hết. Bùi Khánh Vi vội vàng lấy thuốc ở trong túi ra, đổ một cốc nước ấm rồi đỡ Tào Tuyết Nhi đứng dậy, chị Tuyết Nhi, mau uống thuốc đi. Sau khi Tào Tuyết Nhi nhìn thấy viên thuốc màu trắng thì lập tức cho vào miệng rồi nuốt xuống theo bản năng. Một lát sau, Tào Tuyết Nhi cau mày, tuy rằng cơ thể vẫn bủn rủn nhưng trên mặt lại mang theo vẻ cảnh giác, cô. Làm sao cô biết? Bùi Khánh Vi gãi chóp mũi, vẻ mặt đầy ngượng ngùng, túi của chị để trên bàn làm việc của tôi đang định mang qua cho chị, sau đó. Xin lỗi, lần trước tôi có nhìn thấy chị lén uống thuốc. Dáng vẻ cô đầy cẩn trọng, như đang chờ bị mắng, Tào Tuyết Nhi cảm thấy cô không giống đang nói dối thì khoát tay, bỏ đi, vừa rồi may mà cô nói thế. Nếu bọn họ mà gọi cấp cứu khiến Mao Tổng không vui thì tôi khó mà giữ được cái ghế này. Nếu để Mao Tổng biết tôi có bệnh trong người thì xong rồi. Bùi Khánh Vi biết cô ta có ý thử mình nên cũng không hỏi nhiều, chỉ hàm hồ gật đầu cho qua. Vậy chị Tuyết Nhi mau nghỉ ngơi đi, tôi đi làm việc cái đã. Khoan đã, Tào Tuyết Nhi ngồi ở ghế chủ, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, chuyện này không được nói với bất kỳ ai. Chị yên tâm, tôi biết mà, chị cũng nên giữ gìn sức khỏe cẩn thận mới được. Bùi Khánh Vi cười ấm áp, sau đó lập tức lui ra ngoài. Tào Tuyết Nhi thấy cô không phải kiểu người thích ngồi lê đôi mách, hơn nữa lại thông minh, cẩn thận, là người có thể nhờ vả được. Hơn nữa, mấy ngày qua vì tác dụng của thuốc nên cô ta càng không thể kham được hết công việc, nếu cứ liên tục quên uống thuốc, một khi tái phát thì không thể nào cứu nổi nữa. Vì thế, cô ta cắn răng nói thẳng với Bùi Khánh Vi. Sức khỏe của tôi càng ngày càng yếu, mà uống thuốc này cũng sẽ có nhiều tác dụng phụ. Tạ Mai Lan, sau này cô phải giúp tôi, nếu không chắc tôi nguy mất. Bùi Khánh Vi đang định mở cửa ra ngoài,
nghe thấy cô ta nhỏ giọng xin giúp đỡ thì trên mặt xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Cá đã cắn câu, ơ, vì sao ạ? Cô quay phát người lại, lại giả vờ kinh ngạc hỏi một câu. Bởi vì tôi tuyệt đối không thể rời khỏi đây, trừ khi... Chết, một chữ chết tuy rất khẽ nhưng không khí trong nháy mắt lại trở nên nặng nề. Tay Bùi Khánh Vi run lên, tài liệu trong tay rơi bộp xuống mặt bàn, phát ra một âm thanh nặng nề. Chị Tuyết Nhi, chị đừng dọa, dừng dọa tôi nhát, nhát gan lắm. Thần sắc của Tào Tuyết Nhi mang theo một chút tuyệt vọng. Cô ta túm lấy cổ tay Bùi Khánh Vi, Tạ Mai Lan, giờ chúng ta đã như châu chấu cùng đậu trên một sợi dây thừng, không ai chạy được đâu. Nhưng mà chị Tuyết Nhi, tôi chỉ là trợ lý của thư ký thôi, sao sẽ chết được chứ? Cô tỏ vẻ vô cùng kích động, tay còn run lên nhè nhẹ. Tiếng gõ bàn phím và âm thanh của máy photocopy không ngừng vang lên ở bên ngoài, trong phòng lặng ngắt như tờ, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Hai thế giới trái ngược nhau hoàn toàn. Tào Tuyết Nhi thấy dáng vẻ như đã bị dọa cho đến ngu người của Bùi Khánh Vi, biết đã dọa cô thành công thì mới mềm giọng an ủi một chút, những cái khác cô đừng hỏi, tóm lại sau này tất cả cứ nghe tôi sắp xếp, cô sẽ không sao. Tôi biết rồi. Bùi Khánh Vi hoảng hốt tới mức lắp ba lắp bắp. Tranh thủ đi làm việc đi, tôi còn nhiều việc cần cô giúp lắm, sau này cô sẽ rất bận rộn đấy. Tào Tuyết Nhi đang thầm nghĩ sẽ đưa vài công việc quan trọng cho Bùi Khánh Vi xử lý. Lại không ngờ, lúc này Bùi Khánh Vi còn nhỏ giọng hỏi một câu, có được tăng lương không? Cô, khóe miệng Tào Tuyết Nhi co rút, đã tới lúc nào rồi mà Tạ Mai Lan này còn nghĩ tới tăng lương cơ chứ? Nhưng nghĩ kỹ thì lại thì thế mới tốt, vốn còn sợ cô ta sẽ làm lộ chuyện nên vẫn phải đề phòng một chút. Giờ cô ta đã đòi tiền rồi, vậy thì mình cứ thoải mái dùng người thôi. Nhưng, Tào Tuyết Nhi không biết rằng Bùi Khánh Vi cố ý nói thế để cô ta tin rằng cô là người có thể mua được bằng tiền, đến lúc đó cô sẽ càng thu được nhiều thông tin hơn. Có, Bùi Khánh Vi vừa nghe, ánh mắt lập tức sáng lên, cảm ơn chị Tuyết Nhi. Tào Tuyết Nhi vừa tức vừa buồn cười, gõ đầu cô, không biết nhị thiếu thích cô ở điểm nào chứ, chẳng lẽ là vì cô tham tiền à? Hoàng Hảo Phong thích cô ư? Hừ, cái này sao có thể gọi là thích chứ, rõ ràng là chơi trò mèo vờn chuột thôi. Bùi Khánh Vi cười lạnh ở trong đầu. Tào Tuyết Nhi thấy cô không nói gì thì kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nhị thiếu vẫn chưa tỏ tình với cô à? Sao có thể chứ, theo đuổi cô về tới tận quê nhà rồi cơ mà, hẳn là phải tóm được cô rồi mới đúng chứ. Sao chị biết anh ta về quê? Bùi Khánh Vi lập tức nắm bắt được từ khóa, sau đó như bừng tỉnh hiểu ra, thì ra chị đã cho nhị thiếu địa chỉ quê tôi hả? Cô còn đang thắc mắc không hiểu sao Hoàng Hạo Phong lại biết cô rời khỏi thành phố Đạt Nam, thì ra là do Tào Tuyết Nhi tiết lộ. Làm hại cô cứ tưởng mình đã để lộ dấu vết khiến người ta nhanh chóng tóm được. Đúng thế, cô không biết lúc nhị thiếu đến hỏi tôi, vẻ mặt khó nhìn đến cỡ nào đâu. Tào Tuyết Nhi nghĩ đến vẻ mặt Hoàng Hạo Phong lúc tới chất vấn mình thì lại không khỏi cảm thấy sợ hãi. Vẻ mặt sầm xuống, không hề tươi cười chút nào, cả người tràn ngập sự lạnh lẽo âm u. Chị Tuyết Nhi nói quá rồi. Bùi Khánh Vi thấy dáng vẻ như tai qua nạn khỏi của Tào Tuyết Nhi thì chỉ thấy buồn cười trong lòng. Nếu Tào Tuyết Nhi nhìn thấy Hoàng Hạo Phong cả người tràn ngập sát khí, nổ súng ở trên phố thì không biết cô ta có bị dọa chết khiếp luôn không nữa. Nói đi, nhị thiếu đuổi theo cô về tận quê, hai người có. Câu nói kế tiếp bị Tào Tuyết Nhi thay thế bằng một nụ cười quái dị đầy ẩn ý. Sao có thể chứ? Chị Tuyết Nhi đang nói gì vậy? Bùi Khánh Vi thấy cô ta khỏe lại đã liền đi buôn chuyện thì thật sự dở khóc dở cười. Nhưng ở trong mắt Tào Tuyết Nhi thì nụ cười của cô lại là sự thẹn thùng của thiếu nữ. Cô ta cười tỏ vẻ đã hiểu. Được rồi, không nói chuyện này nữa, mau ra gọi những người kia vào họp đi. Bùi Khánh Vi đang định đi ra ngoài thì lại nghe Tào Tuyết Nhi tiếp tục nói. Còn nữa, cô làm xong việc thì chút nữa vào văn phòng tôi có chuyện muốn dặn dò cô đây. Dặn dò ư? Bùi Khánh Vi thấy Tào Tuyết Nhi có vẻ thận trọng khi nói mấy lời này. Bùi Khánh Vi gật đầu nghiêm túc, tôi biết rồi. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Trong đáy mắt cô lóe lên ý cười lạnh lẽo. Xem ra, mình sẽ nhanh chóng được tiến vào trung tâm bóng tối thôi. Đúng 11 rưỡi, sau khi tan họp, Tào Tuyết Nhi gọi Bùi Khánh Vi vào văn phòng mình rồi không thấy cô đi ra nữa. Sắc trời dần tối, người bên ngoài văn phòng đã lần lượt ra về gần hết, nhưng hai người trong phòng vẫn còn đang cầm sổ sách trong tay, đang bàn luận, kiểm tra gì đó. Hai ngày tới này, cô phải nhập hết những dữ liệu sổ sách này vào công ty này. Tào Tuyết Nhi như nghĩ tới cái gì đó, lấy một cuốn sổ ghi chép ở trong ngăn kéo ra đưa cho Bùi Khánh Vi. Bùi Khánh Vi nhận lấy, sau khi lật xem qua liền nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Bất Động Sản Mạc Hưng Ư. Đúng thế, tuy rằng công ty này không phải công ty con trên danh nghĩa của chúng ta, nhưng thực ra vẫn là một nhà.
Bùi Khánh Vi nhìn các con số cụ thể, lập tức thấy những con số này có vấn đề rất lớn, nhưng có thể bày ra ngoài ánh sáng thì chắc chắn sẽ chẳng tra ra được gì từ công ty này. Vậy sao những số liệu này không nhập thẳng vào công ty này chứ? Bùi Khánh Vi cố ý không hiểu, hỏi. Đương nhiên Tào Tuyết Nhi sẽ không giải thích nhiều chuyện này, cái này cô không cần quan tâm, nhớ kỹ là tuyệt đối không được nói với ai về chuyện này. Có hiểu không? Tôi sẽ cẩn thận. Sau khi nghe Bùi Khánh Vi cam đoan, Tào Tuyết Nhi mới an tâm. Còn nữa, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị cho cô một văn phòng riêng, sau này cô làm việc cũng sẽ thuận tiện hơn. Tôi làm trợ lý mà cũng có văn phòng riêng được ư? Liệu có không hợp quy củ quá không? Tuy rằng miệng có ý từ chối nhưng Tào Tuyết Nhi liếc mắt đã thấy trong đáy mắt của cô hơi lóe lên ánh sáng. Cô là trợ lý của thư ký trưởng, sao có thể đánh đồng với đám thư ký bình thường khác được chứ? Vậy sao? Vậy cảm ơn chị Tuyết Nhi. Bùi Khánh Vi vui sướng cầm tay Tào Tuyết Nhi, mặt đầy ý cười. Được cho một phòng làm việc riêng mà nhìn cô vui thế nào kìa. Tào Tuyết Nhi thấy cô vui sướng quên cả trời đất thì không khỏi lại nhắc nhở. Tóm lại, khi nhập những số liệu này cô phải cẩn thận gấp ngàn lần, cẩn thận từng ly từng tí, có hiểu không? Tôi biết rồi à. Bùi Khánh Vi lập tức đứng nghiêm túc cam kết. Cốc cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của Bùi Khánh Vi và Tào Tuyết Nhi. Hai người thận trọng đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền cất hết giấy tờ sổ sách vào trong ngăn kéo. Chờ sau khi cất kỹ càng mọi thứ rồi, Bùi Khánh Vi mới đi ra mở cửa. Hoàng Hạo Phong đang đứng ngoài cửa, mỉm cười hiền hòa, lịch sự, tạ Mai Lan. Ngài Hoàng, sao anh lại tới đây? Bùi Khánh Vi nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ chiều, lúc này Mao Tây Trạch không còn ở văn phòng nữa, anh ta tới đây làm gì chứ? Tôi tới đón cô. Hoàng Hạo Phong cười nhẹ, nói thản nhiên như thể đây là một chuyện rất bình thường. Đón tôi á, cô không nhớ là mình có hẹn gì với anh ta mà. Bùi Khánh Vi cau mày như thể đang nhớ lại. Đúng thế, cô quên rồi sao, chúng ta đã hẹn với nhau là cô sẽ nấu cơm tối cho tôi ăn mà. Đúng là cô quên thật, giờ đang là thời khắc quan trọng trong việc cô tiến vào trung tâm, ai mà nhớ nổi cái chuyện nấu cơm nấu nước cho Hoàng Hạo Phong chứ. Tào Tuyết Nhi từ trong văn phòng đi ra, nghe vậy lập tức nói, nếu anh Hoàng đã đợi cô lâu như thế rồi thì cô mau về đi. Ngày mai làm việc tiếp cũng được mà. Sau đó, cô ta không để cô giải thích gì mà lấy luôn tài liệu trong tay cô, cười đẩy cô ra khỏi văn phòng. Chết tiệt, cô muốn hỏi thêm mấy câu về đám sổ sách có vấn đề này cơ mà. Giờ lại bị Hoàng Hạo Phong phá ngang thế này. Bùi Khánh Vi nghĩ tới đây liền không nhịn được cau mày liếc nhìn Hoàng Hạo Phong ở bên cạnh một cái, không ngờ đúng lúc bị anh ta nhìn lại. Nhiều việc lắm sao? Anh ta cười khẽ hỏi. Nghỉ phép nhiều ngày như thế, việc chất như núi ấy. Ý là Hoàng Hạo Phong tới không đúng lúc, lãng phí thời gian của cô. Nhưng Hoàng Hạo Phong lại như cố tình không nhận ra sự oán hận của cô. Ồ, thế sáng mai tôi sẽ tới đón cô, để cô có thể tới công ty sớm hơn một chút. Không cần đâu, thế thì phiền ngài Hoàng lắm. Hoàng Hạo Phong tươi cười, hoàn toàn không ngại, với tôi mà cô còn nói hai chữ làm phiền là sao? Chính là anh nên mới cảm thấy phiền toái đó. Bùi Khánh Vi thầm oán thán một câu. Sau đó, cô liền đẩy anh đi về phía thang máy. Xe chạy như bay trên đường, Bùi Khánh Vi ngồi cụp mắt bên cạnh Hoàng Hạo Phong, không nói gì. Trong lòng đang âm thầm tính toán xem liệu hai công ty bất động sản là Mạc Hưng và Trúc Mậu có quan hệ lợi ích thế nào với tổng công ty của Mao Tây Trạch. Vì sao sau khi Lục Liên Thông chết, toàn bộ số liệu sổ sách của bất động sản Trúc Mậu lại chuyển sang hết bất động sản Mạc Hưng? Nếu là làm ăn phi pháp, chẳng lẽ không sợ sau khi đưa về công ty Mạc Hưng có thể bị thanh tra tài chính bất cứ lúc nào vào năm sau, sẽ bị tra ra hay sao? Bất động sản Trúc Mậu bị giấu đi là tại làm sao? Bùi Khánh Vi càng nghĩ càng nhăn mày thật chặt. Cô có cảm giác mình đã bỏ qua rất nhiều điểm mấu chốt, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Đến rồi, Hoàng Hạo Phong thản nhiên nhắc nhở một câu cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy xe đã dừng trước một khu chung cư xa hoa. Hoàng Hạo Phong đã được báo Hải đưa lên xe lăn, hiển nhiên là đang chờ cô. Bùi Khánh Vi vội vàng xuống xe, ngoan ngoãn đi theo Hoàng Hạo Phong lên trên lầu. Vừa mới vào cửa đã thấy cả phòng khách rộng lớn chẳng có mấy đồ đạc, hơn nữa đồ dùng đều là màu trắng, gọn gàng đến mức làm người ta thấy không chân thực. Màn đêm đã buông xuống, đứng ở đây càng có cảm giác lạnh lẽo điều hiu. Sao, có muốn đi tham quan chút không? Hoàng Hạo Phong cười đầy thân thiện với cô. Nhưng nụ cười tươi đó, ở trong mắt cô chẳng khác nào nụ cười của một con cáo già đang âm thầm đặt bẫy. Đi tham quan, phỏng chừng là lợi dụng việc đi tham quan này để đẩy cô vào bẫy ấy chứ. Căn phòng này lạnh lẽo như thế, chẳng có một chút hơi ấm nào, rõ ràng là không ở thường xuyên. Đã không ở thường xuyên thì có cái quái gì để tìm chứ? Còn lâu cô mới mắc lừa ấy.
Huống hồ, giờ cô đã có lá bài vua là Tào Tuyết Nhi trong tay rồi, tội gì phải bỏ gần tìm xa lén lút lục lọi chứ, lỡ đâu bị phát hiện còn bị anh ta bắn chết luôn cũng chẳng đùa. Không, không cần đâu, đi thăm xong tôi sợ muộn bữa tối mất, hay là ngài Hoàng nói cho tôi biết luôn nhà bếp đi hướng nào, tôi đi nấu cơm luôn đây. Nói xong, cô liền nhìn xung quanh mấy lần, sau đó xắn tay áo đi thẳng về phía phòng bếp. Hoàng Hạo Phong nghe thấy cô từ chối thì hơi nhướng mày. Rõ ràng là cho cô ấy cơ hội để làm quen hoàn cảnh, tạo cơ hội để lén lút làm mấy việc, thế mà cô ấy lại buông tha không cần ư. Cô gái nhỏ này đang nghĩ gì vậy nhỉ? Này, bếp ở đâu vậy? Thấy Bùi Khánh Vi đòi nấu cơm sốt sắng như thế thì Hoàng Hạo Phong chỉ có thể gọi hai đầu bếp trong nhà tới. Đây là hai đầu bếp trong nhà, bọn họ sẽ trợ giúp cô. Sau đó, anh ta lại giới thiệu Tạ Mai Lan với hai đầu bếp kia, đây là cô ta. Hai đầu bếp cùng đồng thanh chào, chào cô ta. Bùi Khánh Vi đã sắn xong tay áo, cực kỳ thẳng thắn với hai vị đầu bếp đang sợ hãi kia. Hai vị sư phụ, tôi không biết nấu cơm, hoàn toàn không biết, nên xin hai vị đừng ghét bỏ tôi. Không đâu à, khóe mắt hai đầu bếp co giật. Vậy hai vị sư phụ, chúng ta mau đi nấu cơm thôi. Bùi Khánh Vi mỉm cười đi theo họ vào trong bếp. Hoàng Hạo Phong nhìn nụ cười hiền lành trên môi cô, liền biết trong lòng cô gái nhỏ này đang đầy ý đồ xấu. Vừa mở miệng đã nói mình không biết nấu ăn thì sao hai đầu bếp kia sẽ cho cô mó vào việc nấu ăn được chứ? Hành động phủi tay không nhận trách nhiệm làm cho cả hai đầu bếp đều nghẹn lời, đến nửa ý kiến cũng chẳng dám có. Hoàng Hạo Phong đứng ở cách cửa bếp không xa nhìn vào, trong mắt có ý cười. Vì sao thấy cô gái nhỏ này âm mưu làm điều xấu mà anh ta lại thấy vui như thế chứ? Đúng là kỳ quái. Nhị thiếu, đột nhiên, Báo Hải từ ngoài cửa nhanh chân bước vào, trên mặt mang theo vẻ lo âu. Ý cười trong mắt Hoàng Hạo Phong biến mất, hỏi, có chuyện gì? Báo Hải nhìn mấy người trong phòng bếp, không nói gì. Hoàng Hạo Phong nhìn theo tầm mắt anh ta rồi nói với Bùi Khánh Vi, cô cứ từ từ nấu đi, tôi đi xử lý chút công việc. À, được, ngài Hoàng cứ làm việc của mình đi. Hoàng Hạo Phong nhìn vào đôi mắt đầy ý cười hiền hòa của Bùi Khánh Vi, khẽ gật đầu, sau đó để Báo Hải đẩy về phòng. Cửa thư phòng vừa đóng lại, Báo Hải lại lo lắng ra mặt, nhị thiếu, tình hình có biến. Có chuyện gì? Thần sắc Hoàng Hạo Phong thản nhiên. Báo Hải lập tức tiến lên, báo cho anh ta biết toàn bộ tin tức mà mình vừa nhận được. Giao dịch đã tạm hoãn khá lâu rồi, Mao Tây Trạch bắt đầu có hành động. Rồi sao? Sau khi Hoàng Hạo Phong nghe được tin này thì vẫn bình thản như cũ, như thể đã sớm biết được tin này rồi. Báo Hải giật mình sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt lại lo lắng, cố ý đè thấp giọng, dường như đã bắt tay với đại thiếu gia. Hoàng Hạo Minh ư? Hoàng Hạo Phong nhíu mày, trong giọng nói có vài phần âm trầm, là ý của anh ta, hay là ý của ba tôi? Hoàng Hạo Khải muốn ra tay ư? Nhưng nghĩ lại thì thấy không thể nào. Nếu chỉ vì việc chậm trễ hợp tác nho nhỏ này mà đã bảo Hoàng Hạo Minh ra tay thì không giống cách làm việc của ông ta cho lắm. Quả nhiên, Báo Hải tiếp tục nói, hình như là ý của bản thân anh ta thôi. Hoàng Hạo Phong cụp mắt, cong môi cười, không sao, một mình anh ta cũng chẳng húc đổ được cả một ngọn núi đâu. Chỉ cần Hoàng Hạo Khải không động vào thì tất cả đều không phải là vấn đề. Dù sao thì cái nhà này vẫn do Hoàng Hạo Khải quyết định, Hoàng Hạo Minh dù có được tôn kính đến mấy thì cũng chỉ là một hoàng đại thiếu mà thôi. Nhưng vừa rồi, tôi nhận được tin tức, anh ta lén họp với mấy thành viên trong hội đồng quản trị của chúng ta, hình như là muốn kích động họ kéo ngài xuống khỏi vị trí hiện tại. Thiếu kiên nhẫn như thế sao? Hoàng Hạo Phong nghe thấy vậy, ý cười càng sâu. Báo Hải thấy Hoàng Hạo Phong lạnh nhạt như thế thì không khỏi nóng nảy, nhị thiếu, hay ngài đi xem đi. Vào lúc quan trọng như thế này, lỡ đâu nhóm đồng sự bị kích động thì chẳng phải uổng phí mấy năm nay ngài khổ tâm kinh doanh hay sao? Sao cậu có vẻ còn khẩn trương hơn tôi thế? Tầm mắt của Hoàng Hạo Phong dừng trên người anh ta, câu hỏi như lơ đãng nhưng ánh mắt lại làm cho Báo Hải không nhịn được mà run rẩy. Không khí như đóng băng, tôi chỉ là sợ nhị thiếu sẽ bị thiệt thòi. Im lặng vài giây, Báo Hải mới lại lên tiếng. Hoàng Hạo Phong cười như gió xuân, ánh mắt lại hơi lạnh, nếu cậu đã sợ tôi phải chịu thiệt thòi như thế, vậy thì đi xem thôi. Báo Hải không dám nói nhiều nữa, lập tức thay đổi chủ đề, vậy chỗ cô Tạ thì sao? Cứ để cô ấy ở nhà chờ tôi. Anh ta vuốt bánh xe lăn, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng lanh canh trong bếp. Anh ta nhìn về phía đó, hơi trầm ngâm một chút rồi lại sửa lại ý kiến, không, đợi chút nữa cô ấy nấu xong, cậu cho người đưa cô ấy tới đó đi. Sao cơ? Báo Hải thấy anh thay đổi ý kiến như thế thì hơi sửng sốt. Mang cơm qua đó ư? Anh ta thực sự càng ngày càng không hiểu nổi nhị thiếu. Nếu cảm thấy cô Tạ có vấn đề thì cứ lôi thẳng tới tổng bộ nghiêm hình tra khảo có phải là xong rồi không? Sao cứ phải để ở bên cạnh làm gì chứ?
còn định ăn cơm mà người ta nấu nữa, nhị thiếu không sợ bị đầu độc à? Hoàng Hạo Phong liếc mắt nhìn anh ta, có vấn đề gì sao? Không thành vấn đề, Báo Hải vội vàng lắc đầu, sau đó đưa Hoàng Hạo Phong ra khỏi nhà. Mà Bùi Khánh Vy ở trong bếp nhìn thì tưởng là bận rộn luôn tay luôn chân thì lại chỉ đang chờ bắc nồi ra rồi rắc vào chút hành hoa nữa là xong. Trong lúc chờ đợi, cô đi ra ngoài, phát hiện cửa thư phòng mở ra, bên trong không có lấy một bóng người. Hoàng Hạo Phong không chơi cô đấy chứ. Cơm đã nấu xong rồi, người lại biến mất. Cô tạ, nhị thiếu ra ngoài rồi. Trợ lý vẫn luôn chờ đợi ở ngoài cửa sau khi thấy Bùi Khánh Vy thì lập tức nói. À, cái đó, đã xong cơm rồi, tôi còn có việc nên về trước nhé. Nói xong, Bùi Khánh Vy cởi tạp dề, sau đó thả ống tay áo xuống, cầm túi của mình đi ra phía cửa. Kết quả lại bị trợ lý cản đường. Nhị thiếu bảo tôi đưa cô tạ qua chỗ ngày ấy. Đưa qua, đưa đi đâu cơ? Cô còn bao nhiêu việc phải làm kia kìa, lấy đâu ra thời gian chơi trò thần bí với Hoàng Hạo Phong chứ? Không cần phiền như thế đâu, anh cứ mang cơm qua đó là được rồi. Bùi Khánh Vy cười phất tay, định đi qua người anh ta, nhưng lại bị anh ta cản lại lần nữa. Không được, nhị thiếu đã dặn dò như thế rồi. Hết lần này tới lần khác bị cản đường, điều này làm cho Bùi Khánh Vy thấy khó chịu trong lòng, trán hơi nhăn lại. Rốt cuộc Hoàng Hạo Phong có ý gì đây? Các chú à, Hoàng Hạo Phong vốn chỉ là một đứa con hoang, là người ngoài, sao nó có thể tận tâm làm việc cho nhà họ Hoàng chúng ta được chứ? Cho nên chúng ta không thể để nó ngồi ở trên vị trí này được đâu. Hoàng Hạo Phong vừa qua cửa đã nghe thấy giọng của Hoàng Hạo Minh truyền ra từ trong phòng hội nghị. Rất nhanh sau đó là lời phụ họa của một cổ đông khác. Đúng thế, Hoàng Hạo Phong đã làm gián đoạn giao dịch, ném miếng thịt béo đã tới tay đi mất, làm thế là phá hỏng đường làm ăn của mọi người rồi còn gì. Nghe âm thanh ầm ĩ ở bên trong, Hoàng Hạo Phong vẫn bình tĩnh ngồi trước cửa, thế nhưng Báo Hải lại không chịu nổi, tiến lên, thậm chí còn không thèm gõ cửa mà mở toang cửa phòng họp ra. Mọi người trong phòng nhìn thấy Hoàng Hạo Phong ở ngoài cửa thì im phăng phắc, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hoàng Hạo Phong được Báo Hải đẩy vào, cười nhạt hỏi, sao anh cả lại rảnh rỗi chạy đến chỗ tôi thế này? Hoàng Hạo Minh không ngờ anh ta lại tới nhanh như thế, nghĩ chắc những lời mình nói đã bị nghe thấy hết rồi, vì thế hắn chẳng thèm giả vờ khách sáo gì, hừ lạnh một tiếng, sao hả? Có phải giờ tao tới đây cũng phải báo cáo với mày không? Không phải, nhưng mà anh cả tới đây là có gì muốn dạy bảo sao? Hoàng Hạo Minh cố ý ngồi xuống ghế chủ, đắc ý nhìn Hoàng Hạo Phong, tao và mấy chú lâu rồi không gặp nhau nên tới đây nói chuyện thôi. Vị trí kia chỉ có một người được ngồi, ở đây, ngoài Hoàng Hạo Khải ra thì chỉ có mình Hoàng Hạo Phong mới được ngồi. Hoàng Hạo Minh biết rõ mà còn ngồi xuống, rõ ràng là đang khiêu khích. Báo Hải tức giận muốn tiến lên nhưng lại bị Hoàng Hạo Phong dùng ánh mắt ngăn lại. Sao hả, mày không chào đón à? Đương nhiên chào đón, vậy không ngại khi tôi dự thính chứ? Hoàng Hạo Phong vẫn mỉm cười như cũ, dường như hoàn toàn không để tâm tới hành động của hắn ta, bày ra dáng vẻ một người em trai ngoan. Thật không khéo, mọi người nói xong hết rồi. Hoàng Hạo Minh ghét nhất cái dáng vẻ lúc nào cũng mỉm cười lạnh nhạt của Hoàng Hạo Phong. Hắn chán ghét quay đầu mỉm cười nói với nhóm cổ đông, các chú, cháu đã nói xong phần cháu rồi, còn về phần quyết định thế nào là ở các chú. Nhưng cháu có một câu muốn nói, có tiền mà không kiếm mới là đồ ngu. Cháu tin là các chú đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm như thế, chắc chắn sẽ không phải là đồ ngốc. Nói xong, hắn xoay người đi ra cửa. Tôi tiện anh cả. Hoàng Hạo Phong cười bảo Báo Hải lại đẩy mình ra ngoài. Ai ngờ Hoàng Hạo Minh đứng ở đầu hành lang, quay đầu nhìn Hoàng Hạo Phong, châm biếm liếc xuống đôi chân của anh ta. Không cần, mày đi lại không tiện, không cần phải tiễn. Hai chữ không tiện được nhấn mạnh khiến cho đám cổ đông đang ở trong phòng nghe xong cũng không khỏi nhìn nhau. Hai chân bị tàn phế của Hoàng Hạo Phong là một cấm kỵ công khai, không ngờ Hoàng Hạo Minh vừa mở miệng đã nói thế, không sợ anh cả nghe xong sẽ nổi giận hay sao? Anh là anh cả của tôi, cho dù không tiện thì vẫn phải tiện. Nhưng ý cười trên mặt Hoàng Hạo Phong vẫn không giảm, giống như không hề nghe ra ý châm chọc trong lời của Hoàng Hạo Minh. Hoàng Hạo Minh cảm thấy mình đánh ra chiêu nào cũng như đánh lên bông, mềm nhũn chẳng có chút phản ứng nào. Cảm thấy không thú vị nên hắn cũng chẳng buồn tiếp tục nói với Hoàng Hạo Phong nữa, xoay người đi về phía thang máy. Đinh, tiếng thang máy vang lên, cửa chậm rãi mở ra. Người bên trong và người bên ngoài vừa vặn đứng đối diện nhau. Bùi Khánh Vy cầm hộp giữ nhiệt trong tay, còn chưa kịp đi ra thì đã thấy Báo Hải đang đẩy xe lăn cho Hoàng Hạo Phong đứng cùng một người đàn ông ở ngay ngoài cửa. Cơm đã xong rồi, cô đi tới trước mặt Hoàng Hạo Phong, đưa hộp giữ nhiệt qua. Hoàng Hạo Phong cười nhưng không nhận lấy, cô tới phòng nghỉ ngơi chút đi. Không cần đâu, tôi không làm phiền các anh nữa, tôi phải về đây. Bùi Khánh Vy nhét hộp giữ nhiệt vào tay Báo Hải, đang định xoay người rời đi.
Ai ngờ người đàn ông vẫn luôn đứng bên cạnh lại lên tiếng vào đúng lúc này. Ồ, đây là lần đầu tiên anh thấy bên cạnh em trai có phụ nữ đấy. Em trai ư? Bùi Khánh Vy nhìn người kia, đôi con ngươi tràn đầy ý cười xấu xa khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Thì ra em trai lại thích loại hình như thế này, thảo nào lại ném hết mọi việc ra sau đầu, thì ra là trong lòng có mỹ nhân. Có điều, em trai à, anh cả vẫn phải nhắc mày một câu, Hương dịu dàng là mộ anh hùng, mày vẫn nên cẩn thận một chút. Anh cả ư? Người này là anh trai của Hoàng Hạo Phong, Hoàng Đại Thiếu trong truyền thuyết ư? Hoàng Hạo Phong nhìn Bùi Khánh Vy đang đứng sững ra ở bên cạnh, cười đáp, anh cả, anh cứ yên tâm đi, cô ấy không dịu dàng đâu. Cô không dịu dàng ư? Mày Bùi Khánh Vy nhíu lại. Con người Hoàng Hạo Phong liệu đã bao giờ nghe câu nhận được lợi ích của người ta thì nên nể mặt người ta chưa thế? Cô âm thầm nghiến răng, sau đó liếc nhìn Hoàng Hạo Minh đã bước một chân vào thang máy. Ngài Hoàng, cơm thì phải ăn ngay, không ăn ngay là nguội đó. Ngài Hoàng ư? Hoàng Hạo Minh vừa mới bước một chân vào liền lập tức rụt trở lại, trong ánh mắt mang theo mây mù, âm trầm nhìn về phía Hoàng Hạo Phong. Em trai à, nếu em là Ngài Hoàng, vậy anh là gì đây? Ha ha, ai bảo anh nói tôi không dịu dàng, xem anh em đấu nhau là vui nhất. Đáng tiếc, con cáo giả thâm độc như Hoàng Hạo Phong sao có thể dễ dàng bị Bùi Khánh Vy dắt mũi chứ? Trong đáy mắt anh ta gợn lên ý cười, sau đó chỉ về phía Hoàng Hạo Minh giới thiệu, anh cả tôi, Hoàng Hạo Minh. Tên khốn này, rõ ràng là đang đẩy đầu súng về phía cô chứ. Bùi Khánh Vy cảm thấy mình lại rơi vào bẫy của Hoàng Hạo Phong rồi. Cô ngẫm nghĩ, gật đầu với Hoàng Hạo Minh, cung kính chào, chào Hoàng Tổng. Cô gọi tôi là Hoàng Tổng, gọi nó là Ngài Hoàng ư? Ý lạnh trong mắt Hoàng Hạo Minh hơi tản đi. Bùi Khánh Vy chớp mắt tỏ vẻ vô tội, lúng túng nhỏ giọng hỏi, tôi nói sai gì ư? Không, không sai chút nào. Hoàng Hạo Minh đột nhiên nở nụ cười, kỳ quái nói với Hoàng Hạo Phong, bạn gái nhỏ của mày hình như rất biết lấy lòng người khác đấy, không được xinh cho lắm nhưng lại là người khéo léo, ha ha ha. Hoàng Hạo Minh đắc ý, phất tay rồi tiến vào thang máy. Các con số tầng trên thang máy dần thay đổi, Hoàng Hạo Phong lại dán ánh mắt lên người cô, cười ôn hòa hỏi, cô nói như thế, không sợ tôi tức giận sao? Rất hiển nhiên, Hoàng Tổng và Ngài Hoàng vừa so sánh đã biết ai cao ai thấp rồi. Vả mặt Hoàng Hạo Phong công khai như thế, đương nhiên Hoàng Hạo Minh rất vui vẻ rồi. Nhưng Bùi Khánh Vy vả mặt công khai như vậy, hậu quả này vừa nghĩ đã biết là không thể thừa nhận. Không đâu, anh có bao giờ nhỏ nhen như thế đâu chứ? Bùi Khánh Vy lập tức cười lấy lòng, không có cách nào, hố mình đào thì mình phải lấp thôi. Hoàng Hạo Phong nhíu mày, ý cười không giảm, ồ, vậy là anh cả của tôi rất nhỏ nhen sao? Đúng thế, so đo với cả một câu xưng hô, chẳng lẽ không phải là người nhỏ nhen à? Bùi Khánh Vy nhíu mày, gật đầu khẳng định, cô gái nhỏ này cũng biết đắc tội với anh ta ở trước mặt người khác sẽ xui xẻo, tuy rằng đã cứu vãn. Rất qua loa. Nhưng không hiểu sao vừa rồi khi thấy vẻ mặt cười cợt nịnh nọt mình của cô, anh ta liền cảm thấy Ngài Hoàng hay Hoàng Tổng gì đó đều là mây bay hết. Hai người đứng nói chuyện vui vẻ bên ngoài hành lang, nhưng trong mắt đám cổ đông lại tràn ngập vẻ không vui. Hoàng Hạo Phong lại dẫn phụ nữ tới công ty ư? Quá không ra thể thống gì rồi. Hạo Phong, đây là công ty, cháu đưa đàn bà tới đây làm gì chứ? Một người đàn ông mặt vuông chữ điền dẫn đầu nói với vẻ không hài lòng. Một người đàn ông ở phía sau cũng ra vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Đúng thế, cháu làm thế này là phụ sự kỳ vọng của chúng ta dành cho cháu đấy. Hoàng Hạo Phong vỗ nhẹ tay Bùi Khánh Vy, nói khẽ một câu, cô qua bên kia, ngoan ngoãn ngồi chờ tôi. Bùi Khánh Vy cảm thấy trong nụ cười của anh ta có giấu một con dao sắc bén liền ngoan ngoãn lùi sang một bên, được. Nghĩ tới sát khí của anh ta khi nổ súng trên đường lần trước, cô lặng lẽ châm hương cho đám cổ đông này, không biết bọn họ đã nghĩ xem nên khắc gì lên bia mộ của mình chưa? Hoàng Hạo Phong ngẩng đầu cười nói với đám cổ đông, cháu nghĩ chắc hẳn các chú còn nhiều chuyện muốn hỏi cháu, hay là vào trong nói chuyện phiếm chút đi. Một đám người lại đi vào trong, cửa phòng họp lại một lần nữa đóng chặt lại. Hạo Phong, cháu làm bọn ta quá thất vọng. Đưa phụ nữ vào công ty, chúng ta không so đo gì, nhưng sao chuyện ngưng giao dịch lớn như thế mà cháu cũng không nói cho chúng ta biết chứ? Trong mắt cháu còn có các chú không hả? Đúng thế, chuyện này cháu làm thế là không được. Công ty là của chung chúng ta, giờ cháu lại độc đoán như vậy, có phải định độc chiếm làm của riêng không? Chẳng lẽ Hạo Minh nói đúng, cháu muốn dồn nhà họ Hoàng vào đường cùng? Vừa mới vào phòng, đám cổ đông đã bắt đầu bắn súng liên thanh, Hoàng Hạo Phong thản nhiên ngồi trên ghế chủ vị, chỉ mỉm cười với bọn họ. Dáng vẻ mỉm cười bình tĩnh của anh ta làm cho âm thanh trong phòng họp cũng dần nhỏ lại. Các chú nói xong chưa? Có thể cho cháu nói hai câu thôi được không?
Anh ta nói chậm rãi mà lạnh nhạt, nhất thời khiến cho người trong phòng họp hoàn toàn câm miệng. Người đàn ông cao gầy ngồi thứ tư cười lạnh, được, ta muốn nghe xem hôm nay cháu định giải thích thế nào. Tuy cháu là con rơi, nhưng nếu đã mang họ Hoàng, cũng có nghĩa là đã được ba cháu thừa nhận, đương nhiên cháu cũng là một người của nhà họ Hoàng rồi. Nếu đã là người của nhà họ Hoàng, dồn nhà họ Hoàng vào đường cùng thì cháu được lợi gì chứ? Hoàng Hạo Phong đảo mắt quan sát thần sắc của đám người kia, sau đó tiếp tục nói, hơn nữa, nếu ba đã giao công ty này cho cháu thì nghĩa là ba tin cháu. Lần này cháu dừng giao dịch, ba còn chưa hỏi một câu nào, có nghĩa là cũng đồng ý rồi. Cháu nghĩ, cho dù các chú không tin cháu, nhưng chẳng lẽ ngay cả lời của ba cháu mà các chú cũng không tin hay sao? Người đàn ông mặt vuông chữ niền nghiêm nghị, nói không do dự, đương nhiên chúng ta tin lời của anh cả, nhưng hôm nay cháu phải giải thích cho chúng ta nghe, tại sao lại đột nhiên ngừng giao dịch. Hoàng Hạo Phong cười đảo mắt một vòng, hơi dừng một chút rồi lại tiếp tục nói, bởi vì khi đó có người muốn giết cháu. Một câu này vừa dứt, trong phòng tĩnh lặng như tờ. Người đàn ông ngồi ở vị trí thứ tư đập bàn, hừ một tiếng đầy khinh thường, cháu nói có người muốn giết cháu ư? Ai biết có phải do cháu bịa ra hay không? Anh hai, anh đừng nghe nó. Sau khi Hoàng Hạo Phong nghe ông ta nói thế không tức giận, cũng không tiếp tục chuyện này, còn nói thêm, từ khi bắt đầu dẫn dắt công ty cho tới nay, thành tích của cháu thế nào, các chú đều thấy rõ cả. Nếu cháu thật sự muốn làm gì thì sao phải nghĩ hết mọi cách để lấy được vụ làm ăn này chứ? Chẳng phải cứ thẳng tay hủy vụ làm ăn này đi là xong rồi sao? Đám cổ đông ngồi trầm ngâm hồi lâu, cảm thấy lời của Hoàng Hạo Phong cũng khá có lý. Muốn độc chiếm cũng được, muốn dồn nhà họ Hoàng vào đường cùng cũng thế, chẳng phải chặt đứt tin tức là xong rồi sao? Đúng là không cần bắt tay làm ăn rồi lại hủy, làm thế chỉ mang tới hiệu quả trái ngược. Làm ăn như chúng ta, tiền tới nhanh, nhưng mạng cũng mất nhanh. Chắc hẳn các chú đều thuộc đạo lý nếu không nắm chắc trong tay thì sẽ thua thảm. Hoàng Hạo Phong nói xong lời này, sắc mặt mọi người đều lập tức trở nên khó coi. Đúng thế, mạng mới là quan trọng, kiếm được tiền mà không còn mạng để hưởng thụ thì kiếm tiền làm gì? Người đàn ông được gọi là anh hai hơi chần chừ một chút rồi hỏi, vậy cháu tính làm như thế nào? Trước tiên phải giải quyết dứt khoát một người đã. Hoàng Hạo Phong không thu lại nụ cười, nhưng trong đáy mắt đã có ý lạnh nổi lên. Một cổ đông cau mày hỏi, ai? Cháu vừa nói rồi đấy à, sở dĩ cuộc làm ăn này bị gián đoạn là vì lúc đó có người định ám sát cháu. Rất rõ ràng là kẻ đó không hy vọng cháu giao dịch thành công, cũng không hy vọng công ty chúng ta có thể kiếm được tiền. Người đàn ông ngồi ở tít cuối, có thân phận thấp nhất vừa nghe đã vỗ bàn đứng lên, tức tối nói, cái gì? Không cho chúng ta kiếm tiền ư? Là ai, thằng khốn nào dám cản đường kiếm tiền của chúng ta hả? Hạo Phong, cháu cứ nói ra, chúng ta cứ làm việc theo quy củ là được. Đúng, không cho chúng ta kiếm tiền thì có khác nào giết cả nhà chúng ta chứ? Nếu đã không cho chúng ta sống, vậy thì chúng ta cũng sẽ không tha cho hắn. Đúng thế, Hạo Phong, cháu nói đi. Chỉ cần là thật, nhất định chúng ta sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Một đám người đứng lên, vẻ mặt oán giận. Ô, cho dù đó có là người một nhà ư? Hoàng Hạo Phong vừa nói xong, mọi người không khỏi nhíu mày nhìn nhau. Người được gọi là anh hai xanh mặt hỏi, người một nhà ư? Hạo Phong, cháu có chắc không? Đương nhiên là chắc, cháu không chỉ chắc chắn là người một nhà, hơn nữa còn là người trong số chúng ta đây. Hoàng Hạo Phong ung dung nhìn xung quanh một vòng. Vậy thì càng không thể tha được. Người trong nhà mà còn hại nhau, không nói tình anh em, phải chém đứt chân tay ném xuống biển mới được. Tôi đồng ý, chúng ta là những người theo ba cháu vượt qua mưa bom bão đạn đi tới bây giờ, nay lại có người bội bạc, còn ghê tởm hơn cả việc cắt đứt đường làm ăn ấy chứ. Hạo Phong, cháu nói đi, là ai? Đúng thế, Hạo Phong, cháu cứ việc nói ra. Hoàng Hạo Phong đảo mắt một vòng, sau đó dừng lại ở người đàn ông vừa nãy phản đối dữ dội nhất. Chú Tư, ý chú thế nào? Người đàn ông ngồi ở vị trí thứ tư bị gọi tên, thân mình không nhịn được hơi run lên, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ cương quyết nói, đúng. Không, không sai. Sau khi nghe câu trả lời của ông ta, Hoàng Hạo Phong liền mỉm cười, nụ cười tao nhã như có ẩn chứa sát ý. Nếu các chú đã cảm thấy nhất định phải xử lý người này, vậy cháu cũng đành phải nghe theo các chú. Anh thoáng quay đầu phân phó Báo Hải ở bên cạnh, Báo Hải, đưa hết chứng cứ chúng ta tìm được ra đây. Vừa nghe thấy hai chữ chứng cứ, người bị Hoàng Hạo Phong gọi là chú Tư kia nuốt nước bọt ực một tiếng, trên trán thoáng dịn mồ hôi. Một chồng tài liệu lớn được mang ra, trong đó có một cái hộp sắt nhỏ màu đen cũng được đặt lên bàn. Vừa liếc mắt nhìn thấy chiếc hộp, sắc mặt chú Tư lập tức thay đổi. Những người khác vừa nhìn thấy thứ này thì hơi nghiêng đầu, dường như đang cố nhớ lại, thứ này nhìn quen quen nhỉ. Lão tứ kia vừa nhìn thấy thứ này, nếu không phải tay đang bám chặt trên cạnh ghế,
có khi ông ta đã nhảy dựng lên rồi. Đó là đồ của ông ta, bởi vì cái hộp sắt kia từng chắn cho ông ta một viên đạn nên lúc nào ông ta cũng mang theo bên người. Giờ nghe thấy người khác nói là quen mắt, ông ta hoàn toàn hoảng loạn. Tại sao có thể như thế chứ? Sao Hoàng Hạo Phong lại tìm được thứ này? Chẳng lẽ sát thủ kia vì muốn đề phòng mình bị giết người diệt khẩu nên để lại chiêu cuối này sao? Vốn dĩ ông ta và Hoàng Hạo Minh đã thỏa thuận, nếu tìm được người ám sát thành công hoặc kéo được Hoàng Hạo Phong xuống khỏi vị trí này thì ông ta sẽ được một khoản tiền lớn. Nhưng bây giờ, nghĩ tới dáng vẻ quả quyết không một chút lưu tình nào của đám người này, nỗi sợ hãi giống như một tấm lưới càng lúc càng siết chặt lấy ông ta. Quả nhiên Hoàng Hạo Phong nói rất đúng, có tiền mà không có mạng hưởng thì có tác dụng gì chứ? Ông ta trơ mắt nhìn người ta vươn tay cầm lấy cái hộp kia. Thời gian như bị kéo dài ra, cho đến khi đầu ngón tay của người kia sắp chạm vào hộp thì ông ta không thể nhịn nổi nữa. Ông ta lập tức rút súng bên hông ra, quát lên với đám người kia, không được nhúc nhích. So với việc bị họ bắt được thì không bằng ra tay trước để chiếm thế thượng phong, nói không chừng vẫn còn đường sống. Lão nhị ngồi bên cạnh không nhịn được tức giận hỏi, lão tứ, chú làm gì thế hả? Anh hỏi tôi làm gì ư? Anh hai, các anh đều muốn giết tôi, chẳng lẽ tôi còn ngồi chờ chết hay sao? Người đàn ông ngồi ở vị trí thứ 6 lúc này mới giật mình nói, giỏi lắm. Thảo nào vừa rồi anh cứ liên tục thúc giục chúng tôi cách chức của Hạo Phong, thì ra là anh ngầm làm mấy trò bẩn thỉu phía sau. Các người không được tới đây, không được tới đây. Lão tứ mở chốt, ngón tay đặt lên cỏ súng, quát ầm lên với đám người kia. Lão nhị vội vàng trách móc, lão tứ, chú đừng nóng này, mau bỏ súng xuống đi. Chú tư, dù gì chúng ta cũng là chú cháu với nhau, cháu không làm gì có lỗi với chú, vì sao chú lại muốn giết cháu chứ? Hoàng Hạo Phong ngồi ở vị trí cao nhất không tỏ ra hoảng hốt hay sợ hãi, híp mắt lạnh giọng hỏi. Lão tứ cười lạnh, buồn cười, một thằng còn chưa mọc hết lông tóc, dựa vào cái gì mà leo lên đầu ông đây tác quái chứ? Sắc mặt lão nhị xanh mét, tức giận trừng mắt với ông ta, lão tứ, chú có biết chú đang nói gì không hà? Đó là con của anh cả. Lão tứ nghe vậy chỉ cười nhạo lạnh lùng, chỉ là một thằng con riêng mà thôi. Nếu là Hoàng Hạo Minh thì tôi còn chấp nhận, dù sao cũng là con trai ruột thịt của anh cả, cũng là người chúng ta nhìn lớn lên từ nhỏ. Nhưng nó thì sao chứ, nó là cái thá gì? Lão tứ, chú câm miệng lại, tôi không phục. Lúc trước khi anh cả giao công ty này cho nó, tôi đã không phục rồi. Nếu nói về tuổi tác hay năng lực, nếu là anh hai, anh ba, tôi đều phục hết, nhưng chỉ có nó là tôi không phục. Lão tứ chĩa súng về phía Hoàng Hạo Phong, thần sắc trở nên điên cuồng. Hoàng Hạo Phong không tỏ ra sợ hãi, giọng điệu thản nhiên, cháu đã quản lý công ty mấy năm rồi, chưa từng bắt các chú phải chịu một viên đạn nào, chưa từng vào cục cảnh sát một lần nào, tiền chia mỗi năm đều không ít, thậm chí còn tăng lên, có thể nói chưa từng bạc đãi các chú một chút nào. Câu nói này khiến cho mọi người không khỏi gật gù, đòn cân trong lòng lại nghiêng về phía Hoàng Hạo Phong. Lão tứ, chú đừng có làm bậy nữa. Nơi này do một tay anh cả gây dựng lên, giao cho con anh ấy là chuyện đương nhiên thôi. Giao cho con anh cả thì tôi không có ý kiến gì, nhưng mà không được giao cho nó. Lão tứ cân nhắc trong lòng, nếu Hoàng Hạo Minh ngồi lên ghế quản lý, nói không chừng mình còn giữ được mạng, nhưng nếu là Hoàng Hạo Phong thì ông ta phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lời này rơi vào tai người khác, lại nhất thời mang một nghĩa khác. Hoàng Hạo Khải chỉ có hai đứa con, không thể giao cho Hoàng Hạo Phong, vậy thì chỉ có thể giao cho Hoàng Hạo Minh. Nói cách khác, hết thảy hành động ám sát lần này đều là do Hoàng Hạo Minh đứng sau giật dây sao? Anh Tư, anh có biết mình đang nói cái gì không hả? Lão Lục nghe thấy ông ta lấy lý do này để thoái thác thì tức giận tiến lên định túm lấy tay ông ta. Súng của Lão Tứ lập tức chĩa về phía Lão Lục, hung tợn nói, đừng động đây. Còn dám chạm vào tôi sẽ nổ súng đấy. Lão Lục là người dễ cáu giận, sao có thể chấp nhận được sự dọa dẫm này chứ? Cất bước đi tới trước mặt ông ta, chỉ vào ngực mình, nói, anh nổ súng đi. Anh dám bắn tôi ư, bắn đi. Tôi muốn xem anh bắn tôi thế nào. Chú đừng ép tôi, đừng ép tôi. Lão tứ lùi về sau, mồ hôi từ trên trán lăn đầy xuống hai má. Rõ ràng đã vào cuối thu mà dáng vẻ lão tứ cứ như vừa mới ngâm mình trong nước vậy. Tôi ép anh đấy, sao? Bằng, Lão Lục còn chưa nói xong, lập tức đã có tiếng súng vang lên trong phòng họp. Phòng họp như bị dừng hình, hoàn toàn yên lặng. Khẩu súng trong tay lão tứ vẫn còn có khói đen thoát ra, mà Lão Lục ở bên cạnh đã trợn trừng mắt lên, trên áo phông có một lỗ máu. Máu từ đó chảy ra. Lão tứ, chú điên rồi, lại dám bắn Lão Lục. Lão nhị lớn tuổi nên trầm ổn hơn, ông ta vội vàng lấy lại tinh thần, muốn xông tới đỡ lấy Lão Lục. Ai ngờ Lão tứ lại nhanh chóng túm lấy thân mình Lão Lục làm lá chắn, sau đó cầm súng dí vào đỉnh đầu Lão Lục,
quát lên, tôi bị điên rồi đây, các người không được động đậy, ai dám đụng tới tôi là tôi bắn chết. Bắn chết kẻ đó, lão tứ, báo hải đứng sau lưng Hoàng Hạo Phong lập tức rút súng ra, đám vệ sĩ xung quanh cũng nhất thời lấy súng ra theo, hơn 10 khẩu súng đều chĩa thẳng về phía ông ta. Lão tứ dí chặt họng súng vào huyệt thái dương của lão lục, tức tối gầm lên, các người định làm gì hả? Bỏ súng xuống hết, vứt hết vào thùng rác ngay. Ngay lập tức, lão tam vẫn luôn không nói gì thở dài một hơi, lời nói hơi có cảm xúc tiếc rèn sắt không thành thép. Nói, lão tứ à, chúng ta đều phải già đi, chú làm như thế để làm gì cơ chứ? Những chuyện này nên để bọn trẻ gánh vác thôi, tôi không quan tâm, bây giờ hoặc các anh thả cho tôi đi, hoặc là tôi sẽ giết chết lão lục luôn. Dù sao ở đây tôi có tới 8 viên đạn, cùng lắm là cùng chết. Thần sắc lão tứ đã như sắp phát điên rồi, có biểu cảm chỉ có khi đã sắp vào tới đường cùng. Bởi vì ông ta biết, hôm nay ông ta chết chắc rồi. Ám sát con trai anh cả, nổ súng làm bị thương anh em của mình, chỉ với hai chuyện này, chắc chắn anh cả sẽ không bỏ qua cho ông ta. Chắc chắn là không, lão nhị vội vàng bảo đám vệ sĩ lập tức quẳng hết súng vào trong thùng rác, sau đó tận lực an ủi, rồi, chú đừng kích động, chú muốn đi, bọn tôi không cản chú. Tôi không tin, lão tứ vừa kích động gào lên vừa vung súng, tôi muốn có một chiếc xe và 10 triệu tiền mặt, ngay bây giờ. Chú đừng kích động, chúng tôi lập tức đi làm ngay. Lão nhị vội vàng thúc giục tay chân của mình đi làm việc, những cổ đông khác cũng đã sớm bị biến cố này làm cho đờ đẫn. Duy chỉ có Hoàng Hạo Phong vẫn bình thản ngồi ở đó, cho dù cây súng kia có thể lấy mạng anh ta bất kỳ lúc nào. Lão tứ, nếu chú bỏ súng xuống, hết thảy đều có thể thương lượng được. Lão lục bị chú bắn bị thương, nếu không cứu sẽ không kịp. Lão tứ lập tức nhổ nước bọt, thần sắc vừa điên cuồng vừa khinh bỉ, thương lượng cái CT, mày tưởng ông đây là đồ ngu chắc. Con mẹ nó tao đã ám sát mày thế rồi, mày sẽ bỏ qua cho tao à? Chỉ cần chú thả lão lục ra, cháu hứa là có thể thương lượng. Không cần, ông đây thèm vào nghe mày hứa với trả hẹn. Chỉ cần các người thả tôi đi, tôi sẽ không giết lão lục. Trong lúc nhất thời, hai bên lâm vào thế giằng co. Rất nhanh, vệ sĩ từ ngoài cửa vội vã đi vào, đưa chìa khóa ra, xe đã ở dưới lầu, có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Hoàng Hạo Phong cầm chìa khóa đẩy lên mặt bàn thủy tinh tới trước mặt lão tứ, đây là chìa khóa xe. Tiền đâu? Ánh mắt mọi người đều dồn về phía vệ sĩ kia, vệ sĩ nhỏ giọng giải thích, số tiền yêu cầu quá nhiều, ngân hàng còn phải kiểm kê, sẽ đưa tới đây ngay. Chúng mày chơi ông à? Trong két sắt tài vụ của công ty này thiếu gì, mau lấy ra đây cho tao. Vừa mới nói xong, lão tứ liền giơ chân đá đổ cái ghế bên cạnh làm nó phát ra tiếng vang thật lớn. Hoàng Hạo Phong nhíu mày, cuối cùng mở miệng nói bốn chữ, mở két sắt ra. Nhưng kế toán đã về hết rồi. Vệ sĩ bên cạnh nhắc nhở. Lão tứ đứng đối diện với bọn họ, vừa thấy bọn họ kề tai thì thầm thì tưởng bọn họ có âm mưu quỷ kế gì, nhất thời siết lấy cổ lão lục, vẻ mặt trở nên dữ tợn, đừng có chần chừ. Ông đây mà tuyệt tình thì không nhận người nhà gì đâu. Hạo Phong, lão nhị thấy thế thì không nhịn được kêu khẽ. Sắc mặt Hoàng Hạo Phong trở nên lạnh lùng, mở cửa két sắt. Đám vệ sĩ nhận được lệnh lập tức chạy vào phòng tài vụ, không bao lâu sau đã xách ra một bao tiền. Hoàng Hạo Phong cũng đẩy bao tiền đó qua, chìa khóa, tiền đều ở đây cả, chú có thể đi rồi. Lão tứ nhìn hai thứ này thì hừ lạnh một tiếng, tao cầm mấy thứ này thì sao có thể túm lão lục theo được chứ? Chúng mày bỏ tiền vào xe, sau đó cắm chìa khóa vào ổ, nhanh lên. Còn nữa, chúng mày, mau tránh đường cho tao. Tất cả đều tránh ra. Ông ta hơ súng trong tay, mọi người sợ bị ngộ thương nên đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời ông ta. Lão tứ túm chặt lấy lão lục, nhích từng bước ra khỏi phòng họp. Mà Bùi Khánh Vi vẫn luôn ngồi chờ bên ngoài sau khi thấy một màn như vậy thì cũng giật mình tới ngây người. Đây thật sự là đang diễn nội chiến cho cô xem đấy ư? Đúng lúc cô còn đang nghi hoặc và khó hiểu, hai bên vốn còn đang giằng co với nhau, đột nhiên có một bóng đen thoáng hiện qua trước mắt. Bằng một tiếng, tiếng kêu rên của người bị bắn trúng vang lên. Sau khi lão tứ bị báo hải đụng vào thì cũng chỉ không giữ được lão lục mà thôi, súng vẫn nắm chắc trong tay, đang vật lộn với báo hải. Bởi vì trong tay lão tứ có súng nên tất cả mọi người đều không dám tùy tiện tới gần, chỉ sợ lỡ đâu mình sẽ bị thương. Giỏi lắm, tao biết ngay là chúng mày không có ý tốt mà. Cùng lắm thì hôm nay ông đây đồng quy vu tận với các người. Lão tứ và báo hải đều lăn lộn trên mặt đất, sau khi bị ép cho luống cuống chân tay, ông ta lập tức muốn cướp cò. Ông ta định bắn đấy, mọi người cẩn thận. Không biết ai là người kêu lên, lập tức tất cả mọi người đều tìm chỗ trốn. Báo hải nhanh tay lẹ mắt chèn ngón tay vào khe hở sau cò súng, làm cho lão tứ không bóp cò được.
Trong lúc hai người tranh đoạt với nhau, đột nhiên súng bị đánh văng ra ngoài, hơn nữa còn vừa vặn trượt đến bên chân Bùi Khánh Vi. Mọi người nhất thời thở phào, không còn súng là tốt rồi. Nhưng ai ngờ, họ vừa mới thở phào thì lập tức thấy Lão Tứ dùng hai chân kiềm chế người báo hải, thuận thế rút từ bên hông ra một khẩu súng khác. Nhất thời, tiếng hít khí lạnh lại vang lên. Dám cướp súng của tao, hôm nay ông tiễn mày về Tây Thiên. Nói xong, Lão Tứ giơ súng trong tay lên, cực kỳ gian nan nhắm về phía báo hải ở dưới người mình. Hoàng Hạo Phong vẫn luôn đứng ở cửa phòng họp hơi híp mắt, lập tức nói với Bùi Khánh Vi đang đứng cạnh cửa sổ, Tạ Mai Lan, bắn đi. Bùi Khánh Vi bị gọi tên, ngẩng phát đầu nhìn anh ta. Cái gì cơ? Bảo cô bắn ư? Vẻ mặt của Bùi Khánh Vi khi nhìn anh ta là sự mê man, nhưng đầu óc lại đang xoay chuyển một cách cực kỳ nhanh. Nếu cô bắn, liệu có làm cho Hoàng Hạo Phong nghi ngờ gì không? Liệu đây có phải là một cái bẫy nữa không? Nhưng lúc này, một tiếng bằng nữa lại vang lên, Lão Tứ bắn một nhát, may mà báo hải đã tránh được, viên đạn bắn xuống nền nhà, lập tức tạo ra một cái lỗ màu đen. Người xung quanh vội vàng trốn đi, chỉ sợ bị ngộ thương. Cô Tạ, mau bắn đi. Báo hải túm chặt tay Lão Tứ, sắc mặt đỏ bừng. Hoàng Hạo Phong ngồi ở đó, lạnh lùng ra lệnh, bắn đi. Nhưng mà, tôi không dám. Bùi Khánh Vi tỏ vẻ rất sợ hãi, nhặt súng ở dưới chân lên. Nhưng ánh mắt lại không ngừng quan sát tình hình xung quanh. Không được, nếu bắn súng, hệ số nguy hiểm sẽ rất cao, lỡ như là cái bẫy thì cô xong đời luôn. Càng huống chi, cho dù có không phải bẫy, nếu cô mà bắn, lại còn bắn tầng lớp lãnh đạo, lỡ như bọn họ truy cứu trách nhiệm cho cô thì cũng khó bảo vệ bản thân mình. Mau bắn đi, có người hét lên, tay Bùi Khánh Vi run rẩy, hướng súng về phía Lão Tứ đầy kháng cự, miệng lắp ba lắp bắp, không. Không được, tôi không thể giết người. Không được, bắn đi, bắn, mau bắn đi. Những tiếng thúc giục của đám người kia lọt vào tai, trong đầu cô là đủ mọi tính toán hơn thua đang không ngừng lắc qua lắc lại, chậm rãi trở thành những tiếng gầm rú nhức đầu. Cô chỉ là đang tự vệ, chúng tôi sẽ làm chứng cho cô. Cô cũng không muốn thấy người vô tội phải chết đúng không? Một giọng nói dịu dàng, ôn hòa vang lên trong những tiếng gào thét ồn ào, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, Tạ Mai Lan, bắn đi. Nháy mắt, mọi âm thanh trong đầu đều biến mất. Bằng, tiếng súng vang lên, hết thảy đều lắng xuống. Chỉ thấy Lão Tứ đang đè trên người báo hải như rắn không xương, mềm oặt rồi ngã xuống. Mọi người thấy thế mới rời khỏi chỗ trốn. Trên đất có hai cổ đông đang nằm không rõ sống chết và một đám tiền giấy bay loạn xạ trong lúc mọi người vội vàng trốn tránh. Cả căn phòng nhìn hỗn loạn vô cùng. Bọn vệ sĩ vội vàng đỡ hai cổ đông kia xuống lầu, mấy vị cổ đông khác cũng vội vàng ra lệnh cho người của mình phong tỏa tin tức. Hoàng Hạo Phong đi xuyên qua đám người đang bận rộn đi tới đi lui, tự đẩy xe lăn tới bên cạnh Bùi Khánh Vi, nhẹ giọng hỏi, cô không sao chứ? Thấy Bùi Khánh Vi ngồi dưới đất không nhúc nhích, anh ta vươn tay vỗ về đầu vai cô. Ai ngờ, Bùi Khánh Vi lại đột nhiên hét lên thất thanh, á! Cô Tạ, Hoàng Hạo Phong nhíu mày, giữ chặt hai tay cô, giọng nói cao thêm, Tạ Mai Lan. Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi. Nhưng Bùi Khánh Vi cứ như người mất hồn, hai tai không nghe thấy, miệng lẩm bẩm tự nói. Hoàng Hạo Phong quan sát dáng vẻ của cô, diễn trò ư, hay là phản ứng chân thật. Trong lúc nhất thời, anh ta khó mà chắc chắn được. Anh ta nhìn Bùi Khánh Vi đã đờ đẫn, hai tròng mắt trống rỗng, cuối cùng chẳng cần quan tâm thật giả thế nào, cõi lòng mềm nhũn, hai tay trượt qua đầu vai cô, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô, Tạ Mai Lan, đã không sao nữa rồi. Nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì, ngược lại, anh ta tới gần càng làm Bùi Khánh Vi có phản ứng kịch liệt hơn, tránh ra, tránh ra. Tôi giết người rồi, tôi giết người rồi. Tạ Mai Lan, Hoàng Hạo Phong muốn ôm cô vào lòng, nhưng không biết có phải do cô quá sợ hãi và kinh hoàng hay không mà cô giãy giụa rất mạnh, cả người vặn vẹo, hét ầm lên, máu. Nhiều máu quá, tôi giết người rồi, tôi sẽ chết, tôi phải đền mạng. Nói xong cô muốn đứng lên chạy trốn ra ngoài. Hoàng Hạo Phong nhanh tay kéo cô vào lòng mình, thấp giọng thì thầm bên tai cô, không đâu, cô không giết ông ta, cô sẽ không chết, có tôi ở đây thì sao cô chết được chứ? Tôi không giết ông ta ư? Nghe được câu nói sau kia, rốt cuộc Bùi Khánh Vi cũng bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu lên hỏi một cách không chắc chắn. Đúng thế, cô không giết ông ấy, cô chỉ bắn vào ngực ông ấy thôi, không phải vào tim, ông ấy cũng chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao hết. Hoàng Hạo Phong tiếp tục an ủi, bị thương ngoài da, đúng thế sao? Vì quá hoảng sợ nên ánh mắt đầy tội nghiệp của cô làm người ta phải thương xót, Hoàng Hạo Phong giam cô vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về, đúng thế, tin tôi đi. Có tôi ở đây, sẽ không sao cả.
Trong văn phòng rối ren, hai người bọn họ cứ ôm nhau như thế. Nhị thiếu, không bao lâu sau, Báo Hải đi tới, cúi đầu gọi một tiếng. Hoàng Hạo Phong ngẩng đầu liếc nhìn anh ta, ánh mắt hai người giao nhau, Báo Hải khẽ gật đầu một cái. Sau đó, Hoàng Hạo Phong cúi đầu nói khẽ với người ở trong lòng mình, được rồi, không sao nữa rồi, chúng ta về nhà được chứ. Cái đầu bù xù trong ngực anh ta khẽ gật, dáng vẻ vô lực càng giống như đang cọ mấy cái vào ngực anh ta. Nếu không phải đang ở trong tình cảnh như hiện tại, hẳn là Hoàng Hạo Phong sẽ rất vui vẻ với hành động này của cô. Anh ta cởi áo vest khoác lên người cho cô, sau đó xoay người ôm ngang cô lên đùi mình, dùng áo vest ôm trọn lấy người Bùi Khánh Vi, chỉ để lộ ra một cái đầu tròn tròn ở bên ngoài. Báo Hải ở phía sau định đẩy xe rời đi, vài ông chú đang giúp đỡ xử lý công việc nhìn thấy liền vội vàng đi tới. Hạo Phong, để người phụ nữ này lại. Đúng thế Hạo Phong, cô ta phải ở lại đây. Giờ cô ấy cần nghỉ ngơi. Hoàng Hạo Phong còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Khánh Vi ở trong lòng mình, còn đưa tay gạt lọn tóc đang rũ xuống bên tai cô lên. Lão nhị đứng ở trên cùng bình tĩnh nói, Hạo Phong, cháu đừng xử trí theo cảm tính nữa, phụ nữ không thiếu, nhưng công ty chỉ có một. Lỡ như cô ta tiết lộ tin tức này ra ngoài, nhìn đi, cô biết ngay là sẽ thế mà. Bùi Khánh Vi giúp trong lòng Hoàng Hạo Phong, nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo không ai biết. Lúc đầu thì gào thét bắt cô bắn, bắn xong rồi thì lại muốn giải quyết cả cô luôn. Trở mặt vô tình, qua cầu rút ván. Tám chữ này đã được bọn họ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. May mà lúc đó cô không bắn chết gã đàn ông kia, cũng may là cô nhanh trí, nếu không giờ cô cũng toi mạng rồi. Sao còn có thể nhờ Hoàng Hạo Phong hộ tống được nữa chứ? Nước cờ này, may mà không đi nhầm. Cháu nói, cô ấy cần nghỉ ngơi. Hoàng Hạo Phong vẫn thản nhiên như cũ, nhưng trong lời nói mang theo ý từ chối không được phản bác. Đám người kia nhìn phản ứng của anh ta thì hơi kinh ngạc. Vừa rồi lão tứ làm quá đáng như thế mà còn không làm Hoàng Hạo Phong mảy may tức giận, ấy thế mà giờ họ chỉ muốn anh ta buông tha một người phụ nữ mà anh ta lại có phản ứng lớn như vậy. Hạo Phong, lúc này, rốt cuộc Hoàng Hạo Phong cũng ngẩng đầu lên, nhìn một vòng quanh nhóm cha chú của mình, sao rồi, chẳng lẽ giờ lời cháu nói không có tác dụng gì nữa hay sao? Có phải các chú muốn bắt đầu lại từ đầu không? Hay là giữa các con của cha cháu, các chú chỉ thừa nhận một người thôi? Câu cuối cùng làm những người xung quanh đều biến sắc. Chẳng lẽ nó đang muốn tính sổ hay sao? Đều tại lão tứ kia gây họa, hại bọn họ phải cùng chịu tội theo. Những năm gần đây Hoàng Hạo Phong cung kính với bọn họ, hầu như các việc lớn đều luôn xin phép. Nếu để cho tên Hoàng Hạo Minh đến em trai mình cũng dám giết kia ngồi lên trên, không chừng bọn họ sẽ đều bị tước hết quyền lực mất. Hạo Phong, chú hy vọng cháu thật sự có thể khiến cô ta câm miệng. Sau khi suy tư một hồi, bọn họ vẫn phải nói lời nhân nhượng. Báo Hải đẩy xe giúp Hoàng Hạo Phong ra ngoài. Dọc đường đi, Bùi Khánh Vi đều rúc đầu vào ngực anh ta như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng, không nói bất kỳ câu nào. Cho đến tận khi đưa Bùi Khánh Vi về tới nhà trọ của cô rồi, tận mắt thấy cô uống thuốc an thần, hơn nữa còn đi ngủ, Hoàng Hạo Phong mới đắp chăn giúp cô, dịu dàng nói khẽ, uống thuốc rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, tất cả mọi chuyện đều có tôi, không sao cả, đừng sợ. Bùi Khánh Vi hàm hồ nói một câu, cảm ơn ngài Hoàng. Mấy người các cậu ở lại đây, phải bảo vệ suốt 24 giờ không rời đi. Hoàng Hạo Phong ra lệnh cho mấy người ở ngoài cửa. Vâng, nhưng Bùi Khánh Vi đang nằm trên giường nghe thấy thế thì kinh hãi, không? Không phải chứ, bọn họ ở chỗ tôi ư? Hoàng Hạo Phong gật đầu, đúng thế, giờ cảm xúc của cô không ổn định. Cô vội vàng xua tay, không? Không sao đâu, tôi uống thuốc xong thấy đỡ hơn nhiều rồi. Hoàng Hạo Phong bị cắt ngang lời lại tiếp tục nói, còn nữa, tôi sợ các chú của tôi sẽ đi tìm và ra tay với cô, để những người này ở lại bảo vệ cô cũng là vì lo cho sự an toàn của cô thôi. Nhưng mà, hiển nhiên là Bùi Khánh Vi vẫn còn muốn nói gì đó, Hoàng Hạo Phong lại nửa cười nửa không ngắt lời cô, hay là, cô muốn về nhà với tôi hả? Hả, tôi không yên tâm để cô ở một mình, cho nên hoặc cô để họ bảo vệ cô, hoặc là tôi bảo vệ cô. Hoàng Hạo Phong chỉ chừa lại hai con đường bắt Bùi Khánh Vi phải lựa chọn. Bùi Khánh Vi ngẫm nghĩ liền cảm thấy mình không ở trong tầm mắt của Hoàng Hạo Phong vẫn tốt hơn. Tôi cảm thấy mình không nên làm phiền ngài. Cô dừng một chút, nhớ lại cuộc nói chuyện trước thang máy lúc này, lại đổi cách xưng hô, Hoàng nhị thiếu. Hoàng Hạo Phong mỉm cười, vẫn nên gọi là ngài Hoàng đi, dễ nghe hơn. Vâng, ngài Hoàng. Bùi Khánh Vi nằm trên giường. Bởi vì thuốc bắt đầu có tác dụng nên sau khi cô nỉ non một câu liền cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Một tuần sau đó, Bùi Khánh Vi lại bị giam lỏng, nhưng lúc này tâm tình của cô không thoải mái được như lần trước nữa. Vất vả lắm cô mới làm mình trở thành tâm phúc của Tào Tuyết Nhi,
cũng vừa mới tiếp nhận sổ sách chưa được bao lâu, nếu cứ thế bỏ ngang, sao cô có thể cam tâm được chứ? Cô nhìn người đứng ở ngoài cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền chán. Đợi thêm 4, 5 ngày, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa, sáng sớm sau khi làm vệ sinh xong cô đi ra phía cửa. Kỳ quái là, những người này lại không ngăn cản cô nữa. Nhưng sau khi cô ra khỏi tiểu khu thì phát hiện ra, bọn họ đã thay một cách bảo vệ mới, đó là đi theo. Dù cô có đi tới đâu thì mười mấy người này cũng đi tới đó, làm cho mọi người trong tiểu khu đều đưa mắt nhìn theo. Bùi Khánh Vi đau đầu nói với đám người kia, tôi đi làm, không phải các anh cũng định đi theo đấy chứ. Vệ sĩ đứng hàng đầu tiên cung kính đáp, Hoàng Nhị Thiếu đã ra lệnh cho chúng tôi phải bảo vệ cô 24/24 giờ. Những lời này cô đã nghe suốt mấy hôm nay rồi. Bùi Khánh Vi tỏ vẻ cạn lời. Cô chỉ đành phải dẫn theo đám người đó chậm rãi tiến vào trong công ty. Xét thấy trong công ty có các tài liệu cơ mật nên không được phép đi vào, đám người kia đành lùi một bước để tiến hai bước, đứng canh ngoài hành lang như thần canh cửa. Đám nhân viên tới muộn thấy một đám đàn ông đứng canh gác nghiêm túc trên hành lang thì còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì, tới bàn làm việc của mình nhưng cũng không bắt tay vào làm ngay mà chụm đầu bàn tán xôn xao. Có chuyện gì thế? Tào Tuyết Nhi đi từ trong văn phòng của mình ra, vô tình nhìn thấy đám vệ sĩ ở cửa thì hỏi. Bùi Khánh Vi cười khổ, xảy ra chút chuyện, sau đó ngài Hoàng sợ tôi xảy ra chuyện nên tìm người bảo vệ tôi. Tào Tuyết Nhi kinh ngạc trợn mắt, trêu chọc, ôi trời ơi, đúng là Hoàng Nhị Thiếu đã đặt cô lên đầu quả tim rồi, khí thế này của cô nhìn còn hoành tráng hơn cả Mao Tổng nữa đấy. Ha ha, Bùi Khánh Vi cười khan mấy tiếng coi như đáp lại. Được rồi, mau hoàn thành việc mấy hôm trước tôi giao cho cô đi. Văn phòng mới của cô ở ngay bên cạnh phòng tôi, mọi sổ sách đều đã được chuyển vào trong két sắt của cô rồi. Tào Tuyết Nhi thừa dịp người khác không chú ý tới, âm thầm nói với Bùi Khánh Vi. Bùi Khánh Vi vừa nghe thấy hai chữ sổ sách thì lập tức tỉnh táo lại, nghiêm túc đáp, tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý luôn đây. Sau đó, cô vội vàng đi vào văn phòng của mình. Không thể không nói, Tào Tuyết Nhi rất tâm lý với cấp dưới của mình, không nói đến chuyện đồ dùng làm việc được chuẩn bị đầy đủ, mà dưới cửa sổ còn đặt một chiếc ghế mềm để nằm nghỉ ngơi. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, đúng là một chỗ nghỉ trưa thật tốt. Việc đầu tiên cô làm là lôi toàn bộ sổ sách trong két ra, cẩn thận mở ra xem. May mắn kiếp trước cô đã sắm vai đủ mọi kiểu người trong xã hội nên cũng đọc được những mục lục số liệu trong những sổ sách này. Thế nên với cô, việc này cũng không được coi là quá sức. Đúng lúc cô đang đắm chìm trong danh mục cho vay và kế toán thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bùi Khánh Vi vừa ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng Hạo Phong đang đứng phía sau cửa kính mờ. Cô vội vàng mở cửa, còn chưa nói gì, Hoàng Hạo Phong đã hơi tỏ ý trách móc. Chẳng phải tôi đã dặn cô ở nhà nghỉ ngơi ít ngày hay sao, sao lại đi làm rồi? Công việc nhiều vô kể, không thể nghỉ được nữa, hơn nữa tôi cũng có làm sao đâu chứ. Bùi Khánh Vi bối rối đứng ở cửa, khẽ giải thích. Ánh mắt Hoàng Hạo Phong liếc nhanh về phía đống sổ sách và tài liệu chất cao như núi ở trên mặt bàn, hơi dừng một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Vậy cô làm việc đi, đợi chút nữa xong việc, tôi đón cô về. Nói xong, anh ta trượt bánh xe lăn, định đi về phía văn phòng của Mao Tây Trạch. Không cần đâu, ngài Hoàng. Đáng tiếc, anh ta còn chưa kịp rời đi thì giọng của Bùi Khánh Vi đã vang lên ở phía sau. Tôi có thể tự đi về được. Giọng nói khe khẽ đó khiến cho xe lăn của anh ta phải dừng lại. Cô cảm thấy tốt nhất nên cắt đứt liên hệ với Hoàng Hạo Phong thì hơn. Ít nhất là phải làm cho anh ta không thể nào giam cầm mình được nữa. Hoàng Hạo Phong quay lại nhìn cô, nhíu mày, tình hình của cô bây giờ. Bùi Khánh Vi lập tức cắt ngang lời anh ta, cô túm góc áo của mình. Dường như đã nghĩ ngợi rất kỹ mới lấy được hết dũng khí nói ra, ngài Hoàng, tôi cảm thấy. Không có anh, à, ý của tôi là, bản thân tôi như thế này, hẳn là sẽ không đụng chạm vào ai đâu, cho nên tôi cảm thấy. Tôi là một người tốt, những vệ sĩ kia dùng để bảo vệ ngài Hoàng thì hay hơn. Một mình tôi vẫn ổn, lời của cô vô cùng hoảng loạn, nghe có vẻ hơi nhọc nhằn. Nhưng dường như Hoàng Hạo Phong lại nghe ra ý tứ sâu xa gì trong những lời cô nói. Cô gái nhỏ này lại có âm mưu gì nữa đây? Anh ta vòng xe lăn trở lại, vẻ mặt không thay đổi, khóe môi hơi nhếch lên, rốt cuộc là cô muốn nói gì? Cô cứ nói thẳng ra. Bùi Khánh Vi nhìn anh ta, cuối cùng nuốt nước bọt, lắp bắp nói, chúng ta. Tốt nhất đừng thế này. Ồ, thế này là thế nào? Độ cong của khóe miệng anh ta lớn hơn một chút. Thì là đưa ứng, bảo vệ, nấu cơm gì đó, dù sao tôi và ngài Hoàng cũng không có quan hệ gì cả. Bùi Khánh Vi gục đầu xuống, bàn tay túm chặt góc áo. Đáy mắt Hoàng Hạo Phong chớp động ý cười, anh ta trêu đùa, cho nên giờ cô đang đòi hỏi tôi danh phận đúng không?
Bùi Khánh Vi vừa nghe thấy anh ta hiểu lầm thì lập tức nói, không, không phải. Ý tôi là, sau này đừng gặp nhau nữa. Khoảnh khắc này, nụ cười của Hoàng Hạo Phong vụt tắt. Lại là lạt mềm buộc chặt ư? Anh ta nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chợt lạnh, Tạ Mai Lan, cô có biết, trò chơi này nếu mà chơi đến mức quá đáng thì sẽ không còn thú vị nữa không? Không hiểu sao khi Bùi Khánh Vi nghe thấy anh ta nói tới hai chữ trò chơi, cô thoáng có cảm giác giọng điệu và ánh mắt của anh ta không giống như lúc bình thường. Đầu óc cô đột nhiên nặng nề. Bùi Khánh Vi cố gắng bình tâm lại, thẳng thắn lắc đầu, không phải. Từ đầu tới cuối cô đều không có ý gì với Hoàng Hạo Phong, nên cũng sẽ không có kiểu như anh ta vừa nói. Sao người này lại tự mình đa tình thế chứ? Không khí trong phòng nhất thời chìm vào yên lặng. Một hồi lâu sau, Hoàng Hạo Phong lại nói, giọng điệu trầm thấp, tôi có thể biết lý do không? Bùi Khánh Vi lập tức nói ra những lời mà mình đã chuẩn bị sẵn. Tôi trở thành con tin bị thương nằm trên bàn giải phẫu, nhìn thấy anh rút súng giữa đường dọa dẫm đám lưu manh. Giờ lại bởi vì tôi bắn súng nên bị anh cho người bảo vệ 24/24 giờ. Những chuyện này không giống với cuộc sống suốt 17 năm qua của tôi. Tôi không thích những ngày như thế, rất không thích. Cô nhìn Hoàng Hạo Phong dường như không có phản ứng gì, tưởng anh ta sẽ nổi giận nên ra vẻ sợ hãi rụt cổ vào, xin lỗi anh, tôi chỉ muốn trở lại cuộc sống trước kia, tuy rằng bình thản nhưng không hề có lo lắng hay sợ hãi gì. Giả, là giả, cô đang đóng kịch thôi, cô đang nói dối. Trong đầu Hoàng Hạo Phong xuất hiện vô số lời tự nhắc nhở, nói rằng những gì cô đang nói với anh ta chỉ là đóng kịch, là nói dối. Anh ta cực kỳ rõ ràng, cô gái chân trần cầm thanh dao găm lạnh lùng sắc bén ở trong phòng chứa đồ ngày ấy, trong mắt cô tràn ngập sự sắc bén và sát ý. Nhưng mà những lời nhắc nhở ấy lại âm thầm sụp đổ một mảng khi nhìn thấy trong đáy mắt cô có một tầng hơi nước mỏng manh, lòng lành chậm rãi dâng lên. Từ lúc mới gặp cho tới bây giờ chỉ qua mấy tháng, anh ta đã cài đặt vô số vật cản, bẫy, thậm chí là nguy hiểm, nhưng chưa từng thấy hốc mắt cô ướt át như thế này bao giờ. Trong cơn hoảng hốt như một cái chớp mắt, Hoàng Hạo Phong như cảm nhận được trái tim mình co rút. Giống như cô thật sự chỉ là một thiếu nữ vô tội trong thế giới ồn ào, mạnh mẽ này, chỉ vì anh ta mà bị kéo vào hoàn cảnh tràn ngập khói thuốc súng và giết chóc. Ngày đó, tình cảnh ở trong phòng chứa đồ lúc đó giống như chỉ là một giấc mơ của anh ta mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người vẫn còn đang đối diện với nhau. Nhìn Bùi Khánh Vi, cổ họng Hoàng Hạo Phong cứng đờ, ánh mắt nặng nề, im lặng tới nửa ngày mới mở miệng nói, nếu đây là mong muốn của cô, tôi đồng ý với cô. Ánh mắt của người đối diện lập tức hơi sáng bừng lên, có thật không? Chỉ ba chữ này đã để lộ ra sự vui vẻ không thể che giấu được, nhưng sự khoái trá ấy lại làm cho trái tim Hoàng Hạo Phong lạnh lẽo thêm ba phần. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Bùi Khánh Vi không chớp, ra lệnh cho người ở phía sau lưng, Báo Hải, bảo mọi người rút đi. Nhưng các cổ đông, Báo Hải chần chừ hỏi một câu nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Hạo Phong, anh ta vội vàng nuốt vội những lời nói phía sau vào bụng, gật đầu, vâng. Hoàng Hạo Phong lại cười với Bùi Khánh Vi, cô yên tâm đi, sẽ không có ai tới quấy rầy cô nữa đâu. Sau khi nói xong, anh ta điều khiển xe lăn đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy sau lưng vang lên một câu, cảm ơn. Hai tiếng ấy như gõ mạnh vào lòng anh ta, làm cho tay anh ta hơi dừng lại một chút. Tôi hẳn nên nói lời xin lỗi cô, kéo một người vô tội như cô vào trận phân tranh này. Bây giờ, tôi trả lại sự bình yên cho cô. Sau đó, Hoàng Hạo Phong cũng không quay đầu nữa, để Báo Hải đẩy mình vào trong văn phòng của Mao Tây Trạch. Cánh cửa văn phòng chậm rãi đóng lại, Bùi Khánh Vi nín thở hồi lâu mới chậm rãi thở phào một hơi. Rốt cuộc cũng xong một việc. Có điều, câu cuối cùng Hoàng Hạo Phong nói trước kia rời đi, không hiểu sao lại làm cõi lòng cô hơi run rẩy. Có phải cô diễn kịch quá nhập tâm nên xuất hiện di chứng không nhỉ? Bùi Khánh Vi bình tâm lại rồi tiếp tục ngồi xuống xem sổ sách. Nhưng sự im lặng kéo dài không được bao lâu thì chợt nghe thấy trong phòng Mao Tây Trạch truyền ra tiếng rầm thật lớn. Bởi vì văn phòng của Mao Tây Trạch ở trung tâm, cách khu vực làm việc của nhân viên bình thường một hành lang dài, mà phòng làm việc của thư ký chính vì lý do công việc nên rất gần văn phòng của Mao Tây Trạch, nếu bên trong có âm thanh gì lớn thì có thể mơ hồ nghe được một chút. Vốn dĩ Bùi Khánh Vi chỉ là nhân viên bình thường, nhưng hôm nay lại chuyển sang khu vực này nên mới có thể nghe thấy tiếng quát lớn ở trong văn phòng của Mao Tây Trạch. Tôi không đồng ý, lúc trước đâu có nói là 45%, giờ cậu lại muốn đè thấp xuống sao? Những cái này đều do các anh em dùng mạng để đổi lấy đấy. Câu sau đã cố ý bị đè thấp rồi nhưng vẫn bị Bùi Khánh Vi nghe thấy không sót chữ nào. Rất nhanh, cửa bị mở ra. Hoàng Hạo Phong được Báo Hải đẩy đi về phía thang máy, thậm chí lúc đi ngang qua văn phòng của Bùi Khánh Vi còn chẳng nhìn vào lấy một cái. Giống như chính anh ta đã nói, trả lại cho cô sự yên bình, không gặp lại nữa.
Tào Tuyết Nhi cũng theo đó đi vào văn phòng của cô, hỏi, đã xem hết sổ sách chưa? Rồi, tôi đã xem hết, cũng đã nhập hết số liệu vào bất động sản Mạc Hưng rồi. Bùi Khánh Vi nghiêm túc đưa toàn bộ sổ sách qua. Tào Tuyết Nhi thấy cô không hề tò mò về động tĩnh vừa mới xảy ra thì có thêm mấy phần thầm khen ngợi. Không tò mò, không nóng nảy, an phận làm đúng phận sự của mình, là một người kế nhiệm tốt. Thực ra, sao Bùi Khánh Vi có thể không tò mò, không nóng nảy chứ? Chỉ là cô đã nghe hết những lời nói bên trong đó rồi, cũng nắm được đại khái nội dung rồi còn đâu. Hẳn là Hoàng Hạo Phong đã đẻ thấp giá làm cho Mao Tây Trạch tức giận. Xem ra, vụ làm ăn bị trì hoãn lại một lần nữa được khởi động lại rồi. Bùi Khánh Vi thầm tính toán trong lòng, cảm thấy chỉ cần chỗ lại Ngọc Lam có tin tức là bản thân có thể lập tức ra tay rồi. Giữa trưa, Bùi Khánh Vi bỏ sổ sách vào trong két bảo hiểm, khóa két lại rồi mới đi xuống nhà ăn ở tầng dưới. Cô vừa mới vào nhà ăn ở tầng 10 đã nghe thấy ở trong có âm thanh ồn ào. Dù sao đã bận bịu suốt cả buổi sáng, chỉ có lúc ăn cơm mới có thể nói chuyện thoải mái mà thôi. Bùi Khánh Vi tới nơi lấy cơm, lựa chọn mấy món, sau đó bưng khay cơm đi tìm một chỗ trống. Đũa của cô đây, đột nhiên, có một người xa lạ xuất hiện ở bên cạnh cô, trong tay còn cầm một đôi đũa. Bùi Khánh Vi bình thản nhìn anh ta, sau đó rút một đôi đũa từ trong ống đũa ra, cười, tôi đã có rồi, cảm ơn. Người nọ gật đầu, xoay người rời đi. Bùi Khánh Vi tự tìm chỗ ngồi xuống ăn cơm. Người ngoài nhìn vào thì thấy đây chỉ là một bản nhạc đệm nho nhỏ mà thôi, thậm chí còn không được coi là nhạc đệm, căn bản chẳng đáng để lưu tâm. Lại qua một tuần nữa, cảnh tượng vẫn như thế, vẫn là lời nói ấy nhưng kết quả lại khác. Đũa của cô đây, một đôi đũa được một phụ bếp đưa ra, Bùi Khánh Vi nhìn người đó, gật đầu nhận lấy, cảm ơn. Sau đó tránh ra, hai người không nói với nhau quá 10 chữ, nhưng hai lần hành động giống nhau này lại chứng tỏ một lần từ chối, một lần tiếp nhận tín hiệu của người chuyên tin. Đây là thống nhất của cô và lại Ngọc Lam, bởi vì cô từng bị mất điện thoại nên cô không dám tin tưởng dùng nữa, luôn để điện thoại lại ở trong căn phòng chưa bao giờ dùng tới là phòng ngủ. Cô dứt khoát đổi thành ám hiệu liên lạc, tuy rằng cách thức có hơi cũ nhưng còn tốt chán so với việc bị nghe lén. Mà sở dĩ lần trước cô từ chối là vì cô vừa mới kết thúc xong với Hoàng Hạo Phong. Tuy rằng đúng là Hoàng Hạo Phong đã dẫn người đi, nhưng con người đó luôn rất gian xảo, còn đồng ý với cô quá mức quyết đoán nên trong lòng cô vẫn rất lo lắng. Cho nên cô vẫn nín nhịn không hành động, đợi ước chừng một tuần sau mới chấp nhận tín hiệu. Trạng vạng 6 giờ tối, tan tầm, các nhân viên văn phòng đều rời khỏi tòa nhà, Bùi Khánh Vi cũng hòa vào dòng người đi về phía xe điện ngầm. Sau khi đổi xe mấy lần, gần như đã đi dạo hết thành phố An Tây rồi, cô mới nhanh chóng nhảy lên một chiếc taxi, đi tới địa điểm hẹn gặp được chỉ định. Vào phòng chờ, Lại Ngọc Lam đã tới và đang chờ sẵn. Anh ta ngẩng đầu, nhìn thấy cô mặc đồ công sở, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu xám bạc thì hỏi, sao thế, có người theo dõi cô à? Bùi Khánh Vi đi tới bên cạnh anh ta, rót nước uống một ngụm. Đi tới được đây, cô vừa mệt lại vừa khát. Giờ tan tầm, người trong xe điện ngầm nhiều tới mức người có thể dán chặt được vào cửa xe bằng kính, cô lại đi mấy chặng liền, quả thực mệt muốn chết. Còn mệt gấp mấy lần huấn luyện ấy chứ? Có chuyện gì vậy? Lại Ngọc Lam thấy cô chỉ ừ hử một tiếng rồi không nói gì nữa thì nhíu mày, giọng lạnh đi mấy phần, đừng có ậm ả ậm ừ với tôi nữa. Bùi Khánh Vi đặt cốc nước xuống, nhìn về phía anh ta, anh nhận được tin tức chưa? Có hai cổ đông trong công ty của Hoàng Hạo Phong bị thương. Lại Ngọc Lam không theo kịp suy nghĩ của cô, lắc đầu theo bản năng, tạm thời chưa nhận được, nhưng mà sao cô biết? Bùi Khánh Vi nghịch cái cốc trên tay, đáp, một người là do người trong nhà họ bắn, còn một người là do tôi bắn. Hai chữ cuối cùng kia y như giọt nước bắn lên chảo dầu sôi, khiến cho tâm thần Lại Ngọc Lam chấn động. Cô nói cái gì? Bùi Khánh Vi thấy anh ta như thế liền giải thích thêm, tôi không giết ông ta. Lúc đó Hoàng Hạo Phong ở bên cạnh yêu cầu tôi bắn chết ông ta, tôi không muốn rước phiền phức vào người nên chỉ bắn vào ngực, cấp cứu rồi là không có vấn đề gì nữa. Người này quả thực chẳng hợp nói đùa chút nào cả. Sau khi Lại Ngọc Lam nghe cô nói vậy mới yên tâm, lại hỏi, sao anh ta lại yêu cầu cô bắn chết người kia? Bùi Khánh Vi nhún vai vô vị, không biết, lúc đó bọn họ cãi nhau ở trong phòng họp, chắc là nội chiến, sau đó lúc đánh nhau không cẩn thận làm súng văng tới chỗ tôi ngồi. Là không cẩn thận hay là cố ý? Lại Ngọc Lam nhíu mày. Bùi Khánh Vi ngồi ở bên cạnh anh ta cũng nghiêm mặt suy nghĩ, những cái đó tôi không biết, nhìn thì thấy giống như là bất cẩn mà thành thôi, nhưng cuối cùng tôi lại cảm thấy có vấn đề. Ngày đó, Hoàng Hạo Phong yêu cầu cô tự mình đưa cơm tới, nhưng sau đó, trong phòng họp cãi nhau thế nào cô đều nghe thấy hết, quả thực là có một người bị thương. Trong chuyện này khó mà tra ra thật giả được.
Đây cũng là lý do mà lần trước cô cắt đứt liên quan với Hoàng Hạo Phong. Người đàn ông kia luôn có thể chụp mũ lên đầu đối phương bất kỳ lúc nào, thật sự rất khó phòng bị. Giờ Tào Tuyết Nhi đã coi tôi như tâm phúc, cho nên vì vấn đề an toàn, tôi nghĩ nên sớm khai thác tin tức về công ty này, sau đó lập tức ra tay. Lại Ngọc Lam im lặng một lúc lâu mới đáp, chúng tôi phát hiện ra bất động sản Trúc Mậu chỉ là một cái vỏ rỗng, nguồn tài chính của công ty này quả thực có vấn đề. Nói vô nghĩa, Bùi Khánh Vi liếc mắt khinh bỉ. Từ lúc cô phát hiện ra công ty Trúc Mậu bị Mao Tây Trạch giấu đi thì đã biết là nguồn tài chính có vấn đề rồi. Cô nóng nảy thúc giục, còn gì nữa? Chỉ tra được tới tháng trước, bọn họ đã chuyển ra một lượng tiền lớn, nhưng còn chưa tra ra được nơi nhận tiền, cũng không tra ra được nội dung bọn họ chuyển tiền. Ánh mắt Bùi Khánh Vi trầm xuống, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc, hẳn là bọn họ đang buôn lậu vũ khí. Cô có chắc không? Lại Ngọc Lam quay đầu nhìn cô chăm chú. Anh ta cũng từng nghĩ tới giả thiết này, nhưng không dám khẳng định như cô. Bọn họ có tổ chức ám sát, ngoài buôn lậu vũ khí ra thì không còn mục đích nào khác được. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn tìm mọi cách để che giấu nó, tôi cảm thấy trong đó chắc chắn chính là giao dịch tài chính và các danh sách liên quan tới tổ chức ám sát đó. Lại Ngọc Lam nghe cô phân tích cặn kẽ như thế, nói hết những gì anh ta đang nghĩ trong đầu ra thì trong đáy mắt xuất hiện một chút cảm xúc khiến người ta không hiểu được. Cô tính làm thế nào? Bùi Khánh Vi thu lại vẻ nghiêm nghị trên mặt, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên tự đắc nói, trộm thôi, chứ còn làm thế nào nữa? Trộm ư? Nếu có thể xâm nhập vào văn phòng của Mao Tây Trạch thì bọn họ cần gì phải mất nhiều thời gian để tìm một người mới làm nhiệm vụ thế chứ? Mao Tây Trạch có thể lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm là người không thể khinh thường được. Anh ta lắc đầu nói, không được, văn phòng của Mao Tây Trạch được theo dõi rất nghiêm ngặt vào buổi tối. Nghe nói ở dưới sàn có gắn thiết bị đo đạc trọng lượng, cứ tối đến sẽ được khởi động toàn bộ, chỉ cần sàn nhà bị trọng lượng đè lên là sẽ phát động báo động ngay, nếu không phá giải được thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Đây là câu nói dài nhất của Lại Ngọc Lam mà Bùi Khánh Vi được nghe từ lúc quen anh ta tới giờ. Có thể khiến anh ta phải nói nhiều như thế, đủ để thấy văn phòng của Mao Tây Trạch vào buổi tối đáng sợ tới mức nào. Ai bảo anh là tôi sẽ tới trộm vào buổi tối chứ? Mục đích mà các anh để tôi lẻn vào công ty chẳng phải là để tôi có thể tùy tiện ra vào hay sao? Cô chậm rãi nở một nụ cười gian xảo, có điều trước đó, tôi cần mượn anh vài thứ. Chị Tuyết Nhi, các mục của bất động sản Mạc Hưng đã được xử lý sạch sẽ, không có vấn đề gì nữa. Chị mau thử kiểm tra xem, nếu không có vấn đề gì nữa thì tôi sẽ cho nhập vào kho. Giữa trưa ngày hôm sau của hôm sau, Bùi Khánh Vi mang ba bản sổ sách đi tới trước mặt Tào Tuyết Nhi. Tào Tuyết Nhi thả tài liệu trong tay ra, nhận sổ sách từ tay cô và xem xét cẩn thận. Chồng tài liệu dày cộp đã che chắn toàn bộ tầm mắt cô ta, căn bản không hề nhìn thấy móng tay của Bùi Khánh Vi lơ đãng chạm vào nước ở trong cốc. Nước gợn lên một chút vàn nước, sau đó lại tĩnh lặng trở lại. Ừ, không có vấn đề gì. Tào Tuyết Nhi xem xong liền đưa lại cho cô, sau đó cầm cốc trên bàn lên uống nước. Bùi Khánh Vi khẽ nhếch môi một cái, vốn còn tưởng phải chờ một chút thời gian, không ngờ cô ta lại là người nhanh khát nước như vậy. Vâng, vậy tôi đi nhập vào kho đây. Quả nhiên, không bao lâu sau, Tào Tuyết Nhi khẽ cau mày, tay chống lên đầu, vẻ mặt đau đớn. Bùi Khánh Vi quan tâm hỏi han, sao thế ạ? Có phải chị lại thấy khó chịu rồi không? Không sao, chỉ là thấy hơi đau đầu thôi. Tào Tuyết Nhi cũng không hiểu nổi tại sao tự nhiên đầu lại đau thế này. Rõ ràng là cô ta đã uống thuốc sau khi ăn xong rồi mà. Hay là chị đi nghỉ ngơi đi, những việc này để tôi làm là được. Tào Tuyết Nhi nghe Bùi Khánh Vi đề nghị như thế, lại cảm thấy đau đầu không chịu nổi, liền cau mày nói, thế cũng được, vậy công việc nhờ vào cô cả nhé. Khách sáo gì chứ, chị mau vào phòng trong nghỉ ngơi đi. Bùi Khánh Vi dìu cô ta đi vào trong phòng nghỉ. Chờ đến lúc đi ra, vẻ quan tâm trên mặt cô đã biến mất. Thuốc này có tác dụng nhanh, mất tác dụng cũng nhanh. Cô phải tranh thủ thời gian mới được. Cô tính toán thời gian thuốc có tác dụng, sau đó đeo găng tay vào, lấy từ trong túi sách của Tào Tuyết Nhi ra chìa khóa điện tử, sau đó dùng con chip sao chép cao cấp mà mình mượn từ chỗ Lại Ngọc Lam để sao chép lại toàn bộ bộ nhớ của chìa khóa điện tử kia. Thời gian tích tắc trôi đi. Ở phòng trong dường như có một chút động tĩnh. Bùi Khánh Vi tăng tốc, vất vả lắm mới chờ đến lúc sao chép hoàn thành 100%. Ngay sau đó, cô thả chìa khóa vào lại trong túi, hơn nữa cũng đổ cốc nước kia đi, lại rót một cốc nước khác đặt lên bàn. Sắp xếp xong toàn bộ, cô mới ngồi trở lại vị trí của mình xử lý nốt các việc còn lại. Ánh mặt trời dần ngả về Tây, bầu trời ở thành phố An Tây vào cuối thu tối rất nhanh. Đèn đường vừa lên, Bùi Khánh Vi cũng làm xong toàn bộ công việc, sau đó một mình rời khỏi tòa nhà văn phòng.
cô đứng ở một cửa hàng ăn nhanh đông khách ngay bên dưới tòa nhà xử lý bữa tối. Sau đó, cô đi xuyên qua đám người, tiến vào trong toilet, nhanh chóng thay đổi hóa trang, sau khi mặc một cái áo khoác của nam lên người thì âm thầm ra ngoài từ cửa sau. Trong con ngõ nhỏ sâu hun hút chỉ có tiếng bước chân vội vã của cô, cuối cùng cô đứng ở trước một cửa hàng quen thuộc. Cốc cốc cốc, rất nhanh, từ đằng sau cánh cửa có tiếng của người đàn ông trung niên kèm theo tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Ai thế hả, nửa đêm nửa hôm không cho người ta ngủ à? Đúng là đáng. Cửa vừa mở ra, lão tam tử thấy người trước mắt, từ ghét còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã lập tức đóng sầm cửa lại. Bùi Khánh Vi nhanh tay đè lại cánh cửa, nửa cười nửa không nói, nào có đạo lý không cho khách vào cửa chứ. Sau đó, cô dùng sức một cái, đẩy thẳng cánh cửa ra. Lão tam tử thấy cô thì khóc không ra nước mắt, đại ca à, sao cậu lại cứ như âm hồn không tan vây hà? Ai bảo ông buôn bán tốt quá làm gì, cho nên mới nhiều khách quen. Bùi Khánh Vi nhìn xung quanh, tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống. Đại ca à, tôi xin cậu đấy có được không hả? Cậu hãy tha cho tôi đi mà. Tôi trên còn có mẹ già 80, dưới có con nhỏ 3 tuổi. Lão tam tử còn chưa nói xong đã bị Bùi Khánh Vi đá một cái, thuận thế móc từ trong túi ra một vật gì đó. Đừng nói nhảm nữa, mau giúp tôi làm cái này. Lão tam tử không quan tâm tới cái mông vừa ăn đau, vội vàng tiếp lấy thứ mà vị tổ tông kia vừa ném ra, lỡ như để nó rơi hỏng thì người xui xẻo lại là ông ta mà thôi. Ông ta tỏ vẻ khổ sở nhìn cô, tôi chỉ bán đồ, không biết chế tạo đồ gì cả. Vậy ông còn cần tay làm gì, chặt đứt đi. Dù sao dao găm ông bán cho tôi cũng sắc lắm, nào nào nào. Bùi Khánh Vi nhíu mày, cười lạnh, sau đó rút dao găm bên hông ra, đi về phía ông ta. Ánh sáng lóa mắt của lưỡi dao sắc lạnh hắt lên làm cho lão tam tử sợ tới mức không ngừng xin tha, đừng mà đừng mà. Ông nội ơi, tôi làm mà ông nội, tôi làm mà. Tổ tông này là một kẻ dám nói dám làm, ông ta vẫn còn nhớ như in cái cảnh con dao cắm ở trên mặt bàn lần trước. Mau làm đi, Bùi Khánh Vi cau mày thúc giục. Lão tam tử chỉ đành than thở phận mình đen đủi đụng phải một vị khách thế này, xòe tay ra nhìn, vừa thấy thì ông ta đã buồn bực đến mức nội thương luôn. Đại ca à, thứ đồ này là hàng cao cấp, làm sao lại tới cái cửa hàng nhỏ bé này của tôi mà làm chứ hà? Bùi Khánh Vi gác một chân lên ghế, nghịch ngợm con dao găm trong tay, lạnh lùng quét mắt nhìn ông ta, ông còn nói lời vô nghĩa nữa, tôi sẽ cắt ngón tay của ông, cắt lưỡi của ông xuống để trưng bày đấy, có tin không hà? Lão tam tử sợ tới mức khóe môi giật nhẹ, liên tục lùi về sau. Đợi giữ khoảng cách an toàn rồi, ông ta mới nhỏ giọng than thở một câu, đây nào phải là khách, rõ ràng là kẻ cướp mà. Vừa dứt lời đã nghe thấy Bùi Khánh Vi ngồi cách đó không xa nói một câu với giọng âm u, tôi nghe thấy rồi đấy. Nhất thời, lão tam tử sợ tới mức quán đít lên, vội vàng chạy vào trong văn phòng làm việc của mình. Lão tam tử làm suốt đêm, cuối cùng đến nửa đêm cũng mang sản phẩm đã hoàn thiện ra khỏi phòng. Sau mấy ngày chờ đợi, cuối cùng Bùi Khánh Vi cũng mang theo thẻ vào cửa mới làm tới văn phòng. Cả một buổi sáng, cô đều ở trong phòng làm việc để xử lý các công việc mà Tào Tuyết Nhi giao cho. Tới giờ nghỉ trưa, khi tất cả mọi người đã đi ăn trưa xong, sau đó che đầu chợp mắt trong phòng nghỉ, cả văn phòng rộng lớn bỗng chốc vắng tanh. Bùi Khánh Vi vẫn đang ngồi gõ bàn phím, thần sắc bình thản. Đinh, một tiếng, tiếng đóng cửa vang lên. Đáy mắt Bùi Khánh Vi cuối cùng cũng lộ ra một ý cười gian xảo. Mao Tây Trạch ra ngoài rồi. Mấy ngày nay cô sớm đã nắm rõ thói quen làm việc và nghỉ ngơi của mỗi người trong phòng làm việc. Cứ mỗi buổi trưa thứ tư, Mao Tây Trạch đều sẽ tranh thủ thời gian đi ăn với đối tác làm ăn và Tào Tuyết Nhi cũng sẽ đi cùng. Như vậy, cũng có nghĩa là bây giờ, cả tầng lầu công ty hoàn toàn vắng tanh không một bóng người. Cái mà cô chờ đợi chính là thời khắc này. Trước tiên, Bùi Khánh Vi bình tĩnh dùng điện thoại của mình kết nối với máy tính của công ty, sau đó nhập một loại lệnh, máy tính nhảy ra vài cửa sổ, sau khi kích chuột xác nhận, cô lại rút điện thoại ra. Trong lúc không để ý, chuỗi lệnh đó khiến màn hình máy tính của phòng bảo vệ hơi nháy, nhưng sự bất thường nho nhỏ này không ai phát hiện ra. Ra khỏi phòng làm việc của mình, nhìn đèn đỏ của camera mini ở hành lang tạm thời đã bị tắt, cô liền đeo găng tay rảo bước đi về phía phòng làm việc của Mao Tây Trạch, sau đó cắm thẻ điện tử vào cửa. Cạch, tiếng khóa cửa mở nhỏ xíu vang lên, Bùi Khánh Vi vội vàng nhanh như chớp lẻn vào trong phòng làm việc. Trong phòng vắng vẻ yên tĩnh không có một tiếng động nào, cô bước tới trước bàn làm việc của Mao Tây Trạch nhanh như cắt, mở máy tính của ông ta lên, mở tất cả các folder ra nhưng bên trong lại không có bất kỳ thông tin gì của bất động sản Trúc Mậu cả. Bùi Khánh Vi chau mày, sao lại không có nhỉ? Cô tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm một lần nữa, vẫn không thấy manh mối nào.
Lẽ nào trong máy tính của Mao Tây Trạch vốn dĩ không hề có thông tin gì của bất động sản Trúc Mậu? Nhưng sao lại thế được? Nếu không có, vậy tại sao ông ta phải bảo vệ phòng của mình kín kẽ tới như vậy? Khoan đã, trong đầu Bùi Khánh Vi xuất hiện một ý nghĩ. Cái máy tính này dễ bị mở ra như vậy, thậm chí còn không cài mật khẩu, vậy thì tìm kiếm kiểu thông thường chắc chắn là sẽ không thấy rồi. Bùi Khánh Vi lấy điện thoại của mình ra và liên kết với máy tính này, sau đó nhanh chóng gõ ra một hàng code phức tạp khó hiểu. Màn hình máy tính đột nhiên mất đi ánh sáng. Quả nhiên như vậy, rõ ràng đã cài đặt bom sương mù. Lại qua 10 giây nữa, màn hình một lần nữa sáng lại, màn hình máy tính lúc này hoàn toàn khác biệt với lúc nãy. Ngón tay Bùi Khánh Vi nhảy múa, một lần nữa gõ ra vài mã code phức tạp, một cửa sổ nhỏ lập tức nhảy ra, trên đó là bảng kê chi tiết theo năm của công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Trúc Mậu. Nhìn file tài liệu đó, Bùi Khánh Vi cong khóe miệng. Ngay sau đó cô sao chép lại toàn bộ tài liệu gốc. Dòng tiến độ nhảy từng chút một, 5%, 10%, 40%, 80%, 90%, 97%. Cuối cùng, lúc tới 99%, đột nhiên bên ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân cực kỳ nhỏ. Cùng với đó là giọng nói trách mắng tức giận của Mao Tây Trạch, cô làm sao vậy, giấy tờ quan trọng như vậy mà lại không mang theo. Hại tôi quay xe về. Xin lỗi ông chủ. Là lỗi của tôi, sau này nhất định tôi sẽ không phạm phải lỗi này nữa. Giọng nói sợ hãi lo lắng của Tào Tuyết Nhi cũng vang lên. Mặt Bùi Khánh Vi biến sắc. Không xong rồi, không ngờ Mao Tây Trạch lại về đúng lúc này. Cô nhìn dòng tiến độ trên máy tính, vẫn dừng ở 99%, lúc này trong đầu cô chỉ có một chữ, chạy. Nhưng chạy đi đâu bây giờ? Đây là phòng làm việc, tuy rộng nhưng không có nơi nào có thể trốn hết. Hơn nữa, phòng làm việc của Mao Tây Trạch ở tầng 16, cô mà nhảy xuống thì chỉ có đường chết. Tinh tinh, nhưng không thể ngờ tới, tiếng hoàn thành tiến độ sao chép đột nhiên vang lên vào đúng lúc này. Điều này làm cho Bùi Khánh Vi nảy sinh cảm giác không ổn mãnh liệt. Đáng chết, sao cô lại không nhớ thứ này có tiếng chứ? Trong phòng tôi có âm thanh. Mao Tây Trạch ở bên ngoài nhạy bén tóm được âm thanh nhỏ xíu đó, lập tức nhanh chân bước vào. Bùi Khánh Vi vội vàng nhìn xung quanh phòng một vòng, sau khi xác nhận không có cách nào để chạy thoát, cô đứng bất động ở đó, nín thở đứng hình nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, mỗi một bước như thể đang dẫm đạp lên tim cô vậy. Cô chậm rãi cầm con dao dọc giấy trên bàn lên, nhìn chằm chằm về phía cửa. Nếu đã không có cách nào để trốn, vậy thì chỉ có thể mở đường máu để chạy thôi. Chỉ cần Mao Tây Trạch xuất hiện ở cửa thì sẽ bị giết chết ngay lập tức. Gió nhẹ bên ngoài cửa sổ lướt vào, sát khí và sự lạnh lùng của Bùi Khánh Vi như thể ngưng tụ hết không khí trong phòng này vậy. Một bước, hai bước, ba bước. Bên ngoài trời nắng đẹp, dưới tòa nhà văn phòng dòng xe cộ ngược xuôi, nhưng trong phòng lại yên tĩnh tới mức khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Càng lúc cô càng nắm chặt con dao trong tay. Cuối cùng cạch một tiếng, âm thanh của khóa điện tử vang lên, khoảnh khắc đó giống như lời triệu hồi của thần chết sắp tới vậy. Trái tim Bùi Khánh Vi càng lúc càng trùng xuống. Có chuyện gì vậy? Đúng lúc chốt cửa bị ấn xuống để chuẩn bị mở ra, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc khác vang lên ở ngoài cửa. Là Hoàng Hạo Phong, sao anh ta cũng tới vậy? Lẽ nào là anh ta dụ hai người Mao Tây Trạch tới đây ư? Ở trong phòng, một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu Bùi Khánh Vi như phản ứng dây chuyền. Trong phòng tôi có âm thanh, Mao Tây Trạch đang nắm chốt cửa, thần sắc nghiêm trọng nhìn Hoàng Hạo Phong. Có âm thanh ư? Hoàng Hạo Phong hơi nhíu mày, trong ánh mắt chợt xẹt qua một tia khác thường nhưng ngay lập tức bình thản nói, có phải do ông quá cẩn thận nên nghe nhầm không? Mao Tây Trạch lắc đầu, không thể nào. Tôi vẫn chưa già tới mức nghe nhầm được. Chắc chắn ông ta đã nghe thấy âm thanh vang lên ở trong phòng. Nói rồi, muốn đẩy cửa bước vào. Tay Hoàng Hạo Phong bất giác nắm chặt lại, anh ta lập tức lên tiếng. Ngài robot bay từ nước ngoài tới đây là vì vụ làm ăn này, đã chờ ông mấy tiếng rồi đấy, Mao Tổng. Câu cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh, tay Mao Tây Trạch vừa muốn đẩy cửa liền ngưng lại. Ông ta nhìn cánh cửa này, sau khi suy nghĩ kỹ, lại nhìn Hoàng Hạo Phong ở hành lang, lạnh lùng nói, tôi kiểm tra tình tình trong phòng một lát, tôi không yên tâm. Nói rồi, ông ta đẩy mạnh cửa phòng ra. Ánh mắt Hoàng Hạo Phong căng thẳng, nhìn ông ta bước vào trong, không biết vì sao mà tim anh ta đập rất mạnh. Anh ta lập tức đẩy xe lăn đi vào theo, sau khi quan sát một chút trong ngoài cửa văn phòng rồi mới nói, xem ra Mao Tổng thật sự là làm việc quá mệt nên sinh ảo giác rồi. Mao Tây Trạch nắm chốt cửa, quan sát kỹ càng tình hình trong phòng một lượt. Thật sự không có ai. Trong văn phòng không có lấy dù một bóng ma nào. Không thể nào, rõ ràng tôi nghe thấy. Rõ ràng ông ta nghe thấy một số âm thanh, sao bây giờ lại mất đi được chứ?
quá kỳ lạ rồi. Nhìn Mao Tây Trạch vẫn còn đang ngây người, Hoàng Hạo Phong lạnh lùng nói, Mao Tổng, thành ý của tôi đều đã bày ra đây rồi, nếu ông vẫn nói như thế, tôi cũng không làm phiền nữa. Mao Tây Trạch vừa nhìn thấy anh ta đẩy xe lăn ra ngoài, lúc này mới bừng tỉnh lại, Hoàng Nhị Thiếu đừng tức giận, tôi cũng chỉ muốn xem có phải trong phòng làm việc của tôi có trộm không thôi, cậu đừng nghĩ quá nhiều. Vậy bây giờ có thể đi được chưa? Thần sắc Hoàng Hạo Phong bình thản, nhưng trong giọng nói rõ ràng là không vui. Được, được, Mao Tây Trạch vội vàng gật đầu, sau đó ra lệnh cho Tào Tuyết Nhi bên cạnh. Chuẩn bị giấy tờ cho tốt, hôm nay là ngày bọn họ đàm phán lại hợp tác giao dịch. Mấy ngày nay, vì sự xuất hiện của Hoàng Hạo Minh mà Mao Tây Trạch vốn đã dao động, sau khi biết được Hoàng Hạo Phong đã bắn chết một cổ đông xong thì cũng lập tức từ bỏ ý định. Trong tay ông ta có đồ, người tới đề nghị hợp tác cũng không thiếu, nhưng không phải Hoàng Hạo Phong thì không được. Ban đầu, nếu ông ta từ chối Hoàng Hạo Phong thì không sao, nhưng bây giờ đã có thỏa thuận với Hoàng Hạo Phong rồi. Kết quả chỉ vì sự xuất hiện của Hoàng Hạo Minh mà muốn nuốt lời, đó có khác nào đi ngược đạo nghĩa giang hồ chứ? Tới lúc đó, cho dù Hoàng Hạo Phong có làm chuyện gì thì cũng không ai nói được câu nào. Hơn thế nữa, Hoàng Hạo Phong còn là người thường xuyên đen ăn đen. Nhìn thì thấy như đang mỉm cười, nhưng chưa từng có một người nào biết được điểm yếu của anh ta, có thể nói là thâm sâu khó đoán. Bây giờ không dễ gì ba bên mới có thể tiếp tục giao dịch, sao ông ta có thể phá hỏng nó được chứ? Cạch, cửa đóng lại một lần nữa. Tiếng bước chân mỗi lúc một xa, cho tới khi hoàn toàn biến mất. Còn Bùi Khánh Vi vẫn luôn trốn dưới gầm bàn làm việc rộng lớn của Mao Tây Trạch kia. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, cô mới chậm rãi thở phào một hơi. Nguy hiểm thật, may là Mao Tây Trạch chỉ đứng ở ngoài cửa kiểm tra. Nếu thật sự bước vào, cô chỉ có thể giết chết Mao Tây Trạch trước, rồi giết Hoàng Hạo Phong sau. Có điều không ngờ tới, cuối cùng lại là Hoàng Hạo Phong vô tình cứu cô, thật sự không biết có phải là may mắn hay không nữa. Bùi Khánh Vi ngồi sụp dưới gầm bàn yên lặng chờ đợi thêm 2-3 phút, sau đó vội vàng trả lại tất cả các thứ trên bàn máy tính. Cô đang định bò ra khỏi gầm bàn làm việc của Mao Tây Trạch, thì không ngờ tới vào lúc này, tất cả các máy bắn tia hồng ngoại trong các góc của văn phòng đều đột nhiên được mở ra. Đáng chết, chắc chắn là Mao Tây Trạch không yên tâm nên mới mở ra rồi. Bùi Khánh Vi nhìn tia hồng ngoại xung quanh, không dám động đậy, sợ sẽ chạm vào hệ thống báo động. Trên người cô không có kính đêm hồng ngoại, trong bất lực chỉ có thể bỏ điện thoại của mình ra, tháo camera máy ảnh xuống, sau đó lắp ngược lại. Mở ứng dụng chụp ảnh, Bùi Khánh Vi có thể thông qua màn hình điện thoại quan sát được toàn bộ những tia hồng ngoại đang có trong phòng làm việc. Đây được coi là một cái kính có thể quan sát hồng ngoại đơn giản. Thật may là cô mang theo một cái điện thoại, chứ không phải dao găm, nếu không thì hoàn toàn hỏng bét rồi. Trong màn hình nhỏ, tia hồng ngoại được phân bố dày đặc, may là dưới bàn làm việc không bị can thiệp tới nên cô có thể dễ dàng chui từ dưới bàn làm việc ra ngoài. Nhưng cô lại không dám tùy tiện đi lại. Cô không hề quên bí mật dưới sàn nhà mà Lại Ngọc Lam từng nói lúc trước. Nhưng không đi, chẳng lẽ lại chờ Mao Tây Trạch đích thân tới bắt người sao? Không đi là chết, đi còn có một cơ hội sống. Kiếp trước cô cũng biết một chút về thiết bị dưới sàn nhà, tỷ lệ nặng không thể vượt quá 0,3%, nhưng đó là vận dụng trong phòng thực nghiệm cấp quốc gia và căn cứ quân sự, còn chỗ Mao Tây Trạch đây chắc là sẽ không có loại cao cấp như vậy. Theo tính toán của cô, chắc nhiều nhất cũng không thể vượt quá 3%. 3% trọng lượng ước chừng bằng thời gian một người tiếp đất trong khoảng 2 giây giữa hai giai đoạn rơi xuống rồi nhảy lên. Cô quan sát tình hình phân bố tia hồng ngoại trong phòng thông qua điện thoại một lát, tuy có dày hơn phòng thư ký một chút, nhưng đối với sát thủ đỉnh cao như cô mà nói thì cũng không coi là chuyện quá khó. Bùi Khánh Vi chỉnh lại quần áo, khẽ nhếch khóe miệng. Đã đến lúc cô biểu diễn rồi. Dựa vào tình hình phân bố tia hồng ngoại mà Bùi Khánh Vi ghi nhớ ở trong đầu, cô nhón chân lên, cơ thể bắn lên không trung, nhanh chóng nhảy qua nhảy lại như con thoi trong đám tia hồng ngoại, thỉnh thoảng thêm một cái lật người, hai tia màu đỏ quét qua đầu cô. Tay phải của cô nhờ vào khe hở duy nhất trên sàn nhà để tiếp đất một cách vững vàng. Nhưng chính vào thời khắc đó, cô lại lưu loát lộn người ra phía sau, tia hồng ngoại chỗ ngang lưng không dao động chút nào. Sau khi lộn người vài lần trong văn phòng vừa nhanh vừa quyết đoán, cuối cùng cô rơi xuống một khu vực thuộc phạm vi an toàn ở cửa ra vào. Cô giống như một con hồ ly xảo quyệt dùng thẻ điện tử mở cửa rồi lập tức chuồn ra ngoài. Bùi Khánh Vi trở về phòng làm việc của mình, vội vàng mở máy tính mở lại tất cả các máy quay trong phòng bảo vệ. Sau khi tất cả kết thúc, lúc này cô mới dựa vào ghế thở phào một cái thật sâu. Nghỉ ngơi một chốc, Bùi Khánh Vi lại pha cho mình một chén trà, ngồi trước bàn làm việc bắt đầu gõ bàn phím, bắt đầu vòng công việc tiếp theo. Không bao lâu sau, những nhân viên kết thúc nghỉ trưa cũng bắt đầu quay trở lại. Bên ngoài cửa sổ,
một chút ánh sáng mặt trời thông qua khe cửa chớp rọi vào trong, tất cả vẫn như cũ. Sau một tiếng đồng hồ, Tào Tuyết Nhi theo Mao Tây Trạch trở về, còn chưa về phòng làm việc của mình nghỉ ngơi đã tới phòng làm việc của Bùi Khánh Vi. Cô tới phòng bảo vệ một chuyến giúp tôi. Sao vậy? Bùi Khánh Vi dừng việc lại, khó hiểu hỏi. Mao Tổng muốn xem camera trong một giờ vừa qua, cô đi lấy về đây, mau lên. Tào Tuyết Nhi thúc giục mấy câu xong, liền vội vàng đi vào phòng làm việc của Mao Tây Trạch. Bùi Khánh Vi nhìn cánh cửa đó một cái, sau đó đi tới phòng bảo vệ dưới tầng. Sau khi cô nói tình hình với bảo vệ lập tức trích xuất tất cả các camera trong một giờ nghỉ trưa đó ra. Bùi Khánh Vi mang theo USB đi thẳng vào phòng làm việc của Mao Tây Trạch. Sau khi Mao Tây Trạch xem kỹ càng 5-6 lần, xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới để Tào Tuyết Nhi và Bùi Khánh Vi rời đi. Nhưng lúc gần đi, Mao Tây Trạch như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gọi Bùi Khánh Vi lại. Trợ lý thư ký, cô chờ một chút. Bùi Khánh Vi nhất thời đứng khựng ở cửa, trong lòng hơi lo lắng, nhưng trên mặt không dám lộ ra nửa phần. Mao Tây Trạch nhìn kỹ cô, sau đó nói, có phải cô là cô gái lần trước ra nước ngoài cùng với Hoàng Hạo Phong không? Bùi Khánh Vi sững lại sau 3 giây, lúc này mới gật đầu cứng ngắc. Vết thương của cô khỏi chưa? Mao Tây Trạch lại hỏi. Bùi Khánh Vi chỉ thấy kỳ lạ, không có chuyện gì sao lại nhắc tới vết thương của cô chứ? Tuy trong lòng thấy khó hiểu nhưng phải trả lời thì vẫn phải trả lời thôi, đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Mao Tổng quan tâm. Lần sau hợp tác thương mại, cô đi cùng với tôi. Mao Tây Trạch nói xong liền cúi đầu bắt đầu xử lý giấy tờ. Đây coi như là được cất nhắc ư? Bùi Khánh Vi giật mình nhìn chằm chằm vào ông ta cho tới khi Tào Tuyết Nhi nhỏ tiếng nhắc nhở, lúc này cô mới bừng tỉnh trở lại, thấp giọng đáp, vâng. Sau đó, cô lập tức đi ra ngoài. Chúc mừng cô nhé, Mao Tổng không dễ dàng đưa người khác cùng đi ra ngoài đâu. Những ngày tốt đẹp của cô sắp tới rồi. Tào Tuyết Nhi ở bên cạnh cười híp mắt nói, nhưng đáy mắt lại có một tia phòng bị. Bùi Khánh Vi hiểu được sự phòng bị của cô ta. Trợ lý của mình ra ngoài cùng sếp của mình, ngộ nhỡ lại trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh sếp, đạp cô ta một cái, còn tiện thể tố cáo bệnh tình của cô ta, vậy thì cô ta chết chắc luôn. Bùi Khánh Vi không ngốc, lập tức nịnh nọt Tào Tuyết Nhi, nếu không phải có chị Tuyết Nhi thì sao tôi có thể ra ngoài bàn bạc làm ăn với sếp được. Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé, làm tốt công việc theo đúng chức vụ của mình là tốt lắm rồi. Tào Tuyết Nhi nghe thấy thế mới hơi yên tâm một chút, nói sâu xa, cô yên tâm, có gì không hiểu tôi sẽ dạy cô, đường của cô còn dài lắm, cố gắng học hỏi. Bùi Khánh Vi gật đầu lia lại nói, dạ, tôi hiểu rồi, tôi nghe theo chị Tuyết Nhi hết. Câu cuối cùng đó coi như đã đè bẹp hoàn toàn sự nghi ngờ trong lòng Tào Tuyết Nhi xuống. Sau khi về tới phòng làm việc của mình, Bùi Khánh Vi ngồi trước bàn làm việc nhưng lại chìm trong suy nghĩ. Tại sao lúc này Mao Tây Trạch lại yêu cầu mình đi bàn chuyện làm ăn với ông ta chứ? Cô chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi mà thôi, muốn ra ngoài bàn chuyện làm ăn phải dẫn theo Tào Tuyết Nhi mới đúng, dẫn theo cô là sao chứ? Cho tới mấy ngày sau, khi gặp Hoàng Hạo Phong trong bữa cơm với đối tác làm ăn, lúc này Bùi Khánh Vi mới hiểu ra tính toán của Mao Tây Trạch. Đoán là vì lần trước Mao Tây Trạch thấy Hoàng Hạo Phong đưa cô tới bữa tiệc tối quan trọng kia nên cảm thấy cô nhất định có gì đó đặc biệt với Hoàng Hạo Phong. Cộng thêm mấy lần trước hai người hầu như đều tranh cãi nhau vì làm ăn nên lần này ông ta mới dẫn mình theo để lợi dụng làm dịu đối tượng giao dịch. Không thể không nói, Mao Tây Trạch đúng là khôn khéo. Nhưng có khôn khéo tới mức cũng vô dụng, có lẽ có đánh chết ông ta cũng sẽ không ngờ được là mấy hôm trước cô đã cắt đứt với Hoàng Hạo Phong. Lần này dẫn cô theo, chỉ e là không làm dịu được giao dịch mà ngược lại còn khiến thế cục càng thêm căng thẳng. Hoàng Nhị Thiếu, thật ngại quá, để cậu chờ lâu rồi. Mao Tây Trạch ngồi đối diện với Hoàng Hạo Phong, sau đó đặc biệt sắp xếp Bùi Khánh Vi ngồi ngay bên cạnh Hoàng Hạo Phong. Quả nhiên, Hoàng Hạo Phong không quá kinh ngạc với sự có mặt của cô, chỉ nhấp một ngụm nước, cười trả lời, không sao, tôi cũng vừa tới không lâu. Vậy sao, vậy chúng ta gọi món thôi. Mao Tây Trạch nhìn Bùi Khánh Vi và Hoàng Hạo Phong, thấy hai người thậm chí còn chẳng nhìn nhau lấy một cái thì hơi khó hiểu. Khi đó, ở chỗ Robert, Phật Tuyết Nhi chỉ nói vài câu mà Hoàng Hạo Phong đã đứng ra bênh vực cô trợ lý kia, sao lần này lại chẳng nói gì với nhau thế? Hơn nữa, mấy tháng nay, ông ta nghe được không ít những lời đồn đoán trong công ty, nhưng sao giờ nhìn lại thấy chẳng giống như trong lời đồn là thế nào? Ông ta nhìn Bùi Khánh Vi ngoan ngoãn ngồi cạnh Hoàng Hạo Phong, cúi đầu không nói gì, giống như thật sự tới để nghe bọn họ bàn chuyện hợp tác vậy. Được thôi, hôm nay Mao Tổng làm chủ, Mao Tổng quyết định. Tôi già rồi, các món ăn mới thời nay tôi cũng không hiểu lắm, vẫn là nhường cho người trẻ thì hơn. Mao Tây Trạch nói xong liền đưa thực đơn cho Bùi Khánh Vi. Nào nào nào, giúp chúng tôi gọi món đi. Cái này cũng quá lộ liễu rồi.
Bùi Khánh Vi không nhịn được mà thầm nôn ọe trong lòng. Tôi cũng không biết gọi lắm, hay là chị Tuyết Nhi gọi đi. Bùi Khánh Vi đưa thực đơn cho Tào Tuyết Nhi. Tào Tuyết Nhi vội vàng cười, Mao Tổng bảo cô gọi rồi thì cô gọi đi. Đừng ngại, nhưng lực trên cánh tay cô ta lại nặng hơn một chút. Bùi Khánh Vi cảm nhận được lực trên tay, chỉ có thể thuận theo đáp, vậy được thôi. Cô cẩn thận lật xem thực đơn trên tay, sau đó gọi từng món một. Thậm chí cô còn nói với phục vụ một số thứ kiêng ăn, đặc biệt là trong một vài món cay Tứ Xuyên thỉnh thoảng sẽ cho một ít lạc, vậy nên cô dặn dò thêm. Đợi Bùi Khánh Vi gọi món xong, Mao Tổng không khỏi chau mày, sao không có chút hải sản nào vậy? Cuối cùng, Hoàng Hạo Phong cúi đầu nghịch chén trà suốt cũng lẳng lặng ngẩng đầu nhìn về phía cô, Bùi Khánh Vi cười khan vài tiếng, à, thật ngại quá, tôi bị dị ứng hải sản, vậy nên trước giờ không gọi hải sản, nhất thời quên mất, thật ngại quá. Mao Tổng hơi nhíu mày, nếu trợ lý Tạ bị dị ứng, vậy lát nữa đừng thử mấy món đó được rồi. Trợ lý Tạ bị dị ứng nhiều thứ thật, dị ứng đồ làm từ sữa, bây giờ tới cả hải sản cũng dị ứng. Hoàng Hạo Phong cười như không cười nhìn cô, sau đó tiếp tục nói, thật trùng hợp, tôi cũng dị ứng hải sản. Không khí ám muội tràn ra khắp nơi, ánh mắt hai người còn lại đồng thời tập trung vào Bùi Khánh Vi. Lúc này Mao Tổng cũng hiểu ra, cái gì mà dị ứng hải sản nên trước giờ không gọi chứ, rõ ràng chính là nghĩ cho Hoàng Hạo Phong. Ông ta bật cười lớn, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Vậy được rồi, không cần hải sản nữa, tránh cho có đi ăn một bữa mà cả thư ký Tạ và Hoàng Nhị Thiếu phải cùng nhau đi vào bệnh viện. Bùi Khánh Vi cũng thức thời cười theo. Cô đặc biệt dặn dò phục vụ lên món cẩn thận cũng không hẳn hoàn toàn là vì Hoàng Hạo Phong, cô chỉ không muốn có chút sai sót nào vào lần đầu tiên mình đi bàn chuyện làm ăn. Mao Tây Trạch này nghĩ xiên xẹo kiểu gì không biết nữa. Một bữa cơm bốn người ăn mà mỗi người có tâm sự riêng, khó khăn lắm mới ăn xong. Lúc vào bàn việc chính, Tào Tuyết Nhi và Bùi Khánh Vi lấy cớ đi tính tiền lui ra ngoài. Lúc đó, Bùi Khánh Vi rất buồn bực, chuyện quan trọng nhất khi đi ăn ngày hôm nay lại không liên quan gì tới cô, vậy rốt cuộc cô tới để làm gì chứ? Chỉ đơn thuần là đi ăn cùng thôi sao? Chị Tuyết Nhi, mỗi lần chị đi ăn cơm bàn chuyện làm ăn với Mao Tổng đều ăn một bữa rồi đi ra thế này à? Tào Tuyết Nhi trừng mắt nhìn cô tức giận, cô nằm mơ đấy à, còn ăn một bữa, lần nào tôi đi ăn cùng sếp đều phải bụng rỗng uống rượu đó. Vậy hôm nay, Bùi Khánh Vi chỉ vào đống cơm thừa canh cặn ở trên bàn. Còn không phải nhờ vào cô sao? Nói tới đây, Tào Tuyết Nhi lập tức cười, nếu không có cô, có lẽ tôi chỉ có thể bụng đói mà uống rượu tiếp khách, chứ làm gì ăn được miếng nào. Vậy sao bây giờ chị không vào trong để uống rượu cùng? Tào Tuyết Nhi trả tiền, tìm một chỗ trống trong phòng nghỉ rộng rãi và ngồi xuống. Thứ nhất, có cô rồi còn cần tôi làm gì nữa? Thứ hai, Tào Tuyết Nhi dừng một lúc, sau đó đặc biệt thấp giọng nói. Thứ hai, lần nói chuyện này là về chuyện vụ làm ăn bị tạm dừng lần trước, tôi cũng không thể vào nghe được. Bùi Khánh Vi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ra là thế, vậy chúng ta phải chờ bao lâu? Chắc tầm 1-2 tiếng cũng không chừng. Tào Tuyết Nhi ngồi ở đó, mở máy tính xách tay lên bắt đầu làm việc. Thật ra, Bùi Khánh Vi cũng chỉ là tùy ý hỏi một câu, cô quan tâm gì đâu chứ, dù sao cũng ăn no uống đủ rồi, không cần biết là mấy tiếng. Ở đây không những được nghỉ ngơi mà còn có cà phê và bánh ngọt, không phải làm việc, không bị trừ lương, cực kỳ thoải mái. Cô mãn nguyện dựa vào sofa, nghiêng đầu im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ là nhắm mắt lại, rồi dần dần lại ngủ quên mất. Chờ tới khi âm thanh náo nhiệt càng lúc càng rõ rệt bên tai, lúc nghe thấy mấy tiếng trở lấy thẻ phòng, cô đột nhiên tỉnh táo trở lại. Có điều không phải là vì môi trường xung quanh, mà là vì cô ngửi thấy một mùi vị không phải của mình. Bùi Khánh Vi lập tức mở mắt, cô vẫn đang ở khu nghỉ ngơi của đại sảnh, nhưng trên người có thêm một chiếc áo vest. Cô tỉnh rồi, bên cạnh truyền tới một giọng nói trầm ấm. Bùi Khánh Vi quay ngoắt đầu lại, thấy Hoàng Hạo Phong ngồi xem tạp chí bên cạnh mình, trông rất nhàn nhã. Sự lạnh lùng sắc bén trong mắt lập tức biến mất, cô bật dậy từ trên sofa, liên tục xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết tại sao lại ngủ quên mất. Mao Tổng đâu rồi? Muộn thế này rồi, có lẽ đã về nhà. Hoàng Hạo Phong cười nhạt, vứt cuốn tạp chí qua một bên, chỉ trời bên ngoài. Bùi Khánh Vi nhìn theo tay anh ta, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu tối đen. Trời ơi, rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu vậy? Rõ ràng lúc ăn cơm vẫn còn là giữa trưa, sao bây giờ đã sắp tối đen rồi? Cô muốn tôi đưa cô về nhà, hay là cùng tôi đi ăn rồi tôi đưa cô về nhà? Hoàng Hạo Phong đưa ra hai vấn đề cho cô lựa chọn. Không, không cần, tôi tự về nhà được rồi. Ăn cơm gì chứ, buổi tối cô còn có hẹn, từ đây tới chỗ hẹn cũng phải đi mất tầm tiếng rưỡi đấy. Vậy tôi coi như cô chọn sẽ đi ăn cùng tôi rồi tôi đưa cô về.
Hoàng Hạo Phong tự thay cô đưa ra quyết định, sau đó đưa mắt về phía cửa, Báo Hải lập tức gật đầu đi sắp xếp. Bùi Khánh Vi khẽ chau mày, trong giọng nói mang theo một sự xa cách, tôi nghĩ chắc ngài Hoàng sẽ không quên lời mình nói lúc trước nhanh như vậy đâu phải không? Lời tôi nói, trước giờ tôi chưa bao giờ quên. Trong ánh mắt Hoàng Hạo Phong mang theo một ý cười hờ hững. Vậy thì cảm ơn ý tốt của ngài Hoàng, tôi có thể tự về nhà. Bùi Khánh Vi chỉnh lại chiếc áo vest màu đen kia, đặt lên sofa, cầm lấy túi của mình định đi ra ngoài. Lại không ngờ, lúc đi qua người Hoàng Hạo Phong, cô lại bị anh ta kéo lại, nhưng tôi còn chưa nói hết, tôi từng nói muốn trả lại cho cô sự bình yên, nhưng lần này là tự cô vác xác tới, sao trách tôi được. Lời vừa nói dứt, cánh tay anh ta kéo mạnh, một lần nữa kéo cô tới trước mặt mình. Bùi Khánh Vi nửa như thể ngã vào lòng anh ta, nửa như quỳ trước mặt anh ta, lại vì khoảng cách quá gần mà cô thậm chí có thể nhìn thấy cả dung mạo của mình trong con ngươi của anh ta. Cô cau mày, khó khăn giải thích, hôm nay là bất ngờ, tôi không biết Mao Tổng đưa tôi tới gặp anh. Hoàng Hạo Phong nhướng mày, hơi mỉm cười, ồ, vậy Mao Tổng có nói với cô, tôi không thể ăn trứng, lạc, và các loại cá hải sản sao? Quả nhiên là bị hiểu nhầm rồi, tôi chỉ là không muốn làm hỏng cuộc đàm phán lần này mà thôi. Hoàng Hạo Phong nhìn Bùi Khánh Vi, trong đôi mắt bình tĩnh như nước nhanh chóng xẹt qua một tia phiền não, sau đó lại nở nụ cười tươi, vậy tức là cô đã học thuộc lòng thói quen ăn uống của tất cả đối tác của Mao Tổng sao? Lúc này, trước mặt Hoàng gian xảo mồm miệng lanh lợi, Bùi Khánh Vi lại bại trận lần nữa. Thật ra, hai người bọn họ đều biết, Mao Tây Trạch không thể nào dẫn cô tới tất cả các buổi tiệc đàm phán, chỉ có nơi Hoàng Hạo Phong xuất hiện, dẫn theo Bùi Khánh Vi mới coi là bốc thuốc đúng bệnh. Hiển nhiên là vào khoảnh khắc Bùi Khánh Vi xuất hiện, Hoàng Hạo Phong đã nhìn thấy được ý đồ của Mao Tây Trạch. Bùi Khánh Vi dứt khoát im lặng cúi đầu không nói gì. Hoàng Hạo Phong nhìn cô không nói gì, chỉ có thể nhượng bộ một bước, nói, được rồi, cho dù không ăn cơm thì cũng để tôi đưa cô về nhà. Trời tối quá rồi, cô là con gái, đi đêm không an toàn. Ha, đưa về nhà rồi lại tìm mọi cách để không rời đi. Tối nay cô và lại Ngọc Lam sớm đã có hẹn rồi, không thể lỡ hẹn, hơi đâu nữa mà tiếp đón vị này chứ. Thật sự không cần đâu, cảm ơn ngài Hoàng. Bùi Khánh Vi thoát khỏi tay của anh ta. Cô vội vàng chạy thẳng ra khỏi nhà hàng, leo lên một xe taxi rồi lập tức rời đi. Hoàng Hạo Phong ngồi trong sảnh lớn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe đó cho tới khi nó biến mất ở đầu phố. Báo Hải đi từ trên tầng xuống, đến bên cạnh Hoàng Hạo Phong mới phát hiện không thấy Tạ Mai Lan đâu cả. Nhị thiếu, anh ta gọi một tiếng, về thôi. Cuối cùng Hoàng Hạo Phong nhìn phố xá đã lên đèn ở phía xa xa, nói với Báo Hải. Vâng, Báo Hải lập tức tiến lên phía trước đẩy anh ta đi về phía đỗ xe của nhà hàng. Đèn đường sáng trưng, Bùi Khánh Vi ngồi trên taxi tới nơi đã hẹn với lại Ngọc Lam. Vì sợ Hoàng Hạo Phong cho người đi theo phía sau nên Bùi Khánh Vi đặc biệt nói tài xế dạo mấy vòng trên cầu vượt, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới đến đích cuối. Một quán ăn nhỏ rất độc đáo, phải thừa nhận rằng lại Ngọc Lam tìm được những quán ăn nhỏ ẩn trong góc phố này thật sự rất được. Trên tầng của quán ăn, Bùi Khánh Vi vừa ngồi xuống liền lấy USB ở trong túi áo ra đưa qua, cho anh. Lấy được rồi sao? Lại Ngọc Lam lập tức nhận lấy USB, cho mày lại. Không phải anh ta chưa từng tìm người đột nhập vào phòng làm việc của Mao Tây Trạch, nhưng lần nào phái người tới nếu không phải bị hệ thống báo động tia hồng ngoại chặn ở cửa, thì chính là khó khăn lắm vượt qua được hệ thống cảnh báo đó nhưng lại không thu được gì trong máy tính cả. Sao cô lại may mắn như vậy, một lần đã lấy được chứ? Ừm. Sau khi nghe thấy cô khẳng định, lông mày lại Ngọc Lam dựng thành hình chữ xuyên, trong lúc lấy dữ liệu, có xảy ra chuyện gì bất thường không? Nếu Bùi Khánh Vi thật sự thuận lợi như vậy, anh ta lại bắt đầu nghi ngờ về tính thật giả của dữ liệu trong USB này. Nhưng kết quả lại nghe Bùi Khánh Vi nói, có, suýt chút nữa bị bắt. Điều này không hiểu tại sao lại khiến anh ta đột nhiên cảm thấy thót tim. Bị phát hiện không? Suýt, Mao Tây Trạch ra ngoài rồi đột nhiên quay trở lại. Bùi Khánh Vi tự nói một mình rồi rót một cốc nước uống. Rồi sau đó thì sao? Lại Ngọc Lam lại hỏi. Không thể dễ dàng tùy tiện mà thoát khỏi phòng làm việc với những thiết bị báo động đó được. Sau đó, Hoàng Hạo Phong tới giục ông ta đi gặp bên thứ ba của vụ làm ăn, nên ông ta chỉ đứng ở cửa nhìn thôi. Bùi Khánh Vi uống xong cốc nước lại thấy không đủ, cầm ly rượu trên bàn của anh ta lên nhấp một ngụm. Không thể không nói, rượu cao lương trong quán ăn nhỏ này cũng khá chính tông đó, cảm giác đậm đà kéo dài, mùi vị rất được. Còn lại Ngọc Lam ngồi phía đối diện nghe thấy cô nói đã thoát được một kiếp nạn thì thân mình cứng đơ cũng dần thả lỏng ra, ngay sau đó nói, cô không sao là tốt rồi. Bùi Khánh Vi nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch nhìn về phía anh ta.
Ý cười trong đáy mắt đó khiến Lại Ngọc Lam lập tức phát hiện lời mình vừa nói hơi không ổn, ho nhẹ một tiếng, nói, tôi sẽ nhanh chóng phá xong vụ án này, để cô được quay về đơn vị. Tùy anh, dù sao tôi cũng đã trộm được thứ này cho anh rồi, nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, ở ngoài lang thang thêm vài ngày cũng được. Bùi Khánh Vi lại rót một ly, rượu này ngon thật. Lại Ngọc Lam ở phía đối diện nghe thấy thế ngẩng đầu nhìn về phía cô không thích quân đội sao, ai lại thích một nhà tù chứ? Bùi Khánh Vi cười một tiếng giễu cợt, ngả vào lưng ghế, nhìn dòng người qua lại ở tầng một qua khung cửa sổ. Lần đầu tiên Lại Ngọc Lam nghe thấy có người mô tả quân đội như một nhà tù. Đối với những người đi ra từ quân đội như anh ta mà nói, đây là điều cực kỳ thiếu tôn trọng. Đó không phải là nhà tù, đó là nơi khiến quân nhân mạnh mẽ hơn. Ánh mắt kiên quyết của anh ta sau khi nói hết câu này rõ ràng là sáng hẳn lên. Nhưng Bùi Khánh Vi lại chẳng có hứng thú với việc này, chỉ ồ một tiếng, thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái. Lại Ngọc Lam thấy cô không phát biểu bất cứ ý kiến nào, cũng không nhắc tới bất kỳ việc gì trong quân đội, cô không thích sao? Anh nói xem, Bùi Khánh Vi cười lạnh, cuối cùng cũng nhìn anh ta một cái. Vậy tại sao cô phải vào quân đội? Lại Ngọc Lam không hiểu nổi, nếu không thích thì tại sao phải vào quân đội làm gì? Bùi Khánh Vi rất muốn đi hỏi ông trời rằng, tại sao lại cho cô sống lại trong thân xác một quân nhân? Nếu có thể, cô muốn sống lại trong cơ thể của một sát thủ, hành nghề cũ, hoặc miễn cưỡng đi vào con đường xã hội đen. Chắc chắn thoải mái vui vẻ gấp mấy trăm lần ở chỗ vừa mệt vừa khổ như thế này. Tôi, khi đó não có vấn đề, vậy nên mới vào đó. Bùi Khánh Vi tìm một cái cớ lấy lệ. Nhất thời đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của Lại Ngọc Lam dần dần sắc bén trở lại. Anh ta im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Quân đội là nơi rất nghiêm túc, nếu như cô không có trái tim muốn bảo vệ kia, vẫn nên giải ngũ thì hơn. Ừm, tôi cũng có suy nghĩ này. Bùi Khánh Vi đồng tình gật đầu. Cô cũng muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, có huân huy chương rồi cũng coi như tăng thêm thể diện cho cơ thể này. Sau đó dạy dỗ bà phu nhân kia một phen, cũng coi như đòi lại công bằng cho thân thể này, cuối cùng ung dung rời đi. Bộ đội quân nhân gì đó sao có thể trói chân cô được chứ? Nhìn cô tùy tiện gật đầu, trong mắt Lại Ngọc Lam giống như có lưỡi dao lia qua, chỉ nói một câu, tôi lấy đồ đi nhé. Không chờ Bùi Khánh Vi gật đầu, anh ta liền rời đi luôn. Nói lật mặt là lật mặt, quả nhiên là một ngọn núi băng lớn không thể vượt qua. Bùi Khánh Vi nhìn anh ta vội vàng xuống tầng, không nhịn được oán thầm một câu trong lòng. Cô lấy luôn cả bình rượu ở chỗ ngồi của Lại Ngọc Lam qua, ngồi tựa trên ghế từ từ uống. Nhưng không bao lâu cô nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp, Lại Ngọc Lam lại quay trở lại lần nữa. Sao anh lại quay lại? Bùi Khánh Vi mở mắt, nhìn anh ta khó hiểu. Mặt Lại Ngọc Lam rất nghiêm túc, đưa cô về nhà, hì hì. Nhìn khuôn mặt lạnh đó của anh ta rõ ràng viết chữ không tình nguyện, nhưng lại không muốn mất phong độ đàn ông, dáng vẻ rối rắm đó làm cô không nhịn được phì cười. Chờ một lát, tôi muốn đóng gói chút đồ ăn mang về. Thế là, Lại Ngọc Lam đành phải ngồi ở đó nhìn Bùi Khánh Vi gọi phục vụ tới. Sau khi gọi một vài món, hai người không nói một lời, cùng ngồi chờ đợi. Bùi Khánh Vi vẫn mang bộ dạng kia, chậm rãi uống hết ly này tới ly khác. Lại Ngọc Lam nhìn cô uống như vậy, cuối cùng vẫn không nhịn được. Cô sẽ uống say đó. Bùi Khánh Vi lại rót cho mình một ly nữa, xua tay, chỉ có một chút rượu, làm gì dễ say vậy chứ. Nói rồi, cô định cầm ly đưa lên miệng uống, không ngờ giữa chừng lại bị một cánh tay chặn lại. Rượu này có tác dụng chậm. Lại Ngọc Lam nghiêm mặt giật lấy cái ly trên tay cô, bàn tay to rộng tiếp xúc qua mu bàn tay cô hơi thô ráp. Bùi Khánh Vi nhìn ly rượu trong tay bị lấy đi, một lần nữa nhướng mày, nhưng cũng không gò ép. Rất nhanh, phục vụ mang thức ăn đã đóng gói xong đi tới, nói, tổng cộng 145 tệ. Bùi Khánh Vi nhìn thẳng về phía Lại Ngọc Lam, mà phục vụ bên cạnh cũng đồng thời nhìn về phía anh ta. Hai ánh nhìn cùng lúc bắn tới, Lại Ngọc Lam ngồi ở phía đối diện lạnh lùng chau mày. Có ý gì? Bùi Khánh Vi không chút khách khí nói, thanh toán. Người này là đầu gỗ sao? Chẳng phải ăn cơm thì phải trả tiền sao? Lại còn hỏi cô có ý gì? Đúng là ngớ ngẩn. Không phải cô mua cho mình sao? Tư duy thẳng tuột của Lại Ngọc Lam là ai mua người đấy trả? Bùi Khánh Vi lúc này mới hiểu được, khẽ cười một tiếng. Nếu anh đã biết đưa tôi về nhà, lẽ nào lại không biết khi đi ăn thì đàn ông nên bỏ tiền ra sao? Lại Ngọc Lam nhìn phục vụ bên cạnh một cái, phục vụ nam cũng nhìn lại anh ta với ánh mắt rất đồng ý với lời Bùi Khánh Vi, thậm chí đưa luôn hóa đơn cho anh ta. Bất lực, Lại Ngọc Lam đành phải bỏ tiền ra. Trước mặt cô gái này ấy mà, hình như anh ta mãi mãi chỉ có thể nhận phần thua. Hai người đóng gói thức ăn xong liền nối đuôi nhau lên xe. Bùi Khánh Vi cười tự thắt dây an toàn cho mình, vỗ vai anh ta, nói thật, cảnh sát lại à,
với cái thái độ không tích cực này của anh, tìm được bạn gái mới lạ đó. Nhất thời, người vốn dĩ đang lặng lẽ khởi động xe ngẩng phát đầu lên, nhìn cô với vẻ mặt chất chứa tâm tư. Bùi Khánh Vi lập tức choáng váng tới câm lặng, sau đó nhỏ tiếng hỏi, đừng nói là anh có bạn gái rồi nhé. Không thể nào, tới chuyện đàn ông phải thanh toán tiền cũng không biết này sao có thể có bạn gái được. Im lặng một hồi, lại Ngọc Lam mới lên tiếng phản bác, không có. Lúc này Bùi Khánh Vi mới thả lỏng sắc mặt, thấy chưa, tôi nói không sai chút nào. Rồi cô lại bổ sung, có điều không sao, bổn cô nương dạy anh mấy chiêu, đảm bảo anh sẽ kiếm được vợ, để anh hàng đêm được ngủ trong ổ chăn ấm áp, không cần ngày ngày đối mặt với những vụ án phạm tội này. Rõ ràng là một cô gái mà lại nói ra những lời hơi thô tục giống như một người đàn ông, trong lòng lại Ngọc Lam không khỏi than thở, trên mặt lạnh thêm ba phần, không cần. Bùi Khánh Vi tỏ vẻ như anh em tốt, đừng ngại ngùng, anh giúp tôi mua nhiều đồ ăn như vậy, chí ít tôi cũng phải trả cho anh gì đó chứ. Lại Ngọc Lam nghiêng đầu qua nhìn cô, nửa ngày mới nói một câu, cô có thể trả tôi tiền. Lập tức, Bùi Khánh Vi lặng lẽ quay đầu ra ngoài cửa sổ xe. Một tân binh như cô tiền ở đâu ra, lần trước mời Hoàng Hạo Phong ăn cơm cũng là để lại Ngọc Lam thanh toán. Bên ngoài xe, đèn đường lấp lánh, không bao lâu sau mưa rơi lất phất, dừng ở đây đi. Chiếc xe chạy như bay, còn chưa tới góc phố ngoài tiểu khu nơi Bùi Khánh Vi sống, Bùi Khánh Vi đã kêu dừng lại. Lại Ngọc Lam nhìn mưa nhỏ tí tách bên ngoài, cuối cùng nói, xa quá, gần sẽ dễ lộ. Bùi Khánh Vi nói rồi tháo dây an toàn, chỉ chờ anh ta dừng xe sẽ mở cửa ra. Lại Ngọc Lam nghĩ ngợi, cuối cùng cũng không phản bác, tìm một nơi có thể trú mưa để dừng lại. Xe vẫn chưa dừng hẳn, điện thoại của Lại Ngọc Lam liền vang lên. Nhưng chuyện này không liên quan tới Bùi Khánh Vi, Bùi Khánh Vi đẩy cửa xe muốn đi ra ngoài. Ở phố Nam Lộ, giọng nói trầm thấp vang lên trong xe. Đột nhiên Bùi Khánh Vi cảm thấy tay mình bị túm chặt, cô không thể không quay đầu lại, trong mày nhìn bàn tay to đang nắm lấy tay mình. Chỉ nghe thấy Lại Ngọc Lam nói với người trong điện thoại, chúng tôi chờ anh. Sau khi tắt điện thoại, anh ta quay đầu nói với Bùi Khánh Vi, Phạm Trung Kiên tới rồi. Bùi Khánh Vi thuận thế ngồi xuống, hỏi, giáo quan tới làm gì? Không biết. Hai người im lặng ngồi trong xe, cho tới khi một bóng người xuất hiện bên ngoài kính chắn gió. Lại Ngọc Lam lập tức ấn đèn pha, cố ý lập lòe mấy lần. Người đó lập tức chạy về phía bọn họ. Cả người anh ta ướt như chuột lột, mở cửa xe chui vào. Hai người buổi tối ung dung tự tại, còn một mình tôi phải ngồi ở cửa chờ cả nửa ngày. Đáng đời, không để thầy ngồi một năm là em thấy mình quá nhân từ rồi. Bùi Khánh Vi vẫn còn nhớ chuyện trong điện thoại lần trước, lạnh lùng cười một tiếng. Trong mắt em còn có giáo quan như tôi đây không hả? Phạm Trung Kiên bị cô làm cho tức tới mức không khỏi nhe răng trợn mắt. Bùi Khánh Vi ngẩng đầu nhìn Phạm Trung Kiên trong kính chiếu hậu, cong môi hỏi, thân là một quân nhân nên trung thành. Thân là giáo quan càng nên thành thực đối với học viên của mình, không biết thầy đã được điểm nào rồi. Phạm Trung Kiên cũng giống như Lại Ngọc Lam, xưa nay chưa bao giờ là đối thủ của cô, chỉ có thể ngại ngùng ho lên, khụ khụ khụ. Tôi làm thế không phải là do tình thế cấp bách ư. Ha ha, sao thầy không nói là lúc đó thầy buồn tè luôn đi. Bùi Khánh Vi lập tức đáp lại một câu, chớp mắt, trong xe im lặng. Đi đâu? Lại Ngọc Lam mở miệng hỏi, tìm một nơi xa một chút, hẻo lánh một chút ngồi uống rượu. Phạm Trung Kiên ngồi ghế sau tự nâng một lon bia trong tay mình lên. Vậy các anh đi đi, tôi về nhà tắm rửa đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm. Bùi Khánh Vi vốn tưởng Phạm Trung Kiên đặc biệt từ trong doanh trại ra là có việc gì quan trọng, ai ngờ là chạy tới tìm Lại Ngọc Lam uống rượu. Vừa nãy ở quán ăn, cô chỉ uống rượu mà không ăn gì nên giờ chỉ muốn về nhà lấp đầy bụng đã, không muốn hùa theo hai người người họ. Nhưng Phạm Trung Kiên lại chồm lên từ ghế sau, túm lấy vai cô, em trở nên ngoan như vậy từ khi nào thế? Em đây gọi là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, làm một cục cưng ngoan ngoãn về nhà đúng giờ. Bùi Khánh Vi liếc mắt nói một câu như vậy, chặn họng Phạm Trung Kiên. Rồi rồi, tôi nói không lại em, dù sao em cũng không đi được đâu, tối nay em là nhân vật chính. Phạm Trung Kiên giơ tay xin hàng nói, nhân vật chính ư? Bùi Khánh Vi nghĩ một lúc, sau đó nói, hôm nay không phải sinh nhật em. Em đừng có mơ nữa, sinh nhật em mà tôi phải đích thân qua chung vui với em sao? Phạm Trung Kiên hừ một tiếng, ngay sau đó khí thế giảm xuống mấy phần, nhỏ giọng nói, hôm nay là ngày tân binh chính thức gia nhập quân đội. Thì ra là vậy. Bùi Khánh Vi khẽ nhướng mày, rồi sao? Không phải em chỉ đi làm nhiệm vụ sao? Đây là trình tự thông thường, thân là giáo quan của em, tôi tới để an ủi em đấy. Phạm Trung Kiên nhìn cô không có phản ứng gì đặc biệt lớn thì cười chỉ vào lon bia trong tay mình. Ồ,
còn gì nữa? Bùi Khánh Vi tiếp tục hỏi. Phạm Trung Kiên hơi do dự một lúc, lắc đầu, thế thôi ư, sao có thể? Chỉ là một tân binh quèn mà cần Phạm Trung Kiên đặc biệt từ quân doanh đi xe 3 giờ đồng hồ, lại ngồi chờ ở cửa nhà mình lâu như vậy sao? Nhưng cuối cùng Bùi Khánh Vi vẫn ngồi yên ở ghế phụ, không tiếp tục nói nữa. Lại Ngọc Lam nhìn sang rồi khởi động lại xe, đi tới vùng ngoại thành. Sau khi đi gần một tiếng đồng hồ, xe dừng lại ở một vùng ngoại thành hẻo lánh sát đường quốc lộ. Bùi Khánh Vi ngồi trên mui xe, bên cạnh là túi thức ăn vừa mua, một miếng thức ăn một hớp rượu, thật thoải mái. Lại Ngọc Lam và Phạm Trung Kiên dựa vào hai bên mui xe, trong tay cầm lon bia, đón lấy mưa nhỏ dày đặc. Dưới ánh đèn đường, một người nghiêm nghị, một người phóng khoáng, nhìn giống như một phong cảnh đẹp đẽ. Lần này tiến độ của các cậu thế nào? Phạm Trung Kiên uống hai hớp bia, hỏi một câu. Đã lấy được sổ sách chi tiết rồi. Lại Ngọc Lam trả lời ngắn gọn. Phạm Trung Kiên vừa nghe lập tức hào hứng, thật sao? Vậy nhiệm vụ của Bùi Khánh Vi coi như hoàn thành rồi sao? Còn phải chờ dịch dữ liệu, xác định xong mới được. Vậy thật sự quá tốt rồi. Nhìn bộ dạng vui mừng kia của Phạm Trung Kiên như thể người hoàn thành nhiệm vụ chính là anh ta vậy. Bùi Khánh Vi nhìn thấy hết, nhấp một ngụm rượu, lạnh lùng nói, lấy được dữ liệu thôi mà, thầy vui như vậy làm gì? Nếu là giả thì coi như vô dụng. Vậy sao được, nhanh nhất 2 ngày là cậu dịch được rồi chứ? Bị Bùi Khánh Vi cố ý kích động, quả nhiên Phạm Trung Kiên vội vàng hoảng hốt thúc giục lại Ngọc Lam. Bùi Khánh Vi nhìn anh ta đầy thâm ý, sao thầy còn nóng ruột hơn em vậy? Phạm Trung Kiên bị cô nhắc nhở như vậy, phát hiện quả thật mình đã hơi quá kích động. Lúc này, tới cả lại Ngọc Lam cũng đang nhìn anh ta. Ánh mắt Phạm Trung Kiên lóe lên, anh ta vội vàng chữa cháy. Ý của thầy là như thế sẽ làm chậm trễ việc vào quân đội của em. Nói xong, anh ta lại bắt đầu dựa vào một bên uống bia không nói câu nào. Nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy dường như có gì đó khác thường. Trong lúc nhất thời, không khí giữa ba người dần trở nên nặng nề. Nhưng sự nặng nề kéo dài không được bao lâu, điện thoại trong túi áo Bùi Khánh Vi chợt rung lên. Cái điện thoại này là của chủ nhân cũ của cơ thể này, từ lúc cô bắt đầu nhiệm vụ thì đã nhận lại đồ đạc cá nhân của mình, cô vẫn luôn mang theo bên mình nhưng chưa bao giờ thấy nó đổ chuông. Không biết vì sao, hôm nay lại đột nhiên rung lên như vậy. Tập 4 đến đây là hết rồi. Chuyện sẽ có thêm tình tiết gì nữa thì chúng ta cùng chờ nghe ở tập sau nhé. Còn giờ thì bye bye mọi người.